nàng còn cắm rễ tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, 20 con bàn tay nhỏ vò đầu đỉnh lúc, nàng sẽ rất khó thụ a. Xảy ra chuyện gì? Treo ở sau thắt lưng tâm ma xích tiêu kiếm đồng thời lên tiếng hỏi. Trừ công đức xà mỹ nhân còn treo trên người bạch tiền bối bên ngoài, cái khác thuộc về Tống Thư Hàng vật trang sức đã trải qua toàn bộ trở về công đức xà mỹ nhân còn có nhiệm vụ mang theo, nàng cần vì bạch tiền bối mở ra hạch tâm thế giới, tốt tiếp tục đi hao cửu u tà năng, thuận tiện đem một chút bảo vật chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Trong vũ trụ thiên đạo di thuế cầu thân thể, bắt đầu một lần nữa dung hợp. Tống Thư Hàng khổ não nói. Da đen vũ nhu tử từ cái bóng bên trong chui ra, nhắc nhở, Tống tiền bối, liên hệ hạ bạch tiền bối nhìn xem. Bạch tiền bối cùng thất tu tiền bối, phân tước tử tiền bối còn có cha ta đang nghiên cứu thiên đạo di thuế cầu kết cấu, xem bọn hắn có thu hoạch hay không. Có hay không đạt được thiên đạo di thuế cầu nhược điểm. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lập tức sử dụng tu chân nói chuyện phiếm công năng nói chuyện riêng, kết nối bạch tiền bối. Vừa mới kết nối, Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới lên tiếng. Bạch tiền bối đã trải qua trước một bước đáp lời, trong vũ trụ thiên đạo di thuế cầu dung hợp tình huống, ta bên này cũng nhìn thấy. Trước mắt, ta bên này nghiên cứu vừa mới bắt đầu, còn không có tiến triển. Vô luận là công đức chi lực, các hệ thuật pháp, vật lý công kích, phù thuật các loại năng lực, đối thiên đạo di thuế cầu tổn thương đều phi thường có hạn. Hiện tại chúng ta, chỉ là ngăn cản thiên đạo di thuế cầu giọt nước trở về bản thể, liền đã dùng hết thủ đoạn. Bạch tiền bối nơi thí nghiệm an bài tại vũ trụ một viên tiểu hành tinh bên trên, trước mắt còn chưa sử dụng thiên đạo phòng tối phòng thí nghiệm. Bạch tiền bối lại nói, ta đã liên hệ Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cùng địa cầu các vị hảo hữu, chuẩn bị kỹ càng rút lui. Thư Hàng người bên này cũng đem mình người trọng yếu chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng trịnh trọng gật đầu. Trước mắt, hắn tại hiện thế mấy cái trọng yếu địa điểm đều đâm mắt. Văn Châu thành phố quê quán cũng dùng bản mệnh pháp khí đưa một thanh thánh ấn đao gỗ trở về định ra tọa độ. Lần này, hạch tâm thế giới ngươi nhưng tuyệt đối đừng túng. Tống Thư Hàng nói khẽ. Đối mặt cấp thế giới tai nạn, hạch tâm thế giới là hắn lớn nhất dựa vào. Sau đó, Tống Thư Hàng nhìn về phía cách đó không xa vô cực ma tông khu vực tổng đà. Đã tới, vậy liền thử một chút ha. Mặc dù bá Tống giày chiến tại bạch tiền bối trong tay. Nhưng nói không chừng thiên đạo di thuế cầu bên kia, còn có thủ đoạn có thể khóa chặt hắn vị trí. Thử một chút đi. Muốn làm liền làm. Tống Thư Hàng trước mở ra hạch tâm thế giới, đem mình nửa người rút vào trong đó, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, hạch tâm thế giới đột nhiên không cách nào mở ra. Đón lấy, hắn thu hồi trên thân cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, khí tức trên thân cũng không còn kiềm chế. Trên ngón tay bạch tiền bối cho chiếc nhẫn cũng hái xuống. Độc thuộc về bá Tống huyền thánh khí tức phóng thích ra. Vô cực ma tông, khu vực tổng đà. Phụ trách trông coi sơn môn đệ tử đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa có cường hoành khí tức hiển hiện. Có cường giả tiền bối quang lâm vô cực ma tông. Cùng một thời gian, khu vực tổng đà nội bộ, có hơn 10 đạo kiếm quang lướt lên đây đều là vô cực ma tông phong chủ, mỗi một vị đều là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới thực lực. Cái này hơn 10 đạo kiếm quang rơi vào sơn môn phụ cận. Đưa tay thì pháp mở ra cùng loại giám sát công năng cỡ lớn pháp khí. Rất nhanh, xa xa Tống Thư Hàng thân ảnh, hiển hiện tại hình ảnh theo dõi phía trên. Bá Tống Huyền Thánh, Bá Nho Huyền Ma, Bá Long Cổ Thánh, Bá Ma Thánh Quân. 10 cái phong chủ loạn thất bát tao kêu to lên tiếng tới. Bá Tống Huyền Thánh tại sao lại xuất hiện tại chúng ta vô cực ma tông? Có phong chủ nghi ngờ nói. Trong đó... 6 thập cửu phong ma hầu phong chủ biến sắc hắn chính là công tử Hải người dẫn đường, lúc này công tử Hải ngay tại hắn ngọn núi bên trên tu luyện. Cái này bá Tống huyền thánh lần này đến đây, sẽ không là hướng về phía công tử Hải tới a? A, bá Tống huyền thánh nửa người đâu? Vì cái gì hắn chỉ có nửa người trên tồn tại? Có người nghi ngờ nói. Ta nhớ được bá Tống huyền thánh tu luyện có gì đó quái lạ bí pháp, tục truyền nghe, đầu của hắn cùng thân thể có thể phân liệt ra tới. Có người đáp, có muốn đi lên hay không tiếp xúc một chút bá Tống huyền thánh? Lại có phong chủ lên tiếng nói. Người ta đều đến vô cực ma tông khu vực tổng đà sơn môn chỗ, rõ ràng là biết vô cực ma tông vị trí. Ai đi, ma hầu phong chủ nói chúng tim đen, nói ra chí mạng nhất vấn đề. Đúng vậy a, ai đi tiếp xúc bá Tống huyền thánh? Các vị đang ngồi, đều là vô cực ma tông phong chủ, tại tu chân giới cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Nhưng gặp gỡ bá Tống huyền thánh loại này tồn tại lúc, người người đều hoảng hốt vô cùng.
Đang lúc các vị vô cực ma tông phong chủ tương hỗ xô đẩy thời điểm, hình ảnh theo dõi bên trên bá tống huyền thánh lại có động tác mới. Chỉ thấy bá tống huyền thánh ngẩng đầu nhìn tinh không, ánh mắt của hắn liền phảng phất nhìn thấu tầng khí quyển, bắn ra đến vũ trụ mênh mông. Nửa ngày về sau, bá tống huyền thánh bỗng nhiên thở dài, thân hình từng tấc biến mất trong hư không. Vô cực ma tông các vị phong chủ, một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bá tống huyền thánh đây là để làm gì? Có lẽ là trùng hợp đi ngang qua xong. Chờ chút, vừa rồi bá tống huyền thánh biến mất thủ đoạn. Là không gian lực lượng đi. Kiếp tiên, đây là kiếp tiên không gian thủ đoạn. Truyền ngôn quả nhiên không sai, lần trước từ trên mặt trăng liền truyền ngôn, bá tống huyền thánh lực kháng cửu phẩm kiếp tiên. Bá tống huyền thánh, chính là kiếp tiên. Ma hầu phong phong chủ trầm mặc một lát, đem tình báo này truyền lại cho công tử Hải. Từ ngày này trở đi, bá tống huyền thánh là kiếp tiên sự thật, vô luận là nho, đạo, mà đều có người tận mắt chứng kiến. Tu chân giới, chỉ cần tình báo không phong bế tu sĩ, cũng bắt đầu vững tin sự thật ấy. Một bên khác, Tống Thư Hàng lẻn về đến hạch tâm thế giới. Không có bá tống giày chiến tình huống dưới, cái kia thiên đạo di thuế cầu quả nhiên đối với hắn đã mất đi hứng thú. Như vậy nếu không trước từ bạch tiền bối nơi đó đem bá tống giày chiến muốn trở về, trước hố vô cực ma tông một thanh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tới trước tà liên thế giới, chính suy tư lúc, bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, ta có cái thí nghiệm cần ngươi phối hợp một chút. Thí nghiệm? Không phải là liên quan tới thiên đạo di thuế cầu thí nghiệm. Ta lập tức liền đến, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hạch tâm tiểu trợ thủ triệu hoán tới. Hắn đã tại Văn Châu thành phố, Giang Nam địa khu an trí tọa độ. Cho nên, hắn muốn để hạch tâm tiểu trợ thủ, Vũ Nhu Tử cùng tạo hóa tiên tử, trợ giúp trước đem cha mẹ bạn chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Từ công đức xà mỹ nhân con mắt truyền lại đưa trở về hình tượng bên trong có thể nhìn thấy, thiên đạo di thuế cầu đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu, hóa thành to lớn hình cầu. Lúc này, nó ngay tại chậm rãi hướng địa cầu vị trí chậm rãi đè xuống. Nếu như hạch tâm thế giới có thể lại to lớn một chút, lớn đến một hơi đem thiên đạo di thuế cầu giáng lâm vị trí tai khu sinh vật, toàn bộ đặt vào. Sau đó liền có thể chờ tai nạn qua đi, lại đem bọn chúng phóng xuất ra. Chỉ là, hiện tại hạch tâm thế giới còn làm không được điểm ấy. Cho nên tốt nhất có thể ở trong vũ trụ lúc, liền đem thiên đạo di thuế cầu giải quyết hết. Tống Thư Hàng là nghĩ như vậy. Xảo chính là, hiện thế, địa cầu một nhóm cảm kích người tu luyện, cũng nghĩ như vậy. Đồng thời, triển khai hành động. Những người tu luyện phần lớn là hành động phái chiếm đa số. Hạch tâm thế giới. Tại giao phó xong hạch tâm tiểu trợ thủ về sau, Tống Thư Hàng bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào tà liên thế giới. Bạch tiền bối to muốn hắn phối hợp thí nghiệm, 89 phần 10 cùng thiên đạo di thuế cầu có quan hệ. Tiến vào béo cầu đại lão sắt thép xào huyệt sau. Bạch tiền bối, có phát hiện gì sao? Tống Thư Hàng một bên chú ý thiên đạo di thuế cầu quỹ tích, một bên dò hỏi. Có chút phát hiện, tỉ như, bạch tiền bối to lấy ra hai khối linh thạch, ném về con kia bá tống giải chiến. Linh thạch, Tống Thư Hàng con mắt đều sáng lên. Ai muốn ngươi nhìn linh thạch, nhìn phụ thể tại ngươi trên giày cái kia sợi thiên đạo di thuế cầu thân thể. Bạch tiền bối to lên tiếng nói. Chỉ thấy bám vào bá tống giải chiến bên trên cái kia sợi thiên đạo di thuế cầu thân thể, quấn lấy hai khối linh thạch, thật nhanh thôn phệ, dung hợp. Trong nháy mắt, cái kia một sợi thiên đạo di thuế cầu thân thể, phồng lớn lên mấy phần. Thiên đạo di thuế cầu có thể thông qua nuốt ăn linh thạch lớn mạnh. Tống Thư Hàng thấy cảnh này về sau, trong lòng liền biết cái đồ chơi này tuyệt đối là tử địch của mình. Bại ra đồ chơi, vậy mà ăn linh thạch. Nói trở lại, linh thạch thứ này thật sự là vạn năng, tựa như là điện năng đồng dạng, cảm giác địa phương nào đều có thể dùng tới nó. Tống Thư Hàng tổng kết nói, cho nên, tuyệt đối không thể để cho thiên đạo di thuế cầu đụng phải linh thạch đúng không? Không phải ý tứ này. Ta muốn để ngươi nhìn chính là một cái khác thú vị phản ứng. Bạch tiền bối to bình tĩnh nói. Dứt lời, bạch tiền bối to duỗi ra ngón tay, dùng mình trường kiếm màu đen tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cái vết thương thật nhỏ, một chút xíu cửu u chúa tể máu tươi nhỏ xuống. Mặc dù phân lượng tiểu, đây chính là nguyên một giọt cửu u chúa tể bản thể chi huyết. Nếu như không tính thiên phạt nhân tố, giọt máu này nếu là nhỏ giọt hiện thế tinh cầu, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành thiên tai,
lan tràn đến toàn bộ tinh cầu, gây nên các loại dị biến. Cho nên nói, cửu u chúa tể bản thể vừa tiến vào hiện thế, liền sẽ dẫn hạ thiên phạt cũng không phải không có đạo lý. Đối hiện thế đến nói, cửu u chúa tể quá mức khủng bố. Tư, khi bạch tiền bối to máu tươi nhỏ tại bá tống giày chiến bên trên lúc, giày chiến bên trên bỗng nhiên bốc lên một đám khói trắng. Là cái kia sợi thiên đạo di thuế cầu thân thể, giống như là bị hủ thực, hòa tan mất hơn phân nửa. Đây chính là vừa rồi bạch tiền bối to cho ăn nó ăn linh thạch nguyên nhân, chỉ có để nó lớn mạnh một chút, mới có thể cho Tống Thư Hàng biểu diễn nhỏ máu ăn mòn thiên đạo di thuế. Tống Thư Hàng nhìn qua cái tràng diện này, trợn mắt hốc mồm. Thấy được chưa, bạch tiền bối to nói. Tống Thư Hàng cảm khái nói, thấy được, hai viên to lớn linh thạch, cứ như vậy không có. Bạch tiền bối to, thân là trong lịch sử trẻ tuổi nhất thất phẩm tôn giả, tầm mắt của ngươi liền không thể thả cao điểm. Nói cách khác, bạch tiền bối máu tươi đối thiên đạo di thuế cầu nhục thân có tác dụng khắc chế. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, lần nữa tổng kết nói. Không sai, bạch tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, vậy ta chỉ cần dùng bạch tiền bối máu tươi, đi vẩy hướng thiên đạo di thuế cầu, liền có thể đưa nó phá hủy. Ngươi ý nghĩ rất tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi có biện pháp đem thiên đạo di thuế cầu dẫn tới cửu u thế giới. Bằng không mà nói, tại ngươi dùng ta máu tươi vẩy hướng thiên đạo di thuế cầu trước đó, ngươi liền sẽ trước bị hiện thế thiên phạt đánh chết. Bạch tiền bối to thản nhiên nói. Tống Thư Hàng. Mặt khác, đây cũng là ta bảo ngươi tới nguyên nhân, ta cần ngươi trợ giúp làm hai chuyện. Thứ nhất, liên hệ ngươi hiện thế vị kia bạch tiền bối, để hắn cung cấp một chút máu tươi tới, đối thiên đạo di thuế cầu tung xuống thử một chút. Nhìn xem có hiệu quả hay không. Bạch tiền bối to lên tiếng nói. Thì ra là thế, nếu như bạch tiền bối máu tươi đối thiên đạo di thuế cầu đồng dạng có lực sát thương, vậy liền đại biểu chức năng này là bởi vì bạch cái thân phận này nguyên nhân. Ta lập tức liền liên hệ bạch tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bạch tiền bối trong tay cũng có thiên đạo di thuế cầu nguyên vật liệu, cái này thí nghiệm hắn trực tiếp liền có thể tiến hành. Nếu như cái phương án này thật sự hữu hiệu, cái kia bạch tiền bối chính là thiên đạo di thuế cầu trung cực khắc chế. Tống Thư Hàng lấy nhất thật nhanh tốc độ, dùng tu chân nói chuyện phiếm nói chuyện riêng công năng, đem bạch tiền bối to phỏng đoán cùng hiện thế bạch tiền bối giảng thuật một lần. Sau đó, liền chờ bạch tiền bối thí nghiệm kết quả. Chuyện thứ hai là cái gì? Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu hỏi. Lúc này, bạch tiền bối to lại cho ăn bá tống giải chiến bên trên cái kia sợi thiên đạo di thuế cầu ăn hai viên linh thạch. Để nó bị tiêu hao thân thể trọng tân mọc ra. Chuyện thứ hai, cần ngươi đem phong ấn trụ mở ra. Ta nghiên cứu qua, cái này phong ấn trụ bên trong có một viên ngụy bất hủ chi cốt, là phong ấn trụ căn nguyên. Kia là béo cầu dùng mình vì nguyên vật liệu chế tác, có thể đem nó coi là béo cầu huyết dịch. Ta cần thử một chút béo cầu huyết dịch đối thiên đạo di thuế cầu sẽ có hay không có hiệu quả. Bạch tiền bối to lại suy đoán nói. Tại triệu hoán Tống Thư Hàng tới hỗ trợ trước đó. Hắn còn để hamster hào, tinh tinh hào đều nhỏ máu thử một lần, nhưng đều không có hiệu quả. Nói cách khác thiên đạo di thuế e ngại hắn máu tươi, hoặc là bởi vì hắn cửu u chúa tể thân phận, hoặc là bởi vì thiên đạo bạch nhân tố. Cho nên trừ để hiện thế bạch làm thí nghiệm bên ngoài, hắn còn muốn dùng cùng là cửu u chúa tể béo cầu làm thí nghiệm. Còn nữa, lấy thiên đạo di thuế cầu cùng béo cầu quan hệ trong đó cả hai tiếp xúc đến cùng một chỗ, có lẽ sẽ phát sinh càng thêm thú vị biến hóa. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn đưa tay đặt tại phòng ấn trụ bên trên, ngay cả soát mấy phát dưỡng đao thuật. Phòng ấn trụ tản mát ra nhảy nhót bảo quang. Tống Thư Hàng thừa cơ đem mình cần mở cửa sau ý niệm, truyền lại cho phòng ấn trụ. Có trước đó bạch tiền bối to thay mặt soát dưỡng đao thuật độ thân mật, phòng ấn trụ cùng Tống Thư Hàng ở giữa hảo cảm giá trị đã trải qua biến cao hơn. Hắn một đạo chỉ lệnh xuống dưới, phòng ấn trụ liền mở cái cửa nhỏ. Bên cạnh. Bạch tiền bối to duỗi ra thon dài ngón tay, bóp lấy thiên đạo di thuế, đem cái này một sợi thiên đạo di thuế bóp thành hai nửa. Sau đó hắn đem nửa sợi thiên đạo di thuế cầu thân thể bắn vào đến phòng ấn trụ bên trong. Phòng ấn trụ cửa sau quan bế. Xì xì xì. Thiên đạo di thuế cầu bị ném vào phòng ấn trụ về sau, phát ra tinh tế tiếng kêu. Sau đó, nó liền triệt để dừng lại, đã mất đi hoạt tính liền phảng phất, thật chết mất đồng dạng. Ngụy bất hủ chi cốt vậy mà không có phản ứng. Bạch tiền bối to thất vọng nói. Nhưng là, phòng ấn trụ tựa hồ có thể làm nó mất đi hoạt tính. Tống Thư Hàng hai mắt sáng lên nói. Hai tay của hắn đặt tại phòng ấn trụ bên trên,
lần nữa cuồng soát dưỡng đao thuật. Hy vọng có thể tới cùng. Bởi vì thông qua công đức xà mỹ nhân con mắt truyền lại trở về hình tượng bên trong, hắn nhìn thấy có thật nhiều người tu luyện, bước vào vũ trụ, đối mặt chậm rãi hạ xuống thiên đạo di thuế cầu. Những người tu luyện này đến từ từng cái hệ thống tu luyện, đạo nho Phật phu, thánh quang, phù thuật. Những người tu luyện phần lớn là hành động phái. Có thể là chúng tu luyện giả mị lực không đủ, chậm rãi giáng lâm thiên đạo di thuế cầu cũng không có bởi vì bọn hắn mà dừng lại bộ pháp. Nó án lấy mình thiết tấu, không nhanh không chậm, vững vàng hạ xuống. Hiện giai đoạn thiên đạo di thuế cầu đối mục tiêu cố chấp trình độ làm lòng người đau nhức coi như đã mất đi bá tống giải chiến, nhưng nó trong lòng vẫn như cũ chỉ có Tống Thư Hàng. Đối mặt cái này to lớn thể lỏng quả cầu kim loại, hiện thế địa cầu người tu luyện đại bộ phận cũng không dám tiếp xúc quá gần. Cảnh giới không đủ người tu luyện, chỉ cần đến gần khoảng cách quá gần, liền sẽ cảm giác thân thể của mình đều muốn sụp đổ, tản ra đồng dạng, người tu luyện cường đại thể chất, phảng phất biến như phổ thông đồ sứ đồng dạng dễ nát. Lại tới gần một chút, ngay cả thể nội linh lực, thánh quang, phù lực đều sẽ bạo tẩu. Mà cái này, vẫn là thiên đạo di thuế cầu nhận hiện thế thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, bị áp chế gắt gao tình huống dưới. Nếu như thiên đạo di thuế cầu trên người pháp tắc áp chế toàn bộ biến mất, nó cái gì đều không cần làm, chỉ cần giáng lâm, lấy nó làm trung tâm, cái kia sụp đổ vạn vật thuộc tính khuếch tán ra đến, liền có thể đạt tới diệt thế hiệu quả. Coi như thế giới tương đối lớn, nó cũng chỉ cần tại hành tinh bên trên lăn vài vòng, liền có thể đạt tới hiệu quả. Trước hết nghĩ biện pháp giảm xuống nó hạ xuống tốc độ, tốt nhất có thể đưa nó đỡ được. Có một vị Phật môn tôn giả dậm chân mà ra, trầm giọng nói. Sau đó lấy vị này Phật môn tôn giả làm trung tâm, có to lớn đài sen hiển hiện. Thất phẩm tôn giả quyền năng chân thực huyễn tượng. Đây là hiện thế địa cầu những người tu luyện thảo luận qua tốt nhất phương án chọn lựa đầu tiên. Chân thực huyễn tượng, đối người tu luyện đến nói là cái rất bắc năng lực. Tam nhãn thiếu niên tiền bối liền cùng Tống Thư Hàng nói qua, trên lý luận tới nói chân thực huyễn tượng không phải là thất phẩm tôn giả liền có thể nắm giữ quyền năng. Đây chính là đem huyễn tượng hóa thành chân thực, chế tạo một cái thuộc về thất phẩm tôn giả tâm tượng huyễn thuật thế giới. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Đây chính là hóa hư làm thật thủ đoạn. Mà tại thất phẩm tôn giả chân thực huyễn tượng bên trong, thiên đạo di thuế cầu coi như hạ xuống bên trên mấy cây số. Mấy chục cây số tại chân thực huyễn tượng giải trừ về sau, nói không chừng tiến về phía trước na di 1-2 cm khoảng cách. Phật môn tôn giả chống ra mình chân thực huyễn tượng liên đài Phật quốc, một hơi đem thiên đạo di thuế cầu bao dung đi vào. Sau lưng hắn, còn có hai vị tôn giả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Phật môn tôn giả nhìn không được chân thực huyễn tượng thời điểm, hai vị này tôn giả liền sẽ đứng dậy nối liền. Lại xuống phương, một đám ngũ phẩm người tu luyện. Mỗi người cầm trong tay từng khối lóe ra thánh quang tấm thuẫn. Những này tấm thuẫn là tổ hợp pháp khí phổ thông tổ hợp pháp khí, không phải bản thể pháp khí. Pháp khí tên là Thiên Đường Sơn, tất cả tấm thuẫn bị kích hoạt về sau, liền có thể chống lên một cái Thiên Đường Sơn hư ảnh, đối kháng, ngăn cản thiên đạo di thuế cầu. Bộ pháp khí này mặc dù là thánh quang hệ bảo vật, nhưng là nho gia, đạo môn, Phật tông ba nhà người tu luyện, cũng có thể miễn cưỡng kích hoạt sử dụng nó. Tại Thiên Đường Sơn tổ hợp pháp khí bên cạnh, thì là ma huyễn họa phong ma đạo chiến hạm cùng nếp xưa tu chân tiên thuyền. Chiến hạm cùng tiên thuyền điều chỉnh hỏng pháo, khóa chặt thiên đạo di thuế cầu vị trí, tùy thời chuẩn bị chi viện. Lại sau này, phù thuật hệ người tu luyện bắt đầu vì phía trước thành viên gia trì các loại cường hóa vu pháp. Đông đảo người tu luyện thủ đoạn, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Thông qua công đức xà mỹ nhân chi nhãn ngóng nhìn chiến trường bá tống huyền thánh, ghen tị chảy nước miếng. Nhiều như vậy pháp thuật thần thông, pháp khí thần binh, lúc nào hắn mới có thể đạt tới dạng này trình độ. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn tóc cánh tay, tại phong ấn trụ bên trên soát nhanh hơn. 4 phút tả hữu sau. Hoa! Phật môn tôn giả cái kia chân thực huyễn tượng vỡ vụn ra, tôn giả sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Chân thực huyễn tượng đích thật là kéo dài thiên đạo di thuế cầu biện pháp tốt. Tại chân thực huyễn tượng giải trừ về sau. Thiên đạo di thuế cầu cơ hồ tại chỗ bên trên, vẻn vẹn xê dịch 1 cm tả hữu khoảng cách. Bất quá, Phật môn tôn giả chân thực huyễn tượng vỡ vụn tốc độ, cũng so đám người tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Cái này kim loại cự cầu có được sụp đổ thế giới lực lượng. Tại lực lượng của nó tác dụng dưới, chân thực huyễn tượng thế giới, rất nhanh liền bắt đầu sụp đổ. Phật môn tôn giả dùng truyền âm nhập mật chi pháp trầm giọng nói. Mà lại,
chân thực huyễn tượng thế giới bị sụp đổ về sau, hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại đem chân thực huyễn tượng triệu hoán đi ra, cần thời gian rất dài đến khôi phục. Ta nối liền, Tây Trùng tôn giả ngươi đi khôi phục nghỉ ngơi. Bên cạnh một vị đạo gia tôn giả bình tĩnh trả lời. Phật môn Tây Trùng tôn giả gật đầu, truyền âm nói, xem ngươi rồi, Phúc Hắc tôn giả. Đạo gia tôn giả, ngươi mới xấu bụng, các ngươi Phật môn không chỉ có xấu bụng, rốn đều đen. Nhưng lúc này đã trải qua không có thời gian lãng phí, vị này Phúc Hắc tôn giả bước nhanh đến phía trước, tiếp Tây Trùng tôn giả vị trí, triển khai mình chân thực huyễn tượng, lần nữa đem thiên đạo di thuế cầu cho bao phủ đi vào. Hy vọng Phúc Hắc tôn giả có thể nhiều chi cầm một chút thời gian. Tây Trùng tôn giả nuốt vào đan dược, cảm thán nói. Bên trên Thánh Quang Hệ tôn giả nhẹ gật đầu. Lại nói, nếu như tiếp tục để viên này quả cầu kim loại hạ xuống đi, sẽ ở địa cầu vị trí nào chạm đất? Thánh Quang Hệ tôn giả đột nhiên hỏi. Hẳn là sẽ tại Hoa Hạ phụ cận giáng lâm, nhưng cụ thể sẽ giáng lâm ở đâu phương, còn không xác định. Tây Trùng tôn giả đạo, hy vọng đừng ở hắn hiện tại động phủ thâm xuyên giáng lâm. Hoa Hạ, ta nhớ được bá tống tiền bối tại Hoa Hạ Giang Nam địa khu an ở A. Bá tống tiền bối còn không có tới. Thánh Quang Hệ tôn giả truyền âm hỏi. Chủ yếu là bá tống huyền thánh gần nhất quá nổi danh, chỉ cần nhắc lên Hoa Hạ, chư thiên vạn giới người tu luyện đều sẽ lập tức nhớ tới bá tống huyền thánh. Ngay cả mị lực vô song Bạch Thánh Quân, tại nổi tiếng bên trên đều chênh lệch bá tống một bậc. Đây chính là lên TV bên trên nhiều, nhiều lộ lộ mặt chỗ tốt. Tây Trùng tôn giả lắc đầu nói, bá tống huyền thánh thần bí khó lường, lần trước còn tại trên mặt trăng lộ ra mặt. Ở giữa không biết chuyện gì xảy ra, chư thiên vạn giới người đột nhiên đều quên hắn. Trước mấy ngày mới một lần nữa đem hắn nhớ lại, giống hắn đẳng cấp này tồn tại, nắm giữ lấy không gian chi lực, thiên hạ chi lớn, khắp nơi đều có thể đi. Đáng tiếc, chúng ta bí đao thánh quân còn tại nhắc tới lấy hắn. Thánh Quang Hệ tôn giả nói, bí đao thánh quân tới rồi sao? Tây Trùng tôn giả nhãn tình sáng lên. Bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân, trước mắt đuổi tới vũ trụ mạnh nhất chính là bọn hắn ba vị tôn giả, nếu có thánh quân ra tỏa chấn, có thể an tâm không ít. Bí đao thánh quân rất nhanh liền có thể chạy đến. Thánh Quang Hệ tôn giả trả lời. Oanh! Phúc Hắc tôn giả chống đỡ thời gian, so Tây Trùng tôn giả muốn lâu một chút. Nhưng cũng chỉ chống 6 phút tả hữu, chân thực huyễn tượng liền bị phá ra. Ta lên! Thánh Quang Hệ tôn giả xông tới, ngay lập tức triển khai chân thực huyễn tượng. Không ổn, ta cảm giác cái này quả cầu kim loại càng ngày càng linh hoạt. Phúc Hắc tôn giả nuốt mấy hạt đan dược về sau, trầm giọng nói. Đặc biệt là đem quả cầu kim loại cuốn vào chân thực huyễn tượng thế giới bên trong lúc, cảm giác nó biến càng thêm linh hoạt. Hắn có thể chống đỡ lâu như vậy thời gian, cũng không phải là bởi vì hắn mạnh hơn Tây Trùng tôn giả tựa hồ là quả cầu kim loại đang mượn hắn chân thực huyễn tượng thế giới. Khôi phục trạng thái. Có lẽ, dùng chân thực huyễn tượng đối phó nó, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Quả nhiên cùng Phúc Hắc tôn giả đoán một dạng, Thánh Quang Hệ tôn giả chân thực huyễn tượng kiên trì thời gian dài hơn. Gia hỏa này chân thực huyễn tượng cứ nhiên kiên trì chừng 10 phút đồng hồ còn không kết thúc, cho đến bây giờ còn tại kiên trì. Xem ra, hắn tựa hồ còn có thể kiên trì càng lâu. Ta có yếu như vậy sao? Tây Trùng tôn giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn xung phong, là bởi vì hắn chân thực huyễn tượng là ba vị tôn giả bên trong mạnh nhất. Kết quả hắn kiên trì thời gian ngược lại ngắn nhất, vẻn vẹn giữ vững được 4 phút. Không đúng, quả nhiên có vấn đề. Để ô sắt tôn giả kết thúc chân thực huyễn tượng, cái kia quái cầu đang lợi dụng chúng ta chân thực huyễn tượng thích ứng hiện thế pháp tắc. Phúc Hắc tôn giả lớn tiếng kêu lên. Đang khi nói chuyện, ô sắt tôn giả chân thực huyễn tượng cũng phát nổ ra. Thiên đạo di thuế cầu từ chân thực huyễn tượng chui ra mặc dù vẫn là một cái béo cầu, nhưng bây giờ hắn nhìn tựa như là cái linh hoạt béo cầu. Ô sắt tôn giả thân hình như là bị xe tải đụng trúng, bay ngược ra đến, hiển nhiên tại chân thực huyễn tượng bên trong bị thiệt lớn. Phúc Hắc tôn giả đưa tay đem hắn tiếp được. Bụng đen tôn giả, cẩn thận, cầu, ô sắt tôn giả run rẩy truyền âm nói. Phúc Hắc tôn giả, trong hư không, thiên đạo di thuế cầu hạ xuống tốc độ, tăng lên rất nhiều. Hắn cũng không có sử dụng kỹ năng gì, chỉ là dùng thân thể hung hăng hướng phía dưới đánh tới. Nghênh đón trùng kích, Phật gia Tây Trùng tôn giả dùng quần thể truyền âm quát. Phía dưới đám kia ngũ phẩm linh hoàng giơ cao tấm chắn. Thánh Quang tổ hợp pháp khí Thiên Đường Sơn nghênh đón tiếp lấy. Hai bên tiên thuyền cùng ma đạo chiến hạm khóa chặt thiên đạo di thuế cầu,
sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hỏa lực bắt đầu hướng nó chút xuống. Oanh! Thiên đạo di thuế cầu đụng vào thiên đường sơn bên trên, trầm muộn tiếng va đập, trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Đó cũng không phải chân thực thanh âm, mà là một loại trên tinh thần công kích. Thiên đường sơn phòng ngự cực mạnh, cầm thuẫn tu sĩ phối hợp càng ăn ý, thiên đường sơn phòng ngự liền càng mạnh. Trái lại, thiên đường sơn phòng ngự sẽ bị suy yếu. Tại thiên đạo di thuế cầu tinh thần công kích bên dưới, cầm thuẫn ngũ phẩm tu sĩ chỉ cảm thấy sọ não nước vào một dạng, đầu nặng nề, nhẹ nhàng lắc lư thậm chí còn có tiếng nước đang vang động. Một sát na bên trong, ngũ phẩm tu sĩ nhóm ăn ý chỉ giảm nhiều. Tổ hợp pháp khí thiên đường sơn biến không ổn định. Mà hai bên tiên thuyền không ngừng đánh hỏa lực, đối thiên đạo di thuế cầu tới nói, liền cùng mưa bụi một dạng, mặc dù dày đặc nhưng không chứng dùng. Dù cho còn bị hiện thế thiên đạo pháp tắc áp chế, nhưng nó cường độ bày ở cái kia. Muốn xúc phạm tới hắn, dù là chỉ là tạo thành ra lông thương, chí ít cũng phải bát, cửu phẩm cấp uy lực mới được. Còn nếu là muốn chân chính cho hắn tạo thành có uy hiếp bị thương, vậy thì phải khắc kim nhất kích loại cấp bậc này uy lực cất bước. Thiên đường sơn muốn hỏng mất, Phúc Hắc tôn giả truyền âm nói. Phật gia Tây Trùng tôn giả đồng thời kêu, đừng hoảng hốt, phía sau Liên Hoa Phục Ma Đồ đỉnh lên. Liên Hoa Phục Ma Đồ cùng Thiên Đường Sơn cùng loại, là nhiều người liên thủ thi triển pháp khí. Bất quá hắn không phải tổ hợp pháp khí, mà là một chương hình lớn, từ nhiều vị ngũ phẩm Phật gia tu sĩ đứng vào vị trí, kích hoạt Phục Ma Đồ uy lực. Đồng thời, Tây Trùng tôn giả đưa tay tế ra một cái kim sắc tiểu sử, rơi vào Liên Hoa Phục Ma Đồ, trở thành Phục Ma Đồ trận nhãn. Bí Đao Thánh Quân đến rồi. Đồng thời, Ô Sắt tôn giả hưng phấn kêu. Bí Đao Thánh Quân thế nhưng là ba lần chính diện khiêu chiến Bá Tống Huyền Thánh nam nhân, mặc dù là tân tấn Huyền Thánh, nhưng hắn phòng ngự cực kỳ cường đại, liền ngay cả Bá Tống Huyền Thánh đều gọi tán qua Bí Đao Thánh Quân phòng ngự. Theo Ô Sắt tôn giả gọi tiếng, trong vũ trụ có kim sắc cự nhân cất bước mà tới. Đó là Bí Đao Thánh Quân công đức chi quang cụ hiện hóa đi ra cự nhân. Cự nhân hiển hiện về sau, trực tiếp đưa tay gánh vác thiên đạo di thuế cầu. Công đức chi quang là phi thường giàu cù là lực lượng, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, hắn tựa hồ cũng có thể tạo được tác dụng. Nâng lên thiên đạo di thuế cầu về sau, Bí Đao Thánh Quân tế ra bản thân bản mệnh pháp khí, bắt đầu bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự cấu tạo. Không hổ là muốn quyết định bước ra phòng ngự chi đạo đặc thù khoản thiên tài. Bí Đao Thánh Quân một cái người, trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí ra 12 đầu phòng tuyến. Thiên đạo di thuế cầu hạ xuống tốc độ, lần nữa bị ngăn chặn. Tại phương diện phòng ngự, Bí Đao Thánh Quân là cái tuyệt đối đáng tin nam nhân. Tống Thư Hàng nhìn thấy Bí Đao Thánh Quân chạy đến về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng một thời gian, Bạch Tiền Bối hồi âm truyền lại đến đầu óc hắn. Hữu hiệu, ta bên này thử dùng Thất Tu đạo hữu, Linh Điệp đạo hữu, Vân Thức Tử tiên tử cùng máu tươi của ta, đối thiên đạo di thuế giọt nước tiến hành thí nghiệm. Trong đó, Linh Điệp đạo hữu máu tươi có được rất nhỏ hiệu quả. Thất Tu đạo hữu máu tươi hiệu quả muốn tốt một số, mà máu tươi của ta cùng Vân Thức Tử tiên tử máu tươi, đối thiên đạo di thuế cầu tạo thành tổn thương cao nhất. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng. Không chỉ là Bạch Tiền Bối, cái khác ba vị tiền bối máu tươi, đều đối thiên đạo di thuế cầu tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ, chỉ cần là hiện thế tu sĩ máu tươi, đều sẽ có hiệu quả. Tống Thư Hàng vội vàng ngẩng đầu, đối Bạch Tiền Bối nói, Bạch Tiền Bối. Nhưng hồi phục ta. Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối bên kia đối thiên đạo di thuế cầu nhục thân tiến hành thí nghiệm, sau đó bao quát Bạch Tiền Bối ở bên trong bốn vị cửu châu nhất hào quần tiền bối máu tươi, đối thiên đạo di thuế cầu đều tạo thành tổn thương, chỉ là tổn thương lớn tiểu không một. Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Bốn người máu tươi, toàn bộ đối thiên đạo di thuế cầu tạo thành tổn thương. Bạch Tiền Bối sững sờ. Kết quả này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng lẽ đối thiên đạo di thuế cầu tạo thành tổn thương nhân tố, tức không phải cửu u chúa tể thân phận, cũng không phải thiên đạo bạch nhân tố. Nghĩ tới đây, Bạch Tiền Bối lại cho ăn Bá Tống giày chiến lên cái kia sợi thiên đạo di thuế cầu ăn hai khỏa linh thạch. Sau đó, hắn đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, người đến nhỏ máu thử một chút. Đang có ý này, Bạch Tiền Bối người cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, tế ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong lão viên thánh sư lợi kiếm, đối với mình ngón tay vạch một cái. Tư trượt. Một trận hỏa hoa tại hắn giữa ngón tay ma sát mà lên. Tống Thư Hàng giữa ngón tay, xuất hiện một đạo không công vết cắt, nhưng không chảy máu. Bạch Tiền Bối.
Tống Thư Hàng. Lão viên thánh sư lợi kiếm thế nhưng là bát phẩm pháp khí phẩm chất, mặc dù bởi vì Tống Thư Hàng bản thân thất phẩm cảnh giới nguyên nhân, tại không giải khai phong ấn trạng thái, hắn chỉ có thể phát huy ra thất phẩm pháp khí uy năng. Nhưng nó sắc bén, vẫn như cũ là bát phẩm tiêu chuẩn. Phòng ngự của ta lúc nào có mạnh như vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, hắn thối thể công pháp còn không mạnh đến trình độ này a. Bạch Tiền Bối cẩn thận quan sát một lần về sau, trả lời là căn này phong ấn trụ, nó thất thải bảo quang bao phủ ngươi, đang yên lặng cho ngươi kèm theo cường hóa quang hoàn. Tống Thư Hàng. Cái này phong ấn trụ quả thực là tiểu khả ái, hắn đưa tay đối phong ấn trụ lại là 20 liền dưỡng đao thuật. Phong ấn trụ lên quang mang càng thêm chói mắt, thậm chí hắn còn thân mật phát ra chấn động tiếng. Không hổ là tà thuật, chuột hamster hào phồng má giúp nói. Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng rời khỏi phong ấn trụ quang hoàn phạm vi bao phủ, lần nữa dùng lợi kiếm quơ nhẹ bản thân đầu ngón tay, cắt một đạo nhàn nhạt vết thương. Một giọt máu tươi nhỏ tại bá tống giày chiến bên trong cái kia sợi thiên đạo di thuế cầu nhục thân bên trên. Xì xì xì. Thiên đạo di thuế cầu nhục thân, quả nhiên cũng nhận tổn thương. Bất quá cùng Bạch Tiền Bối máu tươi so ra, Tống Thư Hàng máu tươi tổn thương chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Cứ nhiên thật sự hữu hiệu quả. Bạch Tiền Bối nháy nháy mắt. Đây chính là thiên đạo di thuế cầu A. Nói thế nào cũng có thể cùng thiên đạo dính líu quan hệ. Thậm chí ngay cả Tống Thư Hàng máu tươi đều không chịu nổi. Mà lại từ hiện thế A Bạch thí nghiệm phản hồi đến xem, tựa hồ chỉ nếu là cái tu sĩ, máu tươi đều đối thiên đạo di thuế cầu hữu hiệu. Cái này thiên đạo di thuế cầu bức cách, lập tức liền rơi không có. Nếu như chỉ cần là tu sĩ máu tươi, đều đối với thiên đạo di thuế cầu hữu hiệu, vậy chỉ cần là đoàn người quyên điểm máu, vậy hắn một mặt. Tống Thư Hàng suy tư nói, hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng. Nếu như tất cả tu sĩ máu tươi đều đối với thiên đạo di thuế cầu hữu hiệu, vậy nó cũng quá điệu giới. Cùng hiện thế Bạch cùng một chỗ thí nghiệm ba tên nhân loại tu sĩ, có cái gì chỗ đặc thù sao? Bạch Tiền Bối nói. Cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ thí nghiệm chính là huyền nữ môn Vân Tước Tử Tiền Bối, Linh Điệp Thánh Quân cùng Thất Tu Tiền Bối. Nếu như muốn nói chỗ đặc thù, Tống Thư Hàng trả lời, Vân Tước Tử Tiền Bối là bất hủ chi cốt chủ nhân. Thất Tu Tiền Bối đã từng là cửu tu Phượng Hoàng đao người nắm giữ. Linh Điệp Tiền Bối có cái gì chỗ đặc thù, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Linh Điệp Thánh Quân là phụ thân của Vũ Nhu Tử vị kia a. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đúng. Ta cảm giác có thể sinh ra Vũ Nhu Tử tiểu tiên tử dạng này nữ nhi, Linh Điệp Thánh Quân nhất định cũng phi thường đặc thù. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trầm giọng nói hắn đến vì da đen Vũ Nhu Tử tranh thủ chút mặt mũi. Nếu không, những người khác đặc thù, liền phụ thân của Vũ Nhu Tử rất phổ thông lời nói, Vũ Nhu Tử mất mặt cỡ nào. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối suy đoán nói, có lẽ, là bát phẩm huyền thánh cấp phía trên máu tươi, hoặc là có được năng lực đặc thù tu sĩ máu tươi, mới có thể đối thiên đạo di thuế cầu sinh ra hiệu quả. Cụ thể phương diện, chúng ta còn cần lại thí nghiệm một lần đến nghiệm chứng. Mà lại hẳn là còn có cái tiền đề, máu tươi chủ nhân đến là hiện thế sinh linh. Không thể là cửu u sinh vật. Liền tinh tinh tướng quân loại này vốn là hiện thế sinh linh, hiện tại chuyển hóa làm cửu u sinh vật máu tươi, đều vô dụng. Vậy ta đi tìm mấy vị đạo hữu tiền bối đi thử một chút. Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên trong vũ trụ cục diện lại phát sinh biến hóa. Thông qua công đức xà mỹ nhân con mắt, Tống Thư Hàng nhìn thấy nguyên bản đang tại thẳng đứng giảm xuống thiên đạo di thuế cầu đột nhiên cải biến quỹ tích. Bí đao thánh quân phòng ngự phi thường đáng tin cậy, từng tầng điệp ra, bị hiện thế pháp tắc áp chế thiên đạo di thuế cầu đột phá phi thường chậm chạp. Thậm chí thiên đạo di thuế cầu đột phá một tầng phòng ngự, bí đao thánh quân liền có thể bổ sung hai tầng, ba tầng phòng ngự. Phòng ngự chuyên gia, danh bất hư truyền. Nhưng là, còn không đợi đại gia gieo họ, thiên đạo di thuế cầu hình cầu bên trên đột nhiên mở rộng ra một đôi cánh khổng lồ. Bí đao thánh quân. Sau đó, thiên đạo di thuế cầu vỗ cánh, lưu loát bay. Hắn lượn quanh một vòng tròn, tránh đi bí đao thánh quân bày ra tầng tầng phòng ngự, đổi con đường tiếp tục hạ xuống. Cây chuyển chết, cầu chuyển sống. Gõ, cùng ta đoán một dạng, gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, tại kinh lịch chân thực huyễn tượng về sau, biến càng thêm linh hoạt rồi. Phúc Hắc Tôn giả cắn răng nói. Bí đao đạo hữu, dùng máu phun hắn. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm tại bí đao thánh quân trong đầu vang lên. Là Tống Thư Hàng thông qua công đức xà mỹ nhân, chuyển đạt cho bí đao thánh quân thanh âm. Lúc này,
lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút sẽ không sai. Bá Tống đạo hữu, Bí Đao Thánh Quân sững sờ. Cái thanh âm này, là Bá Tống không sai. Vậy liền thử một chút. Bí Đao Thánh Quân đối Bá Tống, vẫn là vô cùng tín nhiệm. Dùng máu phun hắn, Bí Đao Thánh Quân bắt đầu dùng quần thể truyền âm kêu lên. Sau đó hắn lướt gấp hướng về phía trước, đuổi tới Thiên Đạo Di Thuế Cầu hậu phương, đối hắn một ngụm máu tươi phun đi. Thân là cao đoan tu sĩ, phun máu loại này thao tác là cơ bản thủ đoạn, dù sao có không ít liều mạng pháp thuật, phù chú, đều cần phun một ngụm tinh huyết đến phối hợp. Nghe được Bí Đao Thánh Quân truyền âm về sau, sau lưng một đoàn tu sĩ, nhao nhao đuổi theo Thiên Đạo Di Thuế Cầu, tại tự thân có thể tiếp nhận gần nhất cự ly, đối hình cầu phun lớn máu tươi. Hình ảnh, phi thường huyết tinh cùng quỷ xúc. Một đầu to lớn, mọc cánh cầu ở phía trước bay. Sau lưng một đoàn tu sĩ, đối hắn phun lớn nước bọt. Máu tươi. Những máu tươi này hoặc như mũi tên máu, hoặc như cột máu, hoặc ngưng tụ thành tia, hoặc thành huyết võng hình, các hiển thần thông. Mỗi một ngụm máu tươi bên trong, đều ẩn chứa linh lực. Để máu tươi ở trong không gian cũng ngưng tụ không tan, hướng về phía trước mãnh liệt bắn. Thiên Đạo Di Thuế Cầu cái mông vị trí từ cánh vị trí đến phỏng đoán, bị máu tươi nhiễm đỏ. Hình ảnh cực độ quỷ dị. Tống Thư Hàng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cái tràng diện này. Đồng thời, kết cục cũng đi ra. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bất kể là bát phẩm Bí Đao Thánh Quân máu tươi, vẫn là tại trận các hệ tu sĩ máu tươi, đối Thiên Đạo Di Thuế Cầu đều không có một tia hiệu quả. Thậm chí, Thiên Đạo Di Thuế Cầu bị phun ra máu về sau, bay nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn đã đụng vào tầng khí quyển. Phi hành thời điểm, hắn mấy lần điều khiển tinh vi hạ xuống góc độ mục đích, là Hoa Hạ Giang Nam địa khu. Đây là hắn tại mất đi Bá Tống giày chiến thời điểm, tỏa định Tống Thư Hàng cuối cùng tọa độ. Hiện tại không cách nào lại khóa chặt Tống Thư Hàng tọa độ hắn, liền một đầu hướng phía phiến khu vực này hạ xuống. Bá Tống, ta tin ngươi tả Bí Đao Thánh Quân khí cấp bại phôi nói. Đợi đã, hình cầu hạ xuống tọa độ là Giang Nam địa khu, nơi đó là Bá Tống Huyền Thánh Đạo Tràng. Phúc Hắc Tôn giả đột nhiên kêu lên. Bí Đao Thánh Quân nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ, Bá Tống Huyền Thánh để cho ta hướng phía hình cầu phun máu, là cho hắn tiêu ký, muốn đem hắn dẫn hướng đạo trường của chính mình. Cân nhắc đến Bá Tống Huyền Thánh thần bí, có lẽ rất có thể. Tà liên thế giới. Không có hiệu quả, bình thường tu sĩ máu tươi cùng Huyền Thánh máu tươi, đối với Thiên Đạo Di Thuế Cầu đều không hiệu. Tống Thư Hàng hai tay điên cuồng tại phòng ấn trụ bên trên thi triển dưỡng đao thuật, đồng thời cấp bách nói. Hiện tại, Thiên Đạo Di Thuế Cầu đã hướng Giang Nam địa khu vị trí hạ xuống. Thời gian đã phi thường cấp bách. Quả nhiên, bất kể là ngươi, vẫn là cái kia ba vị nhân loại tu sĩ, đều có chỗ đặc thù. Bạch Tiền Bối nói. Thư Hàng, ngươi tại Giang Nam địa khu sao? Ta đem ta máu tươi cùng Vân Tước Tử Tiên Tử máu tươi, chuyển di cho ngươi. Lúc này, trong đầu Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên. Bạch Tiền Bối trợ giúp tới thật là kịp thời. Ta để Tạo Hóa Tiên Tử tại Giang Nam địa khu tiếp thu. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Đồng thời, hắn một tay vươn hướng Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, để cho ta sờ sờ ngươi. Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng cố gắng giơ cánh tay lên, sờ đến Bạch Tiền Bối cánh tay. Sau một khắc, trên người hắn nổ tung trên trăm đạo vết thương, máu tươi dâng trào là xem xét bí pháp hiệu quả. Sở các chủ ngốc mau cuốn một cái, đem tất cả Tống Thư Hàng máu tươi thu tập. Tiếp đó, phiền phức Sở Tiền Bối. Tống Thư Hàng yếu ớt nói, đồng thời, dưỡng đao thuật hào quang vẫn không có đình chỉ. Bao trên người ta, ta sẽ đem máu tươi của ngươi cùng nhau giao cho Tạo Hóa Tiên Tử. Sở các chủ trả lời. Bạch Tiền Bối Vân Tước Tử Tiền Bối Tống Thư Hàng máu tươi, chỉ nếu có thể đối với Thiên Đạo Di Thuế Cầu sinh ra hiệu quả. Vậy ít nhất có thể tại Giang Nam trên khu vực không lại ngăn hắn một chút thời gian. Giang Nam địa khu trên không. Một cái mọc ra cánh to lớn thể lỏng quả cầu kim loại, từ không trung giáng xuống, to lớn bóng tối bao phủ Giang Nam địa khu. Ở tại Giang Nam địa khu hơn 20 vị các hệ tu luyện giả, cùng nhau ngẩng đầu, ngóng nhìn hướng lên bầu trời kể từ khi biết Giang Nam địa khu là Bá Tống Huyền Thánh Đạo Tràng về sau. Một số tán tu cùng tu luyện giả, bắt đầu di chuyển đến Giang Nam địa khu đến. Đang mong đợi có thể thu được cơ duyên. Sở dĩ, gần như chỉ ở Giang Nam địa khu liền hội tụ hơn 20 tôn tu luyện giả. Cái này 20 tôn tu luyện giả cảnh giới cũng không cao, đối mặt không trung ép xuống Thiên Đạo Di Thuế Cầu, cảm ứng được cầu trên người hiện lên sụp đổ khí tức,
đại bộ phận tu luyện giả ngay cả đứng đều không thể đứng vững. Đây là vật gì? Một vị tán tu tựa ở trên vách tường, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi bên dưới trầm đại cầu. Dù cho không có phát động bất luận cái gì công kích, nhưng từ nơi này đại cầu bên trên thả ra khí tức, cũng đủ để cho thế giới sụp đổ. Lấy cái này cự cầu làm trung tâm, bầu trời tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Ngược lại là người bình thường, bởi vì không cách nào nhìn thấy thiên đạo di thuế cầu nguyên nhân, ngược lại không áp lực lớn như vậy. Bọn hắn chỉ sẽ cảm giác sắc trời tại âm trầm, cùng thoáng có chút kiềm chế. Tại thiên đạo di thuế cầu hạ xuống nguy hiểm tuyến trước đó, người bình thường tạm thời sẽ không chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Tại Giang Nam Đại học thành phụ cận một chỗ trong bệnh viện, Joseph đứng ở thê tử giường bệnh bên cạnh, chính tước lấy quả táo. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời, có một đoàn bóng tối tại chìm nổi. Chỉ là bởi vì còn chưa mở ra nhãn khiếu nguyên nhân, hắn cũng vô pháp thấy rõ thiên đạo di thuế cầu bộ dáng. Thế nào? Trên giường bệnh thê tử lên tiếng hỏi. Joseph khe khẽ lắc đầu, có thể là ta gần nhất thần kinh quá nhạy cảm. Hắn cười đem trái táo gọt xong giao cho thê tử, ta đi gọi điện thoại. Thê tử mỉm cười điểm đầu. Joseph đi vào phòng bệnh bên ngoài, nhanh chóng gọi Tống Thư Hàng điện thoại. Lần này, điện thoại tín hiệu không tiếp tục bị che đậy. Tống Thư Hàng rất nhanh tiếp thông điện thoại của hắn, uy, vị nào? Sư phụ, ta là Joseph A. Joseph trả lời. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, Joseph lúc nào lấy được số điện thoại của hắn? Khục, có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng trả lời. Joseph nhỏ giọng nói, sư phụ, Giang Nam Đại học thành trên không, tựa hồ xuất hiện một đoàn để cho người ta rất bất an bóng tối. Ta không cách nào thấy rõ ràng đó là vật gì, rất có thể là lần trước xuất hiện quái vật, sư phụ ngươi người tại Giang Nam Đại học thành sao? Joseph tựa hồ đem thiên đạo di thuế cầu nhận thành là lần trước loại kia tà vọng. Yên tâm đi, ta đã biết chuyện này. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi. Joseph nghe vậy, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Từ lần trước tà vọng sự kiện về sau, hắn đối sư phụ Trung Quốc công phu tu vi, đã đạt đến một loại mê tín cấp độ. Tại đối mặt sự kiện linh dị phương diện, Trung Quốc công phu trong lòng hắn, không sai biệt lắm muốn trở thành không gì làm không được loại hình. Kết thúc cùng Tống Thư Hàng ở giữa trò chuyện về sau, Joseph mặt mỉm cười trở lại phòng bệnh. Sự tình giải quyết, thê tử đột nhiên hỏi. Joseph sững sờ, sau đó hắn gật đầu nói, sư phụ nói hắn sẽ đích thân xuất thủ, sở dĩ, cũng không có vấn đề. Sư phụ, cũng chính là Tuyết Nhỏ nói người học sinh kia sao? Thê tử tựa ở trên giường bệnh, cái miệng nhỏ gặm lên quả táo. Nàng không có ở vấn đề này dây dưa không ngớt. Không ổn, còn như vậy hạ xuống đi, liền muốn đạt tới nguy hiểm tuyến. Bí Đao Thánh Quân ở hậu phương liều mạng đuổi theo, hắn không ngừng muốn ngăn trở thiên đạo di thuế cầu. Nhưng lúc này thiên đạo di thuế cầu biến dị thường linh hoạt, tổng là có thể tránh thoát Bí Đao Thánh Quân dây dưa. Tiền bối còn có thủ đoạn gì nữa sao? Thời gian phương diện quá cấp bách, muốn sơ tán Giang Nam địa khu đám người cũng không thực tế. Phúc Hắc Tôn Giả cắn răng nói. Tây Trùng Tôn Giả, nếu như Toàn Phong Tôn Giả tại liền tốt, có lẽ hắn không gian cắt chém pháp khí có thể phát huy được tác dụng. Có người hay không có thể liên hệ với bá Tống Huyền Thánh? Bí Đao Thánh Quân kêu lên. Tất cả tu luyện giả cùng nhau lắc đầu. Hoa! Đang khi nói chuyện, tại thiên đạo di thuế cầu bên cạnh, có một cái không gian chi môn mở ra. Tất cả tu luyện giả lập tức nhãn tình sáng lên. Nhìn cái này cánh cửa không gian, vừa lớn vừa sáng là có cửu phẩm kiếp tiên chạy đến trợ trận sao. Cánh cửa không gian bên trong, có một đầu chân nhỏ bước ra. Tạo hóa tiên tử trong tay ôm hai người thùng lớn, xuất hiện tại tất cả tu luyện giả trước mắt. A, vị này, là bá Tống Huyền Thánh vật trang sức tiên tử. Phúc Hắc Tôn Giả liếc mắt một cái liền nhận ra tạo hóa tiên tử thân phận. Bá Tống Huyền Thánh tại mấy lần trường hợp công khai bên trong, đều mang hai cái vật trang sức tiên tử. Một cái vật trang sức là công đức nữ đế, là bá Tống Huyền Thánh công đức chi quang cụ hiện hóa, lần thứ nhất nhân tiền hiển thánh lúc, đại gia liền nhìn quen mắt nàng. Một cái khác chính là trước mắt tạo hóa tiên tử, là vị nho gia tiên tử. Bá Tống Huyền Thánh vật trang sức tiên tử đến, cái kia bá Tống Huyền Thánh bản tôn sẽ còn xa sao? Ia tạo hóa tiên tử giật ra cuống họng, hát một câu. Đồng thời, nàng đưa tay dùng sức hất lên, đem hai cái thùng lớn quăng về phía thiên đạo di thuế cầu.
thiên đạo di thuế cầu bản năng tiến hành tránh né. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào trốn tránh, cuối cùng vẫn như cũ bị cái này hai cái thùng lớn đập ngay chính giữa. Hắn tất cả tránh né cùng lộ tuyến, phảng phất toàn bộ tại tạo hóa tiên tử tính toán bên trong. Tại tạo hóa tiên tử ném ra hai cái thùng lớn thời điểm, kết cục liền đã nhất định. Cầu A ngốc tạo hóa tiên tử đắc ý nói tại đỉnh đầu của nàng, một đầu làm chư thiên vạn giới tu luyện giả đau bụng con mắt, có chút lóe ra. Tại nho gia thánh nhân chi nhãn tính toán bên dưới, bị thiên đạo pháp tắc áp chế thiên đạo di thuế cầu hết thảy hành động, cũng không có chỗ ẩn trốn. Đần tạo hóa tiên tử nói bổ sung. Hai cái thùng gỗ phát nổ ra, trong đó đỏ bừng máu tươi đập thiên đạo di thuế cầu một thân. Một đầu trong thùng gỗ chứa chính là bạch tiền bối cùng huyền nữ môn vân tước tử máu tươi, trong đó lại lấy huyền nữ môn vân tước tử máu tươi chiếm đa số, vân tước tử thả lên máu đến cực độ phóng khoáng. Một cái khác thùng là Tống Thư Hàng máu tươi, hắn chảy máu lượng cũng là cực lớn. Xì 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 xì. Thiên đạo di thuế cầu nhục thân bên trên, không ngừng bốc lên khói trắng. Thân thể của hắn tiếp xúc đến ba loại máu tươi, liền bị không ngừng bốc hơi. Một bên bí đao thánh quân cùng những người tu luyện, trợn mắt hốc mồm. Đây là máu tươi. Đồng dạng là máu tươi, cái này hai thùng máu tươi lực sát thương phá trần. Đây là cái gì kiểu dáng máu tươi? Mấy mấy năm sản xuất, nơi sản sinh lại là chỗ nào? Đồng dạng suy nghĩ, không khỏi hiện lên ở tất cả tu sĩ não hải. Xì xì xì. Thiên đạo di thuế cầu bên trên, phát ra cùng loại thống khổ tiếng kêu. Thân thể của nó không ngừng thu nhỏ, cũng không còn tiếp tục hạ xuống, chỉ là ngừng ngừng lại lơ lửng ở giữa không trung. Dừng lại, bí đao thánh quân nói khẽ. Ổn định, chỉ ít đem cái này đại cầu ổn định lại. Tư thiên đạo di thuế cầu bên trên, từng tiếng nướng cháy thanh âm tuôn ra. Cuối cùng, có một tầng sát ngoài hình dáng vật thể, từ trên người nó bong ra từng mảng xuống tới. Tầng này hiện ra hủy diệt khí tức sát ngoài, mang đi còn sót lại máu tươi, rơi xuống phía dưới. Bí đao thánh quân nhìn thấy một màn này, lớn tiếng gầm rú lấy, hướng về phía khối kia rơi xuống sát ngoài vỏ tới. Cũng không phải là đau lòng vỏ ngoài máu tươi, mà là cái này vỏ ngoài vẫn như cũ bổ sung lấy hủy diệt lực lượng, nếu là tùy ý hắn rơi vào đến phía dưới thành thị bên trong, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. To lớn sát ngoài tại rơi xuống trên đường, còn vỡ thành lớn nhỏ không đều mảnh vỡ. Bí đao thánh quân mấy cái lắc mình về sau, đuổi kịp sát ngoài. Hắn công đức cự nhân hai tay duỗi ra, đem những thứ này nhuốm máu sát ngoài tận lực bắt lấy. To to nhỏ nhỏ sát ngoài mảnh vỡ, nằm tại công đức cự nhân trong bàn tay cho dù có bỏ sót, cũng hẳn là rất nhỏ mảnh vỡ, tại rơi xuống trên đường liền sẽ bị máu tươi phá hủy, không đủ gây sợ. Phong ấn, bí đao thánh quân liên tục khởi động mấy cái phong ấn, đem những thứ này sát ngoài phong ấn tại công đức cự nhân trong tay. Tại phong ấn trong kết giới, cầu sát ngoài bị máu tươi tiếp tục xâm phệ. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này máu thật đúng là đáng sợ, nhưng đáng tiếc số lượng thiếu chút. Bí đao thánh quân nói khẽ. Hắn buông ra phong ấn, máu tươi cùng cầu sát đồng quy vô tận trong lúc mơ hồ, bí đao thánh quân cảm ứng được bản thân công đức cự nhân tựa hồ rắn chắc một số. Máu tươi cùng cầu sát đồng quy vô tận sau sinh ra năng lượng, cứ nhiên có thể cường hóa công đức chi lực. Cái này máu tươi chủ nhân nếu là có thể thả ra càng nhiều máu tươi, liền tốt. Bí đao thánh quân nhịn không được cảm thán nói. Tạo hóa tiên tử nghe nói như thế, xa xa ngắm nhìn bí đao thánh quân. Sau đó nàng nghiêng đầu hồi tưởng bên dưới Tống Thư Hàng trạng thái, nếu để cho Tống Thư Hàng lại nhiều bạo điểm máu tươi lời nói, sẽ chết à. Hình cầu tạm thời ổn định, nhưng luôn cảm giác hắn ngược lại biến càng thêm trở nên nguy hiểm. Phúc Hắc tôn giả cau mày. Hắn cùng khác hai vị tôn giả thừa dịp hình cầu ngừng lại thời khắc, bắt đầu ở chung quanh của nó bố trí các loại phong tỏa kết giới, chỉ tại hình cầu lần nữa khôi phục hành động thời điểm, có thể ngăn cản hắn một chút. Ô sắt tôn giả gật đầu nói, bụng đen tôn giả, người cũng có loại cảm giác này à. Phúc Hắc tôn giả đã bất lực phản bác, chỉ có thể yên lặng điểm đầu. Tạo hóa tiên tử yên lặng canh giữ ở bên cạnh, lần này đổi nàng đem trực tiếp hình ảnh truyền lại cho Tống Thư Hàng. Thời gian từng điểm đi qua, mặt trời chiều ngã về Tây. Trôi nổi tại giữa không trung thiên đạo di thuế cầu rốt cục có biến hóa mới. Nó hình thái bắt đầu chuyển đổi. Từ hình cầu phía dưới có một cái mũi khoan duỗi ra, cầu thân thì bắt đầu kiềm chế. Mấy hơi ở giữa, thiên đạo di thuế cầu biến thành một cái dài nhỏ mũi khoan, bắt đầu xoay tròn. Đây chính là dịch thể thân thể chỗ tốt, muốn béo liền béo, muốn gầy liền gầy,
muốn trưởng liền trưởng, muốn ngắn liền ngắn, biến hóa tùy tâm. Tiên tử, bá Tống Huyền Thánh đâu? Bí đao thánh quân nâng lên phòng ngự, một bên chuyển hướng về phía tạo hóa tiên tử kêu lên. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, hướng về phía hắn nháy mắt. Mời bá Tống Huyền, ta bí đao thánh quân lời còn chưa nói hết, chính là hét thảm một tiếng. Thiên đạo di thuế cầu biến thành mũi khoan, cơ hồ là trong nháy mắt đã đột phá tu sĩ nhóm vất vả bày ra tất cả kết giới phòng ngự, hung hăng chuyển tại bí đao thánh quân phòng ngự phía trên. Bí đao thánh quân tầng tầng phòng ngự, tiếp xúc liền quân lính tan rã. Không phải hắn phòng ngự không góp sức, thật sự là hắn cùng thiên đạo di thuế cầu sự chênh lệch quá lớn, ở trên cảnh giới bị mạnh triển. Tạo hóa tiên tử lách mình, rơi vào bí đao thánh quân bên cạnh, nàng đầu ngón tay khẽ vỗ, đem bí đao thánh quân giữ chặt. Đồng thời, nàng lấy chỉ làm bút, trên không trung liên tục thư họa. Từng cái nho ra phù văn bị vẽ ra, cản hướng về phía trước, khó khăn lắm chống đỡ thiên đạo di thuế cầu mũi khoan. Một sát na. Thừa dịp điểm ấy thời gian, tạo hóa tiên tử thành công đem bí đao huyền thánh lôi ra. Bá Tống Huyền Thánh còn chưa tới sao? Bí đao huyền thánh hỏi. Tạo hóa tiên tử đưa tay từ bên hông quất ra một thanh kiếm gỗ. Bí đao huyền thánh. Tạo hóa tiên tử nắm kiếm gỗ, nhẹ gật đầu. Sau đó nàng dùng sức ném một cái, sử dụng ngự kiếm chi pháp, đem kiếm gỗ tế hướng thiên đạo di thuế cầu. Chuôi này kiếm gỗ, cũng không phải phổ thông thánh ấn đao gỗ, mà là Tống Thư Hàng mời Bạch Tiền Bối cường hóa qua đặc thù loại. Vốn là thân đao, tại Bạch Tiền Bối cường hóa bên dưới ngạnh sinh sinh biến thành kiếm hình. Kiếm quang lóe lên, chuôi này thánh ấn kiếm gỗ hung hăng đâm vào thiên đạo di thuế mũi khoan trên người. Cắt! Kiếm gỗ nửa cái thân kiếm cắm vào thiên đạo di thuế mũi khoan thể nội, cửu u chúa tể tự tay cường hóa qua kiếm gỗ, uy lực có thể so với thần khí. Thiên đạo di thuế mũi khoan bị đau, điên cuồng vung vẩy. Sụp đổ, hỗn loạn khí tức từ trên người nó tăng vọt mà lên, như là tạc đạn một dạng nổ tung. Trong hư không tất cả lục phẩm trở xuống tu sĩ, đều chịu đến sụp đổ, hỗn loạn khí tức ảnh hưởng, không cách nào lại bảo trì đạp không mà đi, nhao nhao từ không trung ngã xuống. Đồng thời, phía dưới người bình thường bên trong, cũng có một nhóm thành viên chịu ảnh hưởng ở tại ước tầng 30 lâu phía trên người bình thường, vừa vặn ở vào sụp đổ, hỗn loạn khí tức ảnh hưởng phạm vi. Bị quấy rầy người bình thường quần, trong lòng phun lên to lớn hoảng sợ, nhao nhao ôm đầu ngã sấp trên mặt đất, cảm giác tựa như là địa chấn lại tới. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc tràn ngập Giang Nam địa khu thành thị trên không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạo hóa tiên tử bình tĩnh nhìn qua hết thảy trước mắt, nàng đã tận lực. Tình trạng của nàng còn không khôi phục, đối mặt trường hợp như vậy, hữu tâm vô lực. Hạch tâm thế giới bên trong. Phong ấn trụ, Tống Thư Hàng điên cuồng soát lấy dưỡng đao thuật, nhưng là hắn cùng phong ấn trụ ở giữa độ thiện cảm, vẫn như cũ còn kém như vậy một chút điểm này độ thiện cảm, lại chí ít vẫn phải gần nửa ngày thời gian đi soát. Gần nửa ngày sau, Giang Nam địa khu đều nguội. Không thời gian. Phong ấn trụ bên trong Bạch Tiền Bối nghiên cứu phân thân, đã mang theo bá Tống giải chiến đi ra, đứng ở một bên. Bạch Tiền Bối ngồi ở phong ấn trụ trên ngọn, một tay chống cằm nhìn qua Tống Thư Hàng. Sự kiện lần này, hắn muốn nhìn Tống Thư Hàng bản thân đi giải quyết. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn hình chiếu phân thân đã lặng lẽ tiềm phục tại Giang Nam địa khu. Hắn hình chiếu phân thân cũng không chuẩn bị giúp Tống Thư Hàng xử lý thiên đạo di thuế cầu, xuất hiện ở đây, chỉ là vì phòng bị béo cầu đi ra quấy rối. Không được, không thời gian, còn lại dưỡng đao thuật ta trước thiếu, chờ sau khi trở về, ta cho ngươi bổ sung được chứ. Tống Thư Hàng đối phòng ấn trụ kêu lên. Phòng ấn trụ thất thải bảo quang có chút lấp lóe, cuối cùng, nó thân trụ chủ động bồng bềnh. Mặc dù còn không sinh ra khí linh, nhưng nó tựa hồ vẫn đồng ý Tống Thư Hàng đề nghị. Hắn đồng ý còn lại dưỡng đao thuật trước thiếu. Tạ ơn, Tống Thư Hàng nắm lên phòng ấn trụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp nhảy về hạch tâm thế giới. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng nhảy lên, tại Tống Thư Hàng mang đi phòng ấn trụ thời điểm. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, hắn cũng không thể bị Tống Thư Hàng đưa đến hiện thế đi, sẽ dẫn hạ thiên phạt. Chúng ta lên, Tống Thư Hàng nắm lấy phòng ấn trụ, lấy hạch tâm thế giới làm ván nhảy, lại lấy chuôi này kiếm gỗ vì tọa độ, tiến hành dịch chuyển không gian. Thiên đạo di thuế mũi khoan bên trên, có một cái không gian chi môn mở ra. Tống Thư Hàng thân hình, từ đó nhảy ra. Trong tay hắn quơ phòng ấn trụ, dùng sức vung hướng thiên đạo di thuế cầu. Tại Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới chui ra,
hiện thân nháy mắt, nguyên bản đang điên cuồng rơi xuống dưới thiên đạo di thuế cầu đột nhiên một cái dừng lại. Nó ngửi thấy khí tức, xác định đây là nó đau khổ truy tìm người. Từ trên người nó, phát ra một cái ngôn ngữ cổ quái âm phù, đây là thiên đạo di thuế cầu từ đăng tràng đến bây giờ, phát ra cái thứ nhất có ý nghĩa ngôn ngữ ký hiệu. Đáng tiếc, đang ngồi tất cả mọi người nghe không hiểu nó giảng chính là có ý tứ gì. Đông. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng hai tay cùng một đầu 20 con biện thủ, nắm lấy thất thải thần khí bảo quang phong ấn trụ, nện ở thiên đạo di thuế cầu trên thân. Phong ấn trụ cường độ cũng không cần nhiều lời, dù sao thế nhưng là ngay cả cửu u chúa tể đều có thể vây khốn vạn năm cường độ. Đồng thời trừ đỉnh trụ bên ngoài, phong ấn trụ còn lại bộ vị tất cả đều tự mang lôi điện bình chướng hiệu quả. Trừ phi giống Tống Thư Hàng như vậy, cùng cây cột ở giữa soát đầy độ thiện cảm, nếu không chỉ cần tiếp xúc phong ấn trụ, liền sẽ nhận kinh khủng sét đánh tê liệt. Ba ba ba, hồ quang điện tăng vọt. Thiên đạo di thuế cầu thân thể đều bị nện móp méo một khối. Đồng thời lôi điện bình chướng cường đại tê liệt hiệu quả tác dụng trên người nó, thiên đạo di thuế cầu toàn thân lôi quang bạo khởi. Là bá Tống huyền thánh, bá Tống tiền bối rốt cuộc đã đến. Được cứu, thành phố này được cứu. Chừng nó, chừng quả cầu này, để nó mang thai. Để nó biết bá Tống huyền thánh cái tên này đáng sợ. Không biết cái này đại cầu có thể hay không sinh hạ tiểu cầu. Mang thai sau cho nó sảy thai. Tại nhìn thấy Tống Thư Hàng sát na. Sau lưng tu sĩ trong đầu lập tức phun lên rất nhiều phức tạp bên trong mang theo điểm điểm đắng chát suy nghĩ. Đáng tiếc, bá Tống huyền thánh cũng không có đối thiên đạo di thuế cầu sử dụng cường giả giám định thuật. Bởi vì trước kia dùng qua, không có chứng dùng. Phong ấn trụ lôi điện bình chướng tê liệt hiệu quả, đối thiên đạo di thuế cầu tựa hồ cũng có chút hiệu quả. Thân hình của nó cứng ngắc dừng lại trong hư không, toàn thân trên dưới hồ quang điện lấp lóe. Lần này tuyệt đối không thể để cho nó thi triển ra cái kia loại lỗ đen kỹ năng. Lúc này, Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ thoáng hiện. Thiên đạo di thuế cầu loại lỗ đen kỹ năng, thực sự bắc vô cùng, mà lại nếu như bị nó tại Giang Nam thành thị trên không thi triển ra lời nói, so tận thế phiến còn muốn đáng sợ. Cùng Tống Thư Hàng tâm hữu linh tê bia đá đạo hữu, ôm lấy ý tưởng giống nhau. Tại Tống Thư Hàng dùng phong ấn trụ đập lên thiên đạo di thuế cầu thời điểm, nó đồng thời từ Tống Thư Hàng bên hông nhảy ra, chủ động kích hoạt bia thân lực lượng, hướng phía thiên đạo di thuế cầu chấn áp mà xuống. Sở các chủ ngốc mao cũng không lạc hậu, ngốc mao thẳng tắp dựng thẳng lên, trực tiếp đem không gian chung quanh giam cầm. Nàng cũng là được chứng kiến thiên đạo di thuế cầu lỗ đen kỹ năng, lúc ấy là nàng cuối cùng đem Tống Thư Hàng từ thiên đạo phòng tối tường kép bên trong kéo vào hạch tâm thế giới. Cho nên nàng trực tiếp đem mảnh không gian này phong tỏa, một khi tình huống không đúng. Nàng có thể trực tiếp đem mảnh này giam cầm không gian cưỡng ép chuyển di, đem thiên đạo di thuế cầu cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ, ngẫu nhiên chuyển rời đến trong vũ trụ đi. Đồng thời, tạo hóa tiên tử bưng lấy nho ra thánh nhân chi nhãn, nhẹ nhảy mấy bước, lấy ưu nhã tư thế nhảy vào Tống Thư Hàng thể nội. Nhập thể trong chốc lát, nàng còn thuận tay đem Tống Thư Hàng trong mắt móc rơi, đổi thành nho ra thánh nhân chi nhãn cái này một chuỗi động tác, lão thục luyện. Các tiền bối phối hợp xinh đẹp. Tống Thư Hàng lúc này căn bản không có thời gian nói chuyện, chỉ có suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Ngay sau đó, hắn 24 con bàn tay, đối phòng ấn trụ mãnh soát 24 phát dưỡng đao thuật. Mở ra đi, phòng ấn trụ. Tống Thư Hàng đem mình ý nghĩ truyền lại cho phòng ấn trụ. Phòng ấn trụ tại tiếp nhận 24 phát dưỡng đao thuật về sau, phối hợp đem mở ra phòng ấn trụ dưới đáy cùng nửa cái khía cạnh trụ bích cứ như vậy, phòng ấn trụ liền biến giống cái sẻng. Thu. Tống Thư Hàng bưng lấy phong ấn trụ đối thiên đạo di thuế cầu một sẻng. Thiên đạo di thuế cầu thân thể, liền thuận thế bị xúc bắt đầu, thân thể của nó là chất lỏng kim loại cấu thành, thực sự rất thích hợp bị như thế một sẻng. Nhẹ nhàng một cái sẻng xuống dưới, thiên đạo di thuế cầu hơn phân nửa thân thể, liền tư trượt bỗng chốc bị chứa vào đến phong ấn trụ cái sẻng bên trong. Ổn, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Sau đó hắn dùng sức kích động phong ấn trụ cái sẻng. Tiếp xuống chỉ cần run lắp một cái sẻng, liền có thể đem toàn bộ thiên đạo di thuế cầu toàn bộ run vào đến phong ấn trụ cái sẻng bên trong. Đến lúc đó, phong ấn trụ cán quan bế, cái này thiên đạo di thuế cầu chỉ ít một vạn năm bên trong cũng đừng nghĩ từ phong ấn trụ bên trong ra. Sau đó đưa nó đưa vào đến tà liên thế giới cung cấp bạch tiền bối nghiên cứu, quả thực đắc ý. Nói không chừng còn có thể từ bạch tiền bối nơi đó đổi điểm ban thưởng phẩm cái gì trở về. Một bên khác. Cửu u thế giới bên trong.
ngay tại Tống Thư Hàng kéo lấy phong ấn trụ nhảy vào đến hiện thế sát na. Ngay tại luyện chế thứ ba thiên đạo còn sót lại hình rồng binh phù u cầu đại lão, đột nhiên toàn thân cứng đờ sau một khắc, nó đột nhiên từ tư nhân trong bảo khố chui ra. Béo cầu đại lão ngay tại luyện chế hình rồng binh phù, nó muốn đem mình ngụy bất hủ chi cốt hình thức ban đầu cùng binh phù kết hợp lại, sau đó để nó có thể đem lực lượng trực tiếp truyền lại đến hiện thế bên trong một đoạn thời gian, lại đem thiên đạo di thuế cầu cho bắt tới, cùng tự thân dung hợp. Nhưng lúc này, nó đột nhiên cảm ứng được tâm thần có chút không tập trung. Tâm thần có chút không tập trung chịu nơi phát ra có hai cỗ, một bắt nguồn từ bạch u, hai bắt nguồn từ thiên đạo di thuế cầu. Đáng giết ngàn đao bạch u, người lại làm cái gì? Béo cầu đại lão hận hận tại mặt đất nhảy một chút. Nó nhìn về phía mình trong tay hình rồng binh phù, mặc dù còn không có luyện chế đến hoàn mỹ tình trạng, nhưng đã trải qua có thể dùng một lát. Lúc này, đã trải qua không có thời gian truy cầu hoàn mỹ. Béo cầu đại lão suy nghĩ khẽ động, cửu u cùng hiện thế. Địa cầu không gian thông đạo mở ra, đồng thời nó khóa chặt thiên đạo di thuế cầu tọa độ, trực tiếp đem từng cường hóa hình rồng binh phù tế ra ngoài. Hình rồng binh phù lần nữa hóa thành một đạo màu đen rồng khói, gầm thét đụng vào hiện thế đang xông nhập hiện thế thời điểm, rồng khói hình thái lại là một trận biến hóa. Khổng lồ cửu u tà năng theo nó thể nội tuôn ra, rồng khói biến thành một con tiểu hào cửu u béo cầu chúa tể thân hình. Lần này, béo cầu đại lão lực lượng là trực tiếp hình chiếu tại hình rồng binh phù bên trên. Hình rồng binh phù ngụy bất hủ chi cốt hình thức ban đầu kết hợp, trong thời gian ngắn có thể che đậy béo cầu chúa tể khí tức, dù cho tiến vào hiện thế, cũng không thể nhanh như vậy bị thiên đạo pháp tắc bắt giữ. Chỉ cần tốc độ nhanh, đuổi tại thiên phạt giáng lâm trước trở lại cửu u, liền sẽ không có vấn đề. Béo cầu đại lão ý thức, vừa hình chiếu đến hiện thế thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng dùng một cây quen thuộc phong ấn trụ sẻng ở hơn phân nửa thiên đạo di thuế cầu hình tượng. Béo cầu đại lão sững sờ. Cái kia phong ấn trụ, vì cái gì nhìn quen thuộc như vậy? Gặp quỷ, đây không phải là nó dùng để phong ấn bạch u phong ấn sao? Đừng tưởng rằng đưa nó nhiễm lên thất thải thần khí quang trạch, nó cũng không nhận ra a. Trong nháy mắt này, béo cầu đại lão kém chút bắt điên. Vì cái gì căn này phong ấn trụ sẽ xuất hiện ở đây? Bạch u đâu, nguyên bản tại trong phong ấn bạch u lại đi đâu rồi? Lớn như vậy một cái bạch u, vì cái gì không có? Theo lý thuyết cái này phong ấn chí ít đối phong ấn bạch u 5.000 năm a. Vì cái gì ta căn này phong ấn trụ sẽ bị chuyển rời đến hiện thế? Mà lại còn dùng để đối phó ta thiên đạo di thuế thân thể? Trong nháy mắt, béo cầu đại lão trong đầu hiển hiện 100 cái nhưng có cùng nghi hoặc. Nhưng là, hiện tại nó không có thời gian đi cảm khái cùng suy tư. Lại chậm một bước, toàn bộ thiên đạo di thuế cầu đều muốn bị xẻng vào đến phong ấn trụ đóng gói đi. Dừng tay, béo cầu đại lão phẫn nộ gào thét. Phong ấn trụ là tác phẩm của nó là phong ấn trụ chủ nhân cho nên, nó có thể khống chế từ xa cái này phong ấn trụ. Béo cầu đại lão trên thân dọc theo một con thể lỏng kim loại cánh tay, xa xa đối Tống Thư Hàng trong tay thất thải phong ấn trụ một nắm, ngừng cho ta a. Béo cầu đại lão đang chàng bước còn không có gắn xong, liền phát ra một đợt kêu thảm. Một đạo hèn hạ thân ảnh, đột nhiên theo nó cái bóng bên trong chui ra. Ngay sau đó, một thanh thánh quang hệ chủy thủ, hung dữ cắm vào nó cầu thân bên trong. Chuôi này chủy thủ, hiển nhiên không phải là phàm vật, vậy mà có thể tùy tiện đâm vào đến béo cầu đại lão hình chiếu phân thân bên trong. Ha 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 ha, béo cầu đạo hữu, chúng ta lâu như vậy, chờ chính là giờ khắc này a. Một cái ác liệt thanh âm, tại béo cầu đại lão sau lưng vang lên. Béo cầu đại lão không cần quay đầu lại đều biết là ai có thể đối với nó làm ra loại này ti tiện sự tình, chỉ có bạch u. Trên thực tế, béo cầu đại lão cũng không có đầu. Thánh quang hệ chủy thủ, người cái này bẩn thỉu ra hỏa. Béo cầu đại lão tức hổn hển, nó làm sao cũng không nghĩ tới bạch ra hỏa này vậy mà lại vận dụng thánh quang hệ đồ vật đến tổn thương hắn. Thân thể nó một chen. Thể nội có tiếng long ngâm vang lên, thứ ba thiên đạo pháp khí hình rồng binh phù lực lượng thôi động, trực tiếp đem chuôi này thánh quang hệ chủy thủ bắn bay ra ngoài. Bắn bay quá trình bên trong, chuôi này thánh quang hệ chủy thủ liền bị béo cầu đại lão cửu u tà năng ăn mòn, hòa tan thành cặn bã. Đáng tiếc như thế một thanh phi phàm thánh quang chủy thủ. Bạch tiền bối cười ha ha, hái đi trên tay bao tay, dùng cửu u ma hỏa đem găng tay thiêu đốt thành cặn bã. Sau đó, Bạch tiền bối mở rộng hai tay, ngăn tại béo cầu đại lão trước mặt, nghĩa khí lẫm nhiên nói, có ta ở đây, hôm nay ngươi muốn qua,
liền từ thi thể của ta bên trên bước qua. Ta nếu có thể từ ngươi trên thi thể bước qua đi, sớm đã đem thi thể của ngươi đạp thành thịt nát. Béo cầu đại lão kém chút phát điên. Mà tại Bạch Tiền Bối nhúng tay ngăn cản béo cầu đại lão đồng thời, Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh. Thật sự là bước ngoặt nguy hiểm, Tống Thư Hàng não hải thì càng thanh tỉnh. Trong tay hắn phong ấn trụ cái xẻng một quyển về sau, bằng nhanh nhất tốc độ xoát một phát dưỡng đao thuật, để phong ấn trụ một lần nữa phong bế. Ken két. Phong ấn trụ cán cùng trụ ngọn nguồn cấp tốc sát nhập béo cầu đại lão lúc đầu muốn đối nó ra lệnh, nhưng mệnh lệnh bị nửa đường đánh gãy. Phong ấn trụ trong phút chốc khép kín. Tiếp cận 9 phần 10 thiên đạo di thuế cầu thân thể, toàn bộ bị chứa vào đến phong ấn trụ bên trong. Chỉ còn lại một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thiên đạo di thuế cầu nhục thân, bị khép kín phong ấn trụ cưỡng ép chặt đứt. Thất lạc ở bên ngoài. Lúc này Tống Thư Hàng phi thường lý trí, không có tham công phong ấn trụ là béo cầu đại lão tác phẩm, điểm ấy hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như bị béo cầu đại lão nắm lấy cơ hội, nói không chừng phong ấn trụ tính cả bên trong 9 phần 10 bộ phận thiên đạo di thuế cầu, đều sẽ bị béo cầu đại lão cuốn đi. Cho nên, Tống Thư Hàng trực tiếp lựa chọn khép kín phong ấn trụ, cũng bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó nhét vào hạch tâm thế giới bên trong đi. Ở hạch tâm thế giới bên trong, cần cù tài giỏi hạch tâm tiểu trợ thủ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phong ấn trụ vừa tiến vào hạch tâm thế giới, nàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất đem phong ấn trụ chuyển rời đến tà liên thế giới, giao cho Bạch Tiền Bối bản thể đảm bảo. Có Bạch Tiền Bối bản thể tại, cái này phong ấn trụ cùng trong đó thiên đạo di thuế cầu vạn vô nhất thất. Về phần hiện thế bên trong còn lại thiên đạo di thuế cầu nhục thân, Tống Thư Hàng chuẩn bị lại bạo máu một lần, vẩy nó một cầu máu. Tống Thư Hàng quả quyết hành động, để xa xa béo cầu đại lão đã mất đi nhúng tay phong ấn trụ cơ hội. Bạch u, béo cầu đại lão giận dữ hét. Tại ta ở đây Bạch Tiền Bối dùng thanh âm vui sướng đáp. Béo cầu đại lão khí đến bạo tạc, người cái này nên bị thiên đao vạn quả ra hỏa. Tạ ơn khích lệ Bạch Tiền Bối việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận béo cầu ca ngợi, thân là cửu u chúa tể, bản thân liền hẳn là loại này bị người oán hận, sợ hãi tồn tại. Đặc biệt là nhìn thấy béo cầu khí đến bạo tạc dáng vẻ, Bạch Tiền Bối cảm giác vô cùng vui vẻ. Loại này vui vẻ cơ hội, sau này không nhiều lắm, cho nên muốn lại nhìn lại chân quý. Đáng tiếc, quên dùng ghi hình phương thức đem một màn này ghi lại tới. Nếu không tương lai, chờ béo cầu biến mất về sau, hắn còn có thể thông qua quan sát ghi hình, vừa đi vừa về vị loại này vui vẻ. Tại Bạch Tiền Bối cùng béo cầu đại lão rằng có thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên cắn răng dùng một con phát tay sờ về phía còn sót lại thiên đạo di thuế cầu nhục thân. Giám định bí pháp kích hoạt. Tại Tống Thư Hàng tận lực khống chế bên dưới, lần này chảy máu lượng vẫn như cũ cực lớn. Đại lượng bá tống bảo huyết, phun tại còn sót lại thiên đạo di thuế cầu trên thân. Xì 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 cuối cùng một bộ phận thiên đạo di thuế cầu trên thân, bốc lên ăn mòn khói trắng tại ăn mòn thời điểm, khói trắng tiếp xúc đến Tống Thư Hàng thân thể, hóa thành công đức chi lực, cường hóa Tống Thư Hàng công đức. Thấy cuối cùng một bộ phận thiên đạo di thuế cầu cũng nhận Tống Thư Hàng độc thủ, béo cầu đại lão lý trí dây cung đều băng. Cười lạnh Bạch u, ta nói qua, ai làm ta nhất thời không thoải mái, ta liền khiến ai cả đời không vui. Béo cầu đại lão cỗ này phân thân thân thể, đột nhiên căng phồng lên tới. Đồng thời, béo cầu ý chí khuếch tán, cường đại không gian phong tỏa trải rộng ra, nháy mắt đem không gian chung quanh đông kết. Nó lúc này là thật bị tức đến muốn bạo tạc. Không chơi hư, nó đây là muốn bạo chết cỗ này chân quý phân thân. Không ổn, béo cầu thật muốn nổ. Bạch Tiền Bối đối Tống Thư Hàng truyền âm nói. Nếu để cho béo cầu nổ tung lên, ở đây tất cả tu sĩ, phía dưới toàn bộ giang nam địa khu, đều đem bị san bằng. Thậm chí nếu như trên đường thiên đạo pháp tắc không cách nào kịp thời nhúng tay ngăn lại, béo cầu phân thân bạo tạc phá hư, có thể giống chân chính địa đồ xóa và sửa khí đồng dạng, ở thế giới trên bản đồ tùy ý bôi lên. Đi, Bạch Tiền Bối thân hình khẽ động, vọt đến Tống Thư Hàng bên người, đem hắn nhấc lên. Hướng nơi xa độn đi về phần tu sĩ khác, cũng không tại cửu u chúa tể cứu viện phạm vi bên trong, chỉ có thể tự cầu phúc. Oanh! Béo cầu đại lão thân thể nổ tung lên. Nhưng là, uy lực nổ tung cũng không có Bạch Tiền Bối tưởng tượng lớn như vậy. Đây là nổ xịt. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, một viên hình rồng binh phù hóa thành lưu quang, xông vào đến còn sót lại thiên đạo di thuế cầu bên trong, đưa nó cuốn lên. Lại bị béo cầu bày một đạo, béo cầu cũng càng học càng xấu. Bạch Tiền Bối nói, ta còn tưởng rằng béo cầu đại lão thật muốn phát nổ.
Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi. Béo cầu nếu là thật nổ, trừ phi thiên đạo pháp tắc có thể trước tiên nhúng tay, nếu không cả cái Giang Nam địa khu cùng phụ cận thành thị, đều muốn bị liên lụy. Mặt khác, béo cầu đại lão mấy tháng gần đây tính cách phương diện hoàn toàn chính xác biến hóa rất lớn. Đội Tống Thư Hàng vừa tiếp xúc không lâu béo cầu đại lão, tuyệt đối chịu không được ủy khuất như vậy, đã sớm thật nổ. Chuyện lần này, ta nhớ kỹ. Bạch U U, bút chướng này trở về cửu U thế giới về sau, ta lại cùng ngươi thanh toán. Béo cầu đại lão phân thân khống chế hình rồng binh phù đâm vào đến thiên đạo di thuế cầu bên trong, trực tiếp bắt đầu từ nội bộ đồng hóa thiên đạo di thuế cầu tàn khu. Nguyên bản to lớn thiên đạo di thuế cầu đầu tiên là bị tạo hóa tiên tử rót hai đại thùng máu tươi, hòa tan đến chỉ còn lại có hạch tâm. Tiếp lấy lại bị Tống Thư Hàng dùng phong ấn trụ xúc đi 9/10 tàn khu, cuối cùng lưu lại bộ vị cực kỳ nhỏ. Béo cầu, chúng ta không hẹn. Bạch tiền bối khoát tay trả lời, hồi đến cửu U về sau, quên mất ta đi. Béo cầu đại lão, cười giận giữ các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hắn cuối cùng nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng một chút. Đem cái này nhân loại đáng ghét bộ dáng thật sâu ghi tạc trong lòng. Cái này nguyên bản sau đó có thể bóp chết cấn tay tiểu côn trùng, trong bất chi bất giác đã tiến hóa làm cấn tay bộ gặm nhấm sinh vật. Nó trưởng thành tốc độ vượt qua béo cầu dự kiến. Sở dĩ, nếu có cơ hội lời nói, nhất định phải đem hắn nhanh chóng bóp chết, không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không, tương lai hắn có thể sẽ trở thành cái thứ hai cấn tay bạch u u. Ý nghĩ này mới vừa ở béo cầu đại lão phân thân trong đầu hiển hiện lúc, bị hắn thôn phệ thiên đạo di thuế cầu tàn khu đột nhiên hưng phấn chấn động. Hắn cùng béo cầu đại lão ở giữa sinh ra cộng minh, cũng cho béo cầu đại lão suy nghĩ điểm tán. Béo cầu đại lão muốn bóp chết bá tống, thiên đạo di thuế cầu mục tiêu cũng là bá tống. Sau đó, hắn bắt đầu chủ động phối hợp lên béo cầu đại lão giữa hai bên đồng bộ suất trực tiếp tăng tới mắc chỉ số. Tại hạ cái trong nháy mắt. Béo cầu đại lão phân thân liền cùng thiên đạo di thuế cầu hoàn thành đồng hóa. Nhưng là, loại này đồng hóa trạng thái, lại không phải béo cầu đại lão muốn hình thức. Béo cầu đại lão phân thân không thể trực tiếp đem thiên đạo di thuế cầu thôn phệ, hấp thu, ngược lại giống như là tiến vào bình đẳng hợp thể trạng thái. Mặc dù chợt nhìn không khác biệt, nhưng đối với béo cầu đại lão tới nói, cái này khác nhau liền lớn. Người cái này cấn tay bộ gặm nhấm, lại làm hỏng đại sự của ta. Béo cầu đại lão chằm chằm vào Tống Thư Hàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thư Hàng chỉ bản thân, một mặt mộng bức. Ta vừa rồi làm cái gì? Chẳng lẽ ta vừa rồi tại trong bất chi bất giác cho béo cầu đại lão tạo thành tổn thương? Đứng đấy bất động đều có thể vô hình đối đại lão. Ngươi làm như thế nào? Bia đá đạo hữu cả kinh nói. Tống Thư Hàng, có lẽ béo cầu đại lão nói là ta đem đại bộ phận thiên đạo di thuế phòng ấn sự. Ha ha, tốt, ta cùng bản thể ở giữa đồng bộ hoàn thành, các ngươi đứng vững, ta đến đem béo cầu cỗ này phân thân lưu lại. Bạch tiền bối đưa tay đem Tống Thư Hàng đẩy lên một bên, sau đó tế ra một thanh đen kịt bảo kiếm. Vô luận béo cầu muốn làm cái gì, hắn chỉ cần phụ trách đi phá hư liền tốt. Bạch tiền bối, chuyển di chiến trường A, Tống Thư Hàng vội vàng nhắc nhở. Nơi này chính là Giang Nam địa khu trên không, hai tôn cửu U chúa tể phân thân giao chiến. Không cẩn thận liền sẽ đem phía dưới người bình thường thế giới phá hủy. Ta thế nhưng là cửu U chúa tể A, bạch tiền bối thán thán tối khẩu khí, bất quá vẫn là xuất kiếm vẩy một cái, chuẩn bị đem béo cầu cùng thiên đạo di thuế cầu hợp thể hình thái, chọc ra ngoài vũ trụ đi. Cười giận dữ bạch U U, ngươi hôm nay còn muốn khiêu khích ta, hôm nay liền đem ngươi tôn này phân thân cho đánh nổ, để ngươi mất đi tiến vào hiện thế thủ đoạn. Béo cầu đại lão thân thể mới một trận biến hóa. Thân thể của nó một trận bành trướng, hóa thành một tòa cự hình vũ trụ chiến tranh cứ điểm, vô số họng pháo khóa chặt bạch tiền bối. Đến A, người hôm nay nếu là không có thể đem ta đánh nổ, vậy ta liền đem ngươi đánh chết, ai chạy ai là trùng dày. Bạch tiền bối nói, kiếm quang bốc lên nhưng kiếm quang này lại không phải sắc bén chảm kích, mà là một đạo sức đẩy. Béo cầu đại lão biến thành vũ trụ chiến tranh cứ điểm trực tiếp bị sức đẩy bắn bay, bị đạn hướng quá không bị đưa. Trùng dày. Chạy đi đâu bạch tiền bối cười ha ha lấy đuổi theo. Béo cầu đại lão giận đến nói không ra lời. Ta đây là chạy trốn sao? Rõ ràng là ngươi dùng sức đẩy đem ta đánh đi. Tức giận béo cầu đại lão điên cuồng nã pháo. Cự hình béo cầu cứ điểm bên trong, hơn ngàn chi đủ loại hỏa lực khóa chặt bạch tiền bối, hỏa lực như bắn màn công kích rơi xuống. Toàn màn hình đều là hỏa lực, mỗi một đạo công kích đều đủ để hủy thiên diệt địa.
Mau bỏ đi, toàn bộ rút lui khai. Bí đao thánh quân gầm rú nói. Công kích như vậy, cho dù là bát phẩm huyền thánh, bị lao tới cũng không chết cũng bị thương. Cho dù là am hiểu nhất phòng ngự hắn, trước đó chống lên phòng ngự mạnh nhất, cũng không có nắm chắc có thể tại một đạo công kích bên dưới sống. Huống chi trên bầu trời cái này đầy bình phong hỏa lực chút xuống. Ở đây tất cả tu sĩ, ngoại trừ đào mệnh, không có lựa chọn thứ hai. Lúc này nếu thật muốn đầu sắt đi lên chống cự, chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, bạch tiền bối kiếm quang quay một vòng, ánh kiếm màu đen tung hoành hơn 10 dặm, hóa thành kiếm hoàn. Cự hình béo cầu cứ điểm hỏa lực mưa đạn công kích, toàn bộ bị bạch tiền bối kiếm quang ngăn lại, giọt nước không lọt. Bất quá, hai tôn cửu u chúa tể phân thân giao thủ dư ba, vẫn là thẩm thấu qua kiếm hoàn quyển, hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Những thứ này dư ba, đối phía dưới tu sĩ tới nói, vẫn như cũ là chí mạng cấp tổn thương. Bí đao thánh quân lập tức chống lên phòng ngự mạnh nhất sắt thép thành lũy chống cự dư ba. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí từ bản mệnh linh hồ bên trong bay ra, tạo thành hai tòa vĩnh bất hãm lạc thánh thành, pháp khí lên bát phẩm phong ấn lâm thời giải phóng, hai tòa thánh thành thể tích trong khoảng thời gian ngắn, mở rộng đến cực hạn. Hai tòa to lớn thánh thành đem tất cả tu sĩ cùng thành thị phía dưới bảo hộ. Tống Thư Hàng bản thể người mặc nguyên bộ bản mệnh pháp khí vũ trang, hai tay ôm ngực, trực diện cửu u chúa tể giao thủ dư ba. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, hai bộ thánh thành liền không thể đem ta kẹp ở giữa sao. Tống Thư Hàng lòng chua xót. Hắn vốn là muốn cùng lúc tế ra hai bộ thánh thành, một trước một sau phóng thích. Cứ như vậy, thánh thành A cùng thánh thành B mặc dù đồng thời đem hắn đặt ở ngoài thành, nhưng lại có thể vừa vặn đem hắn kẹp ở giữa. Kết quả hắn không nghĩ tới, hai tòa vĩnh bất hãm lạc thánh thành cứ nhiên hai anh em tốt, sóng vai xếp tại cùng một chỗ. Sau một khắc, mãnh liệt cửu u chúa tể giao thủ dư ba đụng vào Tống Thư Hàng trước người. Tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, một đoàn vây quanh chân long khăn quàng cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện, bọn chúng giống như Tống Thư Hàng, hai tay khoanh trước ngực, trực diện đẫm máu dư ba trùng kích. Dư ba uy lực cuồng bạo, dưới tình huống bình thường cho dù là bát phẩm huyền thánh cũng rất khó ngăn trở. Nhưng Tống Thư Hàng lại như trong biển rộng đá ngầm, đứng ở dư ba cuồng bạo trùng kích bên trong, một bước bất động. Chỉ có trên người hắn món kia thỏ ngọc tiên tử áo choàng đón gió phấp phới. Giờ khắc này, ở phía dưới tu sĩ trong mắt, bá Tống huyền thánh đơn giản bá soái đến không cách nào hình dung. Giờ khắc này, phía dưới chúng tu sĩ đối bá Tống huyền thánh, bội phục đến đầu dạp xuống đất. Tu chân giới như sắp xếp cái đầu sắt bảng, bá Tống huyền thánh tuyệt đối danh liệt ba vị trí đầu. Mà lúc này, ngay phía trước Tống Thư Hàng, nước mắt đều bị tạc đi ra. Đây là thời điểm then chốt, bia đá đạo hữu cùng sở ngốc mau bảo hắn một tay kết quả. Cửu u chúa tể giao thủ dư ba, dù là chỉ là phân thân ở giữa chiến đấu dư ba, uy lực vẫn như cũ đáng sợ dọa người. Đặc biệt là trong đó còn kèm theo cửu u chúa tể cấp pháp tắc bổ sung tổn thương. Loại này tổn thương so với vật lý tổn thương đến, đau hơn. Tống Thư Hàng đã thật lâu không trải qua loại đau này đến khóc lên kịch liệt đau nhức. Vừa rồi nếu là không có bia đá đạo hữu cùng sở ngốc mau tại thời khắc mấu chốt thủ hộ, lúc này hắn chỉ sợ đã chỉ còn cái đầu, cần nhờ thánh viên long lực thần công tổng cương thiên đến dựng lại nhục thân. Có thể là cảm ứng được nỗi thống khổ của hắn, tạo hóa tiên tử tay nhỏ từ Tống Thư Hàng mũ giáp bên cạnh ra, lặng lẽ thay hắn lau đi khóe mắt nước mắt miễn cho nước mắt phiêu tán rơi dụng lúc, bị phía sau tu sĩ nhìn thấy. Phá hủy hình tượng. Đây chính là trên người vật trang sức nhiều chỗ tốt. Trên bầu trời, bạch tiền bối chính diện đỉnh lấy béo cầu đại lão công kích, một trận mãnh liệt đối, cứng rắn là đem béo cầu đại lão biến thành vũ trụ chiến tranh cứ điểm cho đối đến trong vũ trụ đi. Hai tôn cửu u chúa tể phân thân ở giữa chiến đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ đạt tới diệt thế hiệu quả, đến trong vũ trụ về sau, bạch tiền bối có thể càng phóng khoáng tay chân. Song phương càng đánh càng xa. Cuối cùng không biết đánh tới cái nào khỏa trên hành tinh đi. An toàn, bí đao thánh quân chậm rãi nói. Còn sống, ta còn tưởng rằng lần này cần chết rồi. Phúc Hắc tôn giả thở dài nói. Phật gia Tây Trùng tôn giả âm thầm bấm một cái pháp ấn, đem một khỏa Phật Châu thu hồi cái này trong Phật Châu cất giấu một phong hắn di thư. Hắn vốn cho là mình lần này cần triệt để chết đi, liền phục sinh trận cũng vô pháp phục sinh cái chủng loại kia. Ô Sát tôn giả lên tiếng nói, lần này, may mắn mà có bá Tống tiền bối cùng bá Tống tiền bối bằng hữu. Bất quá, nói lên bá Tống tiền bối cái vị kia bằng hữu.
ở đây tất cả tu sĩ, đều âm thầm đánh cái run rẩy. Mặc dù bá tống tiền bối cái vị kia bằng hữu toàn trường cười híp mắt, dài lại tuấn mỹ, lại rất thân cận. Nhưng tất cả tu sĩ tại nhìn thấy hắn lúc, lại phảng phất nhìn thấy kinh khủng nhất tử vong, thảm thiết nhất luyện ngục, tàn nhẫn nhất bạo lực. Tại bá tống tiền bối vị bằng hữu nào hiện thân thời điểm, tất cả tu luyện giả cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Không hổ là thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh, hoặc là nói, là bá tống kiếp tiên, tiếp xúc bằng hữu vòng cũng vô cùng kinh khủng. Bá tống tiền bối, vừa rồi cái vị kia, là bạch thánh quân sao? Lúc này, một vị thánh quang hệ tu nữ đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng cái này hỏi một chút, ở đây tất cả tu sĩ đột nhiên não hải sáng lên. Mới vừa rồi bị bá tống tiền bối vị bằng hữu nào trên người đáng sợ uy áp chấn nhiếp, tất cả mọi người chưa từng có tại chú ý vị bằng hữu nào dung mạo, chỉ cảm thấy tuấn mỹ vô cùng. Hiện tại vị này thánh quang tu nữ một nhắc nhở, đám người hồi ức một chút, liền phát hiện vừa rồi bá tống đáng sợ bằng hữu dài tựu cùng bạch thánh quân giống như đúc. Nhưng là, bá tống vị này đáng sợ bằng hữu thực lực lại so bạch thánh quân cao hơn ra một số, mà lại khí chất phương diện chênh lệch cũng so sánh lớn. Vừa rồi vị kia, không phải bạch thánh quân, thân phận của hắn, ta không tốt nói thẳng. Tống Thư Hàng đứng ở Hà Long thần hành chiến xa bên trên, trầm giọng đáp lại. Chúng tu sĩ yên lặng điểm đầu. Bá tống tiền bối, người vị bằng hữu nào, có nắm chắc giải quyết cái kia cầu sao? Bí đao thánh quân đặt câu hỏi đạo đồng thời, hắn bén nhạy phát hiện bá tống huyền thánh, dư ba kết thúc, nhưng bá tống huyền thánh cũng không có giải trừ hai tòa thánh thành phòng ngự. Chẳng lẽ, chiến đấu còn không kết thúc? Cái này chư thiên vạn giới. Không có bất kỳ người nào dám có nắm chắc nói giải quyết vị kia béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng nói khẽ. Liền xem như bạch tiền bối, ngạnh thực lực kỳ thật cùng béo cầu đại lão là một cái cấp bậc. Bất quá bởi vì béo cầu đại lão bản thể bị nho ra thánh nhân gặm một cái nguyên nhân, sở dĩ béo cầu đại lão cũng không hoàn mỹ. Dẫn đến béo cầu đại lão cùng bạch tiền bối ở giữa vô số lần giao phong, tổng là hắn bị hố chiếm đa số. Bí đao thánh quân nghe vậy, trong lòng hơi động. Mà đúng lúc này, ngay phía trước bá tống huyền thánh, đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy bá tống huyền thánh đột nhiên vọt lên, chân đạp hắc liên, hướng về đông phương vị trí đột tiến. Tay phải của hắn giơ lên cao cao, một cái huyền ảo phù văn phù hiện ở hắn lòng bàn tay. Ba ba ba, hồ quang điện tiếng nổ vang, lôi điện lực lượng tại bá tống huyền thánh trong tay ngưng tụ, một cái uy lực kinh khủng lôi cầu tại hắn lòng bàn tay thành hình. Bí đao thánh quân. Phúc Hắc Tôn Giả, trưởng tâm lôi. Không, đây nhất định không phải trưởng tâm lôi. Đây tuyệt đối là một cái uy lực to lớn đặc thù pháp thuật, chỉ là dài cùng trưởng tâm lôi có chút tương tự. Tây Trùng Tôn Giả khẳng định nói. Bá Tống Huyền Thánh tại công kích thời điểm, làm sao lại dùng trưởng tâm lôi loại này sơ cấp pháp thuật? Dùng chân chỉ suy nghĩ liền biết đây là không thể nào. Dù sao, lấy Bá Tống Huyền Thánh kiếp tiên cấp cảnh giới, nếu dùng trưởng tâm lôi công kích, còn không bằng trực tiếp dùng bàn tay đi đập càng có uy lực. Đang khi nói chuyện, bá tống huyền thánh lòng bàn tay lôi cầu quả nhiên phát sinh biến hóa. Lôi cầu tại trong chớp mắt mắt liền bành trướng. Đường kính 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 5000 mét. Tiểu trấn cấp lòng bàn tay lôi thành hình. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Sau lưng Tống Thư Hàng, có một gốc lóe ra lôi quang công đức đại thụ hiển hiện, dung nhập vào trấn cấp trưởng tâm lôi bên trong. Cái này công đức đại thụ bên trên, ẩn chứa thiên kiếp kiếp lôi uy lực, dung nhập trưởng tâm lôi về sau, trưởng tâm lôi uy lực đạt được chất phương diện tăng lên. Tại tu sĩ nhóm trong mắt, trên bầu trời liền phảng phất xuất hiện vòng thứ hai mặt trời nhỏ, từ lôi điện tạo thành mặt trời nhỏ. Đây quả nhiên không phải trưởng tâm lôi, mà là bá tống huyền thánh mới khai phá pháp thuật. Thật là đáng sợ đạo thuật, cứ nhiên có được khủng bố như vậy uy lực. Chỗ nào tránh, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng. Trong tay hắn tiểu trấn cấp trưởng tâm lôi, hướng phía hư không cái nào đó điểm hung hăng nhấn tới. Ba 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 ba. Không gian đều phảng phất muốn tại bá tống huyền thánh dưới một kích này vỡ vụn. Tiểu trấn cấp trưởng tâm lôi, đặt ở hư không tiết điểm về sau, lại bị một tầng lực lượng vô hình cản lại. Một cái đồng dạng to lớn từ trường phòng ngự ngăn tại to lớn lôi cầu trước đó. Oanh! Cuối cùng, tiểu trấn cấp trưởng tâm lôi tạc diệt. Tầng kia to lớn từ trường phòng ngự đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái kia từ trường phòng ngự về sau, hiển lộ ra một bóng người, đó là một cái cỡ nhỏ béo cầu. Tại cái này cỡ nhỏ béo cầu hạch tâm bên trong, có một cái hình rồng binh phù, tại như ẩn như hiện. Cười lạnh bá tống,
cỡ nhỏ Béo Cầu lên tiếng nói. Béo Cầu đại lão, Tống Thư Hàng trầm giọng đáp. Hợp thể trạng thái so với ta trong tưởng tượng phải có thú một số, ta dùng một bộ phận thân thể cùng Bạch chiến đấu. Một bộ phận khác, cố ý giữ lại chiêu đãi ngươi. Ba Tống, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Cỡ nhỏ Béo Cầu nhẹ nhàng vung lên, trên người có mấy trăm đạo thu nhỏ hình họng pháo ngưng tụ. Thật có lỗi, Béo Cầu đại lão, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Ta cái trước ngày giỗ là 2019 năm ngày 27 tháng 11. Dứt lời, phía sau hắn bia đá trên người đạo hữu có văn tự lập lòe tỏa sáng. Béo Cầu đại lão sững sờ. Mà tại hắn ngây người trong nháy mắt, Tống Thư Hàng không chút do dự xoay người bỏ chạy, đáng nhắc tới chính là, hạch tâm thế giới lại túng. Cũng chính là bởi vì hạch tâm thế giới túng, sở dĩ Tống Thư Hàng mới suy đoán ra, bên cạnh khẳng định có đại địch ẩn tàng. Cuối cùng đem Béo Cầu đại lão tiểu hào tìm cho ra. Tại Bạch Tiền Bối đem Béo Cầu đưa vào đến vũ trụ về sau, Tống Thư Hàng liền muốn để hạch tâm tiểu trợ thủ tìm thời gian, lặng lẽ đem người nhà của mình, hảo hữu từ hạch tâm thế giới chuyển di ra ngoài. Lúc ấy, hạch tâm tiểu trợ thủ cùng da đen vũ nhu tử đem Tống Thư Hàng người nhà, thân hữu thu nhập hạch tâm thế giới lúc, là dùng huyễn thuật đem bọn hắn bao phủ, để bọn hắn lâm vào ngủ say trạng thái về sau, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào hạch tâm thế giới. Dù sao tình huống gấp gáp, không thời gian giải thích thêm, trực tiếp lên huyễn thuật là nhất đơn giản hữu hiệu phương án. Nhưng khi Tống Thư Hàng chuẩn bị mở ra hạch tâm thế giới lúc, lại phát hiện hạch tâm thế giới túng. Hắn lập tức liền đoán ra là có đại lão, đem bên này không gian cho phong tỏa cấm cố. Thế là hắn âm thầm lục soát, rất mau tìm đến Béo Cầu đại lão tiểu hào chỗ ẩn thân, cũng không phải là Béo Cầu tiểu hào giấu không tốt, mà là trong cơ thể nó hình rồng binh phù tiết lộ vị trí của nó. Cái viên kia hình rồng binh phù xuất từ ngày thứ ba đạo Ban Văn Long chi thủ, mà Tống Thư Hàng cùng Ban Văn Long thiên đạo cùng Ban Văn Long đại lão ở giữa quan hệ mật thiết. Hắn hạch tâm thế giới, linh quỷ, thông nương bảo đao, đều cùng Ban Văn Long thiên đạo có quan hệ. Dưới loại tình huống này, tự nhiên may mắn tìm ra Béo Cầu đại lão tiểu hào tọa độ. Sau đó, Tống Thư Hàng đi lên đối Béo Cầu đại lão tiểu hào chính là một đợt cứng rắn đỗi. Đỗi xong liền trực tiếp bỏ chạy. Chân hắn dẫm Hà Long thần hành chiến xa, trên đỉnh đầu còn có Sở Ngốc Mao vì hắn kèm theo gia tốc trận pháp, bỏ chạy tốc độ nhanh như thiểm điện. Đang chạy trốn đồng thời, Tống Thư Hằng còn không quên quay đầu đối Béo Cầu đại lão tiểu hào kéo cửu hận, đến a, Béo Cầu muốn đem ta ngày giỗ biến thành ngày mùng 8 tháng 12, liền đuổi theo ta à? Liền nhìn ngươi có hay không thủ đoạn này đuổi tới ta? Kỳ thật, Tống Thư Hằng cũng không muốn dạng này vô não mở trào phúng. Nhưng phía dưới còn có bí đao thánh quân cùng một đám tu sĩ. Béo Cầu đại lão nhằm vào chính là hắn, sở dĩ hắn không thể đem bọn này quân đội bạn cuốn vào mình và Béo Cầu đại lão ân oán bên trong, mà lại, bọn này quân đội bạn tại đối mặt Béo Cầu đại lão cấp bậc này địch nhân lúc, cũng không phát huy được tác dụng. Tỉnh táo nhất cách làm chính là đem Béo Cầu tiểu hào dẫn đi, dẫn tới qua trống không người chi địa, thoát ly không gian cấm cố khu vực về sau, lại thông qua hạch tâm thế giới túng một đợt. Nếu như hạch tâm thế giới một mực không cách nào mở ra lời nói, Tống Thư Hàng trong tay còn có Bạch Tiền Bối cho hắn hai thanh duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản. Bất đắc dĩ thời điểm, hắn có thể trực tiếp thôi động duy nhất một lần phi kiếm, trốn vào đến thiên đạo phòng tối bên trong đi. Đến lúc đó, Béo Cầu đại lão liền sẽ đem hắn triệt để quên. Hết thảy ân oán, tạm thời hôi phi yên diệt. Chờ qua một thời gian ngắn về sau, hắn lại từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra. Đến lúc đó, vẫn như cũ là chiếc nhảy nhót tưng bừng bá tống. Ngây thơ, ngươi cho rằng mình có thể trốn ra lòng bàn tay của ta. Béo Cầu tiểu hào không chút do dự nâng lên họng pháo, trên trăm chi họng pháo đối Tống Thư Hàng chính là một đợt bắn tập trung. Bỏ chạy bên trong Tống Thư Hàng cũng không quay đầu lại, hắn tóc dài bàn tay nắm lên tâm ma xích tiêu kiếm cùng bia đá đạo hữu, cùng nhau vung vẩy. Trên thân kiếm có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Tâm ma xích tiêu kiếm toàn hơn nửa tháng năng lượng, toàn bộ hóa thành phần thiên hỏa diễm đao năng lượng, hướng phía sau đột nhiên chém tới. Bia đá đạo hữu càng là chủ động kích hoạt bản thân chấn áp năng lực, cưỡng ép chấn hướng cái kia một đợt bắn tập trung. Oanh! Sau lưng vang lên êm tai tiếng nổ mạnh. Béo Cầu tiểu hào một đợt bắn tập trung, bị tâm ma xích tiêu kiếm cùng bia đá đạo hữu đỡ được hơn phân nửa. Tiểu hào chính là tiểu hào. Cái này một đợt bắn tập trung uy lực so trước đó đại hào mưa đạn công kích yếu đi không ít. Nhưng coi như uy lực yếu bớt, vẫn như cũ là cửu u chúa tể công kích. Nếu như bị bắn trúng, không chết thì cũng trọng thương.
còn lại một nửa khác bắn tập trung hỏa lực công kích, xuyên qua phần thiên hỏa diễm đao cùng bia đá chấn áp phong tỏa về sau, vô tình hướng Tống Thư Hàng đánh tới. Tống Thư Hàng điên cuồng thôi động Hà Long thần hành chiến xa, nói, bia đá đạo hữu, còn có hay không thủ đoạn khác? Khắc kim, chỉ muốn ngươi khắc kim, ta một bia liền có thể đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Bia đá đạo hữu tự tin trả lời. Tống Thư Hàng, cần tiền không, muốn mạng một đầu. Bia đá đạo hữu không đáp lời nữa, bia trên người Tống Thư Hàng chi mộ lập lòe tỏa sáng. Thôi động chân thực huyễn tượng, dùng cái kia sa mạc huyễn tượng cản một đợt. Lúc này, sở ngốc mau nhắc nhở hạch tâm thế giới bị che đậy về sau, sở các chủ ngốc mau cùng bản thể ở giữa năng lượng truyền thâu liền sẽ cắt ra, không cách nào trở thành chiến đấu chủ lực, chỉ có thể cung cấp các loại phụ trợ. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức kích hoạt chân thực huyễn tượng ngụy. Sa mạc thế giới. Hà Long thần hành chiến xa xông vào đến cái này sa mạc thế giới bên trong. Những cái kia hỏa lực công kích đồng dạng theo sát xâm nhập sa mạc thế giới, bọn chúng tự mang hướng dẫn khóa chặt công năng, tiến vào chân thực huyễn tượng về sau, vẫn như cũ một mực cắn Tống Thư Hàng thân ảnh. Ti tiện béo cầu đại lão, cứ nhiên mở tuyệt đối khóa chặt hách. Tống Thư Hàng ngắm nhìn sau lưng, tay phải nắm chặt, có một cái treo ngược đài cao hư ảnh lặng yên hiển hiện. Đây là tán tài vương tọa hình chiếu tại vương tọa điểm cuối cùng kết nối lấy một cái cửa gỗ nhỏ, phía sau cửa là một vị tam nhãn thiếu niên tiền bối hang ổ. Nếu quả như thật không cách nào tránh đi sau lưng hỏa lực, Tống Thư Hàng liền chuẩn bị xông vào một lần tán tài vương tọa, nhìn xem tam nhãn thiếu niên tiền bối có thu hay không cửu u chúa tể béo cầu đại lão tiểu hào phân thân món bảo vật này. Nếu như thu lời nói, liền không thể tốt hơn hắn tấn thăng thất phẩm tôn giả về sau. Cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối ở giữa đổ ước còn không thực hiện. Vừa vặn có thể đem béo cầu đại lão tiểu hào phân thân xem như tiền đánh bạc, cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối thống khoái mà đánh cược một lần. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, Hà Long thần hành chiến xa bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Là Ngụy, sa mạc thế giới bên trong tiểu bạch. Đem kiếm cho ta, tiểu bạch lên tiếng nói. Tống Thư Hàng đem tâm ma xích tiêu kiếm giao cho tiểu bạch. Ta chỉ có thể vì ngươi ngăn lại một kích này, đón lấy đến béo cầu chúa tể cái khác công kích, đến chính ngươi nghĩ biện pháp. Tiểu Bạch mặt không chút thay đổi nói. Tống Thư Hàng nghiêm túc điểm đầu, được. Tiểu Bạch đem kiếm lập tức, sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm chém xuống thời khắc, thế giới tùy theo nhảy múa thiên địa tất cả lực lượng tụ hợp vào một kiếm này bên trong, thế giới làm kiếm. Sa mạc thế giới hạt cát bốc lên mà lên, hóa thành bão cát. Béo cầu đại lão tiểu hào bắn tập trung công kích toàn bộ đánh vào bão cát bên trên, bị từng cái ngăn lại. Mà chân thực huyễn tượng, sa mạc thế giới cũng không chịu nổi tiêu tán ra, tiến vào thời gian cooldown. Trong thời gian ngắn, Tống Thư Hàng không cách nào lại đưa nó triệu hoán đi ra. Chân thực huyễn tượng tiêu tán sau. Tống Thư Hàng tiếp tục thôi động Hà Long thần hành chiến xa, bỏ mạng hướng trong vũ trụ bỏ chạy. Sau lưng, béo cầu đại lão phân thân nhanh chóng đuổi kịp. Hắn không chút do dự từ bỏ những cái kia phổ thông tu sĩ, mục tiêu chỉ có một cái bóp chết Tống Thư Hàng cái này cấn tay chuột. Mắt thấy béo cầu tiểu hào phi tốc rút ngắn khoảng cách, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, sở tiền bối, có biện pháp nào không để cho ta bỏ chạy tốc độ lại thêm mau một chút? Có, chuột hamster hào thanh âm như là kịch truyền hình quảng cáo, tại lúc mấu chốt đột nhiên cắm vào. Sau đó, một chiếc xinh đẹp tiên toa xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước người là bạch tiền bối chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa. Chuột hamster hào một mực vòng quanh món kia tao đỏ áo choàng, lấy ẩn thân trạng thái yên lặng ở tại Tống Thư Hàng túi bên trong. Lúc này, nhìn thấy Tống Thư Hàng thật sự bị bức ép đến mức nóng nảy, thế là nó xuất thủ lần nữa thay đổi cục diện. Lần này Tống Thư Hàng đối mặt thiên đạo di thuế cầu lúc, bạch tiền bối đoán chắc béo cầu có thể sẽ ra mặt làm dối. Sở dĩ, hắn đem chiếc này chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa giao cho chuột hamster hào. Nếu quả thật đến bước ngoặt nguy hiểm, Tống Thư Hàng cùng chuột hamster hào có thể mượn nó bỏ chạy bảo mệnh. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa có được chư thiên vạn giới nhanh nhất phi độn tốc độ, chính là ngày thứ 6 đạo chứng đạo trước tác phẩm. Về sau hắn cùng thiên đạo bạch giao dịch, đem cái này tiên toa giao cho thiên đạo bạch. Trước đó không lâu, bạch tiền bối từ thiên đạo bạch trong tay thu hồi bắp đùi mình lúc, còn chiếm được chiếc này tiên toa. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa đã sớm thiết lập tốt chương trình. Mỗi lần bị chuột hamster hào tế ra lúc, hắn cửa khoang một mở, một cổ hấp lực tuôn ra. Tống Thư Hàng cùng chuột hamster hào liền bị hút vào phi toa bên trong. Cửa khoang tự động đóng. Không cần người điều khiển,
chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa bằng nhanh nhất tốc độ hướng vũ trụ bắn vọt ra ngoài. Tốc độ cao nhất khởi động sau tiên toa tốc độ nhanh đến cực hạn, tiên toa phảng phất biến thành một vệt ánh sáng, nháy mắt đã trốn vào đến vũ trụ chỗ sâu, lưu béo cầu đại lão tiểu hào tại sau lưng hít bụi. Béo cầu đại lão tiểu hào điên cuồng gia tốc, lại chỉ có thể nhìn tiên toa càng bay càng xa tiếp tục như vậy nữa, tiên toa chỉ sợ cũng phải thoát đi nó khóa chặt phạm vi. Béo cầu đại lão tiểu hào đành phải trước tạm thời giải trừ bên cạnh mình không gian cấm cố, sau đó thi triển không gian năng lực, hướng phía tiên toa bỏ chạy. Hắn biết Tống Thư Hằng có không gian bỏ chạy năng lực, nếu như không thêm vào hạn chế, có trời mới biết đối phương sẽ túng đến vũ trụ cái góc nào đi. Vũ trụ quá lớn, nếu như đối phương lập tức túng quá xa, trong thời gian ngắn hắn cũng không làm gì được đối phương. Vì phòng ngừa loại tình huống này, sở dĩ béo cầu đại lão tiểu hào tại ra sân thời điểm, liền trên người mình ra chỉ phạm vi vô cùng kinh khủng không gian cấm cố trận pháp. Cường đại không gian cấm cố trận pháp, trực tiếp đem không gian hóa thành tường sắt cũng trực tiếp để Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới túng thành một đoàn. Chỉ là béo cầu đại lão tiểu hào làm sao cũng không có nghĩ đến, Tống Thư Hàng trong tay cứ nhiên có như vậy một cái phi toa, phi độn tốc độ nhanh như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói đuổi kịp bá Tống Huyền Thánh, rất nhanh đối phương liền sẽ bay cách không gian cấm cố phạm vi, đến lúc đó, đối phương liền sẽ dùng không gian thủ đoạn trực tiếp thoát đi. Cười giận dữ muốn từ trong tay của ta đào tẩu, mơ tưởng. Béo cầu đại lão liên tục sử dụng không gian khiêu dược, gắt gao cắn chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa. Đồng thời, hắn kim loại cánh tay bên trong một mực nắm vuốt không gian cấm cố pháp thuật. Mỗi lần thông qua không gian khiêu dược khoảng cách gần về sau, hắn liền trong nháy mắt bổ sung không gian cấm cố, một mực đem tiên toa khống chế tại không gian cấm cố phạm vi bên trong, không cho hắn có thể bỏ chạy cơ hội. Tại béo cầu đại lão cùng Tống Thư Hàng đều trốn vào vũ trụ về sau, giang nam địa khu trên không tu sĩ, tương hỗ đối mặt, yên lặng không âm thanh. Bá Tống Huyền Thánh không có sao chứ? Phúc Hắc Tôn giả có chút lo lắng nói. Cái kia biến dị sau đại cầu thực lực, bọn hắn rõ như ban ngày đó là trong lúc giơ tay nhấc chân có thể diệt thế đại năng. Bí Đao Thánh Quân hơi suy nghĩ một chút, nói, Bá Tống Huyền Thánh thế nhưng là sắp bước ra bản thân con đường trường sinh kiếp tiên, nhất định không có vấn đề. Hắn đồng dạng đem cái kia đại cầu dẫn vào vũ trụ, nhất định là vì tránh cho đem chúng ta cuốn vào. Đang khi nói chuyện, trước người bọn họ hai tòa vĩnh bất hãm lạc thánh thành, chậm rãi dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa, là hạch tâm tiểu trợ thủ đem pháp khí thu về. Bá Tống Huyền Thánh bản mệnh pháp khí thông qua không gian lực lượng biến mất, nhất định là tại trong vũ trụ, cùng cái kia đại cầu tiến hành đối chiến. Ô Sắt Tôn giả gật đầu nói. Một đám tu sĩ yên lặng ngẩng đầu nhìn hư không, nhưng không có tản ra. Trong vũ trụ, còn không kéo dài khoảng cách sao? Tống Thư Hàng nhìn qua sau lưng. Chuột hamster hào trả lời, đây chính là cửu u chúa tể, nào có dễ dàng như vậy kéo ra. Sau lưng, béo cầu đại lão truy vô cùng gấp, hắn thỉnh thoảng sẽ tiến hành không gian khiêu dược, gắt gao cắn chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa. Gặp béo cầu đại lão đang sử dụng không gian khiêu dược lúc, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nếm thử liên hệ hạch tâm thế giới. Trong nháy mắt, hạch tâm thế giới tựa hồ có đáp lại. Nhưng rất nhanh lại túng thành một đoàn. Tống Thư Hàng thở dài. Béo cầu đại lão tiểu hào quá cẩn thận, căn bản không cho hắn thao tác không gian cơ hội. Bằng không mà nói, hắn hạch tâm thế giới chi môn một mở, trực tiếp đem béo cầu đại lão tiểu hào dẫn vào. Sau đó, tà liên thế giới một mở, bạch tiền bối bản thể có thể cười nghênh béo cầu đại lão tiểu hào nhảy vào trong chén, há không mỹ quá thay. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa còn có thể bay bao lâu? Bia đá đạo hữu đột nhiên lên tiếng hỏi. Muốn bay nhanh, đương nhiên muốn tiêu hao năng lượng. Năng lượng không có khả năng bằng bạch biến ra. Nhiên liệu phương diện cũng rất sung túc, nhưng phi hành hết tốc lực trạng thái tiếp tục không được quá lâu. Chuột hamster hào trả lời. Tống Thư Hàng ngưng trọng điểm đầu, bởi vì tiên toa phi độn tốc độ quá nhanh nguyên nhân, hắn cũng kém không nhiều muốn tới cực hạn. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đưa tay chỉ hướng béo cầu đại lão tiểu hào, hỏi, bia đá đạo hữu, người nói nó có phải hay không một kiện bảo vật? Hẳn là cũng được a, chỉ ít trong cơ thể nó cái kia hình rồng binh phù tuyệt đối là kiện bảo vật. Bia đá đạo hữu gật đầu nói. Có bia đá đạo hữu câu nói này, Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Nhiễm chân, đến trong túi ta tới. Sau đó, ta đếm 1, 2, 3, người liền đem chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa một lần nữa thu lại. Tống Thư Hàng đối chuột hamster hào nói. Ngươi thật sự muốn cho hôm nay trở thành ngươi mới ngày rỗ.
Chuột hamster hào trừng mắt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, yên tâm, ta cũng không muốn dễ dàng như vậy chết mất. Ta có một cái đối phó béo cầu đại lão tiểu hào diệu kế. Tốt, ta tin ngươi một lần. Chuột hamster hào cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tống Thư Hàng. 1, 2, 3. Tống Thư Hàng quát to một tiếng, kích hoạt lên tán tải vương tọa. Tán tải vương tọa là rất đặc thù pháp khí, hắn là liên tiếp tam nhãn tiền bối cửa gỗ thế giới thông đạo, nhưng nó cũng không tính không gian thủ đoạn, đây là độc thuộc về tam nhãn thiếu niên tiền bối cá nhân VIP thông đạo, sở dĩ hắn cơ bản không nhận không gian cấm cố ảnh hưởng. Tán tải vương tọa một mở, Tống Thư Hàng bắt lấy chuột hamster hào, nhẹ nhàng rơi vào vương tọa bên trong. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi tọa thì bị chuột hamster hào một lần nữa thu hồi. Tiến vào vương tọa về sau, Tống Thư Hàng nhanh chóng leo lên tán tải vương tọa tầng cao nhất, chạy đến cái kia phiến cửa gỗ nhỏ trước. Ngay sau đó, béo cầu đại lão tiểu hào không chút do dự đụng vào tán tải vương tọa bên trong. Béo cầu tiên sinh, hoan nghênh quang lâm tán tải vương tọa. Tống Thư Hàng mỉm cười, đưa tay đẩy ra cửa gỗ, tam nhãn tiền bối, ta tìm đến ngài rồi. Là tiểu bá Tống A, hôm nay muốn tìm ta là muốn tiến hành thất phẩm tôn giả đổ ước sao? Tam nhãn tiền bối lười biếng nói. Đúng vậy, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tam nhãn tiền bối ngáp một cái, tiền đánh bạc mang theo sao? Tiền đánh bạc ngay tại sau lưng. Tống Thư Hàng nghiêng người né ra, lộ ra chính hướng phía vương tọa đài cao nhảy tới béo cầu đại lão tiểu hào. Tam nhãn tiền bối nhìn thấy béo cầu lúc, ba con mắt mí mắt, đồng thời nhảy lên. Hoa! Sau một khắc, sau cửa gỗ thế giới bên trong, sắc trời bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời, không có khe hở kết nối mưa to thời tiết, khiến cho người khó lòng phòng bị. Tống Thư Hàng trong lòng cũng có điểm bê số, thậm chí trong lòng mơ hồ làm xong phòng bị sắc trời đại biến chuẩn bị, nhưng cái này mưa to tới quá mãnh liệt, Tống Thư Hàng cũng không kịp chống đỡ thuẫn, liền bị mưa to ngâm một thân. Dưới tình huống bình thường, lấy Tống Thư Hàng tôn giả cấp thực lực, liền xem như đứng ở trong cuồng phong bạo vũ cũng sẽ không ướt thân. Nhưng tam nhãn thiếu niên thế giới bên trong mưa to cũng không phải bình thường giọt mưa. Liền ngay cả tam nhãn tiền bối chính mình cũng bị xối thành thi nhân, chớ nói chi là Tống Thư Hàng. Duy nhất bình yên vô sự, chỉ có tôn này trong mắt quản gia. Hắn tại Tống Thư Hàng hiện thân thời điểm, liền đã nhanh nhẹn móc ra một thanh sắt thép ô lớn, yên lặng chống đỡ sắt thép ô lớn, phòng mưa càng phòng bạc, một dù dùng nhiều. Ngoại trừ nặng một điểm bên ngoài, không có cái gì mau bệnh. Cửa gỗ bên ngoài, béo cầu đại lão tiểu hào nhảy lên tán tài vương tọa sớm cao tầng, đi tới cửa gỗ bên ngoài. Mặc dù lúc này béo cầu đại lão hình cầu bên trên, cũng không có mô phỏng ra con mắt, nhưng là tam nhãn thiếu niên tiền bối vẫn có thể cảm giác đến béo cầu ánh mắt cùng hắn đối lên. Thân là con mắt cất giữ người, hắn đôi mắt phi thường nhạy cảm, tuyệt đối không sai. Hai vị đại lão, cách môn tương vọng, tĩnh lặng không âm thanh, không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, tam nhãn tiền bối quay đầu. Yên lặng nhìn Tống Thư Hàng tam nhãn. Tống Thư Hàng sắc mặt bình tĩnh, không kinh hoàng chút nào, nhìn lại chỉ là mưa to làm ướt khuôn mặt của hắn, nhượng hắn có vẻ hơi chật vật, nhượng hắn lúc này phần chấn định này và bình tĩnh thoáng đánh điểm chiết khấu. Ta vẫn là xem thường ngươi, tiểu bá Tống, tam nhãn thiếu niên sâu kín truyền thanh nói. Lúc này đổi dùng truyền âm nhập mật, tự nhiên là không muốn để cho béo cầu nghe được hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa giao lưu. Tống Thư Hàng xóa đi trên mặt nước mưa. Truyền âm trả lời, tiền bối ngài quá khen, bất quá. Vì đem cái này tiền đánh bạc làm tới, vãn bối cũng hoa một phen tâm tư. Tam nhãn thiếu niên, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đang khích lệ ngươi rồi. Mặt khác, tiền đánh bạc nhà ngươi chưa ra đời muội muội a, đừng cho là ta trạch trong cái thế giới này, liền sẽ tin tức phong bế quả cầu này là đương đại thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể được không? Đây coi như là cái gì tiền đánh bạc? Quả nhiên. Tam nhãn tiền bối nhận ra béo cầu đại lão cửu u chúa tể thân phận. Tống Thư Hàng gặp tam nhãn tiền bối dùng nhìn lừa dối phạm ánh mắt nhìn mình lúc, liền lập tức suy đoán ra đáp án này. Thế là, hắn mở cửa lên núi truyền âm nói, tới đi, tam nhãn tiền bối. Ta tiền đánh bạc là cửu u chúa tể béo cầu đại lão phân thân tiểu hào. Chỉ muốn có được hắn, tiền bối người có lẽ liền có thể từ đó nghiên cứu ra phân thân đến hiện thế dạo chơi kỹ xảo. Không chỉ có như thế. Tôn này béo cầu đại lão phân thân tiểu hào thể nội, còn ẩn giấu đi một cái cường đại hình rồng binh phù pháp khí, chính là đệ tam thiên đạo chứng đạo trước tác phẩm, vô cùng chân quý. Rất không tệ tiền đánh bạc,
Tam nhãn tiền bối ngón tay tại ghế nằm trên lan can bên trên bóp ra thật sâu chỉ ấn. Trên bầu trời bão tố tới mãnh liệt hơn. Tam nhãn tiền bối tâm tình tựa hồ biến càng kém chút, tâm tình của hắn biến hóa thực sự quá tốt đoán, so Tống Thư Hàng bị đọc mặt thuật còn tốt đoán. Người tiền đánh bạc, ta có thể tiếp nhận. Tam nhãn ít mắt ba con mắt, đồng thời nhìn chăm chú Tống Thư Hàng, sau đó hắn truyền âm nói bổ sung, nhưng nếu là người tiền đánh bạc, vậy người ít nhất phải đưa nó đưa vào đến trong thế giới này tới. Nếu là liền môn đều vào không được lời nói, cái này tiền đánh bạc ta sẽ không thừa nhận. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về béo cầu đại lão. Chỉ thấy lúc này béo cầu đại lão tiểu hào như là ma chướng một dạng, gắt gao chằm chằm lấy tam nhãn thiếu niên. Thậm chí ngay cả hắn thể muốn bóp chết cấn tay tiểu Thư Hàng, cũng bị tạm thời không để ý đến đi qua. Nhưng qua nửa ngày, hắn nhưng không có muốn đi vào cửa gỗ y tứ. Lại qua sau một hồi, béo cầu đại lão dùng kim loại cảm nhận thanh âm, trầm giọng nói, cửu u chúa tể. Một mực đến nay, béo cầu đại lão đều coi là cửu u thế giới trước mấy đời cửu u chúa tể, đã theo thiên đạo thoái vị, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bạch u u gia hỏa này cứ đúng là đầy hầm cầu, thiên đạo đều chạy, bạch u u vẫn còn tại cửu u thế giới chiếm cứ lấy cửu u chúa tể vị trí, cưỡng ép phân đi độc thuộc về quyền lực của nó. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này, hắn lại phát hiện một tôn cửu u chúa tể. Nhìn qua, đối phương còn nhảy nhót tưng bừng, sống rất thoải mái. Loại cảm giác này, đơn giản đâm tâm. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho béo cầu đại lão tâm động. Ngoại trừ giống bạch u u dạng này tiếp tục lưu lại cửu u thế giới đương hộ bị cưỡng chế chúa tể bên ngoài, vẫn còn có cửu u chúa tể rời đi cửu u thế giới, quang minh chính đại núp ở hiện thế. Tống Thư Hàng yên lặng ngắm nhìn tam nhãn thiếu niên, nhẹ gật đầu. Trước, phiền phức thêm cái chữ tiền, ta đã từ nhiệm rất nhiều năm, tam nhãn tiền bối hữu khí vô lực nói, trên bầu trời bão tố bên trong bắt đầu xen lẫn một số tiểu băng tử. Cho tới nay, ta đều coi là thiên đạo sau khi biến mất, cửu u chúa tể sẽ tùy theo cùng một chỗ biến mất. Béo cầu đại lão chậm rãi nói, không sai, là như vậy, tam nhãn tiền bối chỉ bản thân, ta chỉ là tương đối đặc thù mà thôi. Bên cạnh Tống Thư Hàng yên lặng điểm đầu thực không dám giấu giếm, giống tam nhãn tiền bối như thế đặc thù cửu u chúa tể, hắn còn nhận biết hai. Hai vị cửu u chúa tể, lại tương hỗ đối mặt. Hiện trường lại lâm vào đến chết một dạng yên tĩnh bầu không khí bên trong, phi thường xấu hổ. Béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng lên tiếng, phá vỡ trận này tĩnh mịch. Trước đó, thừa dịp hai vị đại lão giao lưu thời khắc, hắn lặng lẽ đi tới tam nhãn thiếu niên tiền bối bên cạnh thân. Đứng ở tam nhãn tiền bối vòng bảo hộ phạm vi. Béo cầu ánh mắt chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên người. Tống Thư Hàng lấy dũng khí, dò hỏi, ngày này sang năm, sẽ còn là ta ngày rỗ sao? Hôm nay liền lại tha cho ngươi một cái mạng, có bản lĩnh ngươi vẫn trốn ở chỗ này không ra. Béo cầu đại lão tiểu hào âm thanh lạnh lùng nói. Dứt lời, cầu thân xoay tròn một vòng, tựa hồ muốn rời khỏi tán tài vương tọa. Cứ nhiên không tiến vào. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Người cảm thấy vị này cầu chúa tể mất trí sao, không mất trí lời nói, hắn tại sao phải tiến đến. Tam nhãn tiền bối ba con mắt đồng thời ngắm nhìn Tống Thư Hàng hắn lớn như vậy một cái trước. Cửu u chúa tể liền tọa trấn ở cái này tiểu thế giới. Mà vị này cửu u cầu chúa tể chỉ là một bộ phân thân tiến đến, cho dù là dùng rốn suy nghĩ, cũng biết cái này tiểu thế giới khẳng định không thể tiến vào. Một khi tiến vào, liền thành trên thớt thịt cá. Mặc người chém giết. Ta chỉ là thoáng có chút tiếc nuối. Nếu như vừa rồi tam nhãn tiền bối người thoáng ẩn tàng bên dưới thân phận của mình, nói không chừng béo cầu đại lão liền tiến đến. Tống Thư Hàng nói, đột nhiên dùng sức vỗ vỗ mặt mình, không đúng, ta quá nghĩ đương nhiên. Nghĩ quá đẹp, là nhân loại bệnh chung. Bất quá có đôi khi, biết rất rõ ràng là chắc hẳn phải vậy sự tình, trong đáy lòng nhưng vẫn là ngày họp ngóng trông hắn sẽ phát sinh. Không có biện pháp, lúc đầu không muốn sử dụng một chiêu này. Tống Thư Hàng đứng dậy, đi vào cửa gỗ bên cạnh. Là thời điểm tú một thanh tao thao tác. Gặp Tống Thư Hàng còn không từ bỏ, thậm chí chạy đến cửa gỗ bên cạnh đi, muốn giữ lại cửu u cầu chúa tể. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tựa ở trên ghế xích đu, chậm rãi nói, tiểu bá Tống, ngươi không cần lại giày vò, coi như ngươi lại thế nào trào phúng, hắn cũng sẽ không tiến vào. Theo ước định, đã hắn không tiến vào. Cái này tiền đánh bạc liền phải coi như thôi. Trên bầu trời, mưa vẫn rơi. Chẳng biết tại sao, dù cho nhìn thấy Tống Thư Hàng đã mất đi tiền đánh bạc, nhưng tam nhãn tiền bối tâm tình nhưng như cũ không có đổi tốt.
Ta chủ, cố nhân đã qua đời. Coi như ngươi lại thế nào tưởng niệm hắn, hắn cũng không có khả năng phục sinh. Bung dù trong mắt quản gia nhẹ giọng an ủi, bất quá cuối cùng, hắn đột nhiên lại bổ sung một câu, sở dĩ, còn mời ta chủ thu cái này bão tố đi, gần nhất mưa rơi nhiều lắm, ta cảm giác ta bệnh phong thấp muốn tái phát. Tam nhãn tiền bối. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tại tưởng niệm cố nhân? Tam nhãn tiền bối, chỉ nếu có thể đem béo cầu đại lão kéo vào đến tiểu thế giới này, liền xác định tiền đánh bạc thành lập, đúng không? Tống Thư Hàng nhìn qua từ tán tài vương tọa bên trên một đường nhảy đi xuống béo cầu đại lão tiểu hào, một bên bí mật truyền âm nói. Chỉ muốn ngươi có bản lĩnh, tam nhãn thiếu niên trả lời. Tống Thư Hàng dùng sức điểm đầu. Bá Tống Tiểu Hữu, ngươi không phải là muốn lấy thân làm mồi nhử, cầu dẫn vừa rồi cửu u cầu chúa tể a? Trong mắt quản gia lên tiếng hỏi. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn lớn sát dù thoáng hướng tam nhãn thiếu niên vị trí nghiêng về một số. Đại lượng nước mưa thuận sát dù mặt dù, rót tam nhãn thiếu niên một thân. Tam nhãn thiếu niên, yên tâm đi, tiền bối. Ta cũng sẽ không đi làm như thế tìm đường chết sự tình. Tống Thư Hàng bảo đảm nói lấy thân là mồi nhử loại chuyện này, nguy hiểm đẳng cấp quá cao. Dù sao cá quá lớn. Nói không chừng hắn vừa nhô ra nửa người, liền bị béo cầu đại lão một đợt mang đi, chết không toàn thây. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Sở dĩ lúc này, ta phải đánh cược một phen. Tống Thư Hàng trong tay âm thầm bấm một cái pháp ấn, để phòng không sẵn sàng. Sau đó, hắn hướng về phía béo cầu đại lão kêu lên, béo cầu đại lão, xin dừng bước. Tống Thư Hàng đó có thể thấy được, lần này béo cầu đại lão phân thân có thể tại hiện thế hoạt động, một là bởi vì dung hợp thiên đạo di thuế cầu tàn khu, hai là bởi vì trong cơ thể nó cái viên kia hình rồng binh phù. Nguồn gốc từ tại ban văn long đại lão chứng đạo trước lưu lại pháp khí, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Nếu như có thể đem hình rồng binh phù cho moi ra đến, cái kia béo cầu đại lão tại hiện thế hành động lực, khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ, nếu có thể đem béo cầu đại lão tiểu hào lưu lại, đáng giá liều mạng. Coi như tao thao tác có chút mạo hiểm, cũng đáng được liều mạng. Tán tài vương tọa trên cầu thang béo cầu đại lão, nghe được Tống Thư Hàng thanh âm, lại ngay cả cũng không quay đầu. Hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay sẽ không đi để ý tới bá Tống Huyền Thánh. Vô luận đối phương muốn làm sao kích hắn, phúng hắn, đều vô dụng. Hắn tiếp tục theo bản thân tiết tấu, từng bước nhảy hạ giai bậc thang béo cầu đại lão tiểu hào không phải đơn giản đang nhảy nhót đồng thời, hắn tựa hồ còn tại tán tài vương tọa bên trong lưu lại ký hiệu. Béo cầu đại lão, ngươi còn nhớ rõ năm đó, thời kỳ viễn cổ thời điểm, ngươi bị rất sâu thánh nhân cắn xuống cái kia bộ phận sao? Sau lưng, Tống Thư Hàng trực tiếp rũ ra hung hăng bạo vô cùng tin tức. Đây cũng là béo cầu đại lão để ý nhất sự tình. Cùng cái khác thiên đạo khác biệt, béo cầu đại lão bản thể đứng trước rời chức là bị ép tính chất, cũng không phải là chủ động rời chức nghiệp. Lúc trước cùng nho ra thánh nhân một chiến hậu, nó tồn tại liền không hoàn chỉnh, tấn thăng thiên đạo lúc liền lưu lại tai họa ngầm. Cái đề tài này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản nhảy lên béo cầu đại lão tiểu hào, bỗng nhiên xoay người lại. Người biết, béo cầu đại lão gần từng chữ một. Kỳ thật, trên người của ta có một cái to lớn bí mật. Tống Thư Hàng nói. Kỳ thật ta, ngươi quả nhiên là nho gia thánh nhân chuyển thế chi thân. Béo cầu đại lão đột nhiên kêu lên. Tống Thư Hàng biểu lộ, lập tức hóa thành mộng bức. Ta một mực đang chú ý hiện thế nho gia, mặc dù bây giờ ta không có cách nào trực tiếp giám thị nho gia, nhưng ta một mực thông qua gián tiếp thủ đoạn, tìm hiểu lấy bọn hắn tình báo. Ta thật sự không nghĩ tới, nho gia thánh nhân ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Tại loại này tình huống bên dưới. Ngươi lại còn có thể thông qua bí pháp chuyển thế trọng sinh, sống thêm một thế. Ngươi lừa qua ta thiên đạo, lừa qua chư thiên vạn giới. Béo cầu đại lão phân thân trầm giọng nói. Đợi đã, béo cầu đại lão, ta nói bí mật không phải cái này. Tống Thư Hàng nói. Cái này kịch bản không đúng. Hắn muốn tiến hành tao thao tác, là lợi dụng tao thao tác, đem béo cầu đại lão câu dẫn tới. Nhưng hắn tao thao tác mới mở cái đầu, liền bị béo cầu đại lão phản tú một thanh. Ngươi cái gì đều không cần nói, chỉ muốn ngươi từ nơi này tiểu thế giới bên trong đi ra, ta nhất định sẽ đem ngươi thôn phệ. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm giọng nói. Tống Thư Hàng. Mặc dù ngay từ đầu liền quyết định đem ngươi bóp chết, nhưng bây giờ ta tại bóp chết ngươi về sau, còn muốn đem ngươi thôn phệ, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lần này, ngươi cũng không có cơ hội nữa chuyển thế, nho ra thánh nhân.
béo cầu đại lão tiểu hào nói. Ta không phải nho gia thánh nhân chuyển thế. Tống Thư Hàng rất nhanh bình tĩnh lại. Mặc kệ ngươi có phải hay không, kết quả đều như thế. Béo cầu đại lão chậm rãi nói. Dù sao cũng là muốn bóp chết. Ngươi coi như đem ta bóp chết, đem ta thôn phệ, ngươi cũng không chiếm được bị nho gia thánh nhân cắn rơi cái kia một khối tồn tại tình báo. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười. Béo cầu đại lão tiểu hào thân thể cứng đờ. Kỳ thật, ta có phải hay không nho gia thánh nhân chuyển thế, béo cầu đại lão ngươi nội tâm rõ ràng nhất cực kỳ. Không cần lừa mình dối người, ngươi có thể thấy được, ta không phải bất luận người nào chuyển thế. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm mặc không nói. Muốn biết ngươi mất đi khối kia tồn tại sao? Muốn biết khối kia tồn tại hiện tại ở đâu sao? Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Trong âm thanh của hắn, mang theo ma quỷ dụ hoặc. Chí ít đối với béo cầu đại lão tới nói, đó là cái không cách nào ngăn cản dụ hoặc dù sao đây là hắn vài vạn năm đến, một mực đang khổ cực tìm kiếm đồ vật. Ngươi biết vật kia ở đâu? Béo cầu đại lão hình cầu bên trên, hiển hiện chỉ có một con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Đúng vậy, ta biết, ta rất rõ ràng món đồ kia ở đâu. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ta lại ở cái này vương tọa bên ngoài chờ ngươi. Béo cầu đại lão phân thân trầm giọng nói. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng xuống phương nhảy đi. Không cần, béo cầu đại lão. Trên thực tế, ta hiện tại liền có thể đem ngươi mất đi đồ vật ở đâu nói cho ngươi. Tống Thư Hàng sắc mặt bình tĩnh, không có tiết lộ tí nào tình cảm. Béo cầu đại lão sững sờ. Món đồ kia, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tống Thư Hàng chỉ hướng tam nhãn tiền bối, tán tài vương tọa có một cái quy tắc, chỉ muốn cùng vương tọa sau chủ nhân tiến hành đánh cược, cược thắng liền có thể thu hoạch được lượng lớn bảo vật. Mà thua cuộc lời nói, lại hai tay giao bên trên bản thân tiền đánh bạc. Béo cầu đại lão độc nhãn, lập tức một mực tiếp cận tam nhãn thiếu niên. Mà ta, cùng tam nhãn tiền bối tiến hành hai trận đánh cược. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Nói cách khác, ta bản thể bị nho gia thánh nhân cắn rơi tồn tại, ngay tại vị này không biết từ nhiệm cửu u chúa tể trên người. Béo cầu đại lão hình cầu nổi lên hiện độc nhãn, gắt gao tiếp cận tam nhãn thiếu niên. Cầu bên trên độc nhãn bên trong, tràn đầy khát vọng cùng nhìn không được xúc động. Đối diện tam nhãn thiếu niên bị nhìn chằm chằm sọ não đau, coi như hắn lại thế nào ưa thích con mắt, bị béo cầu phân thân độc nhãn nhiệt tình như vậy mà nhìn chằm chằm vào, vẫn như cũ trong lòng run rẩy. Tam nhãn tiền bối vuốt vuốt huyệt thái dương tiểu bá tống được không địa đạo, ở ngay trước mặt hắn hố hắn, đơn giản không làm nữ nãi tử. Đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa a. Bất quá, đến tại không trái với quy tắc cùng cam kết điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, đầu tiên đến làm cho béo cầu trở thành tiểu bá tống tiền đánh bạc. Muốn thu hồi ngươi bảo vật sao? Muốn từ trong tay của ta đạt được thứ ngươi muốn sao? Tam nhãn tiền bối chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng lên, đối béo cầu phân thân nói. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời mưa to gió lớn đình chỉ. Dương quang xé mở tầng mây dày đặc, chiếu rọi tại tam nhãn thiếu niên tiền bối trên người. Lại bởi vì tam nhãn thiếu niên tiền bối trên người vừa bị mưa to ướt nhẹp, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn lúc, cứ nhiên phản xạ sáng chói cầu vồng quang mang tới. Tam nhãn thiếu niên tâm tình cứ nhiên biến mỹ diệu. Bên trên tròng mắt quản gia yên lặng khép lại bản thân dù sắt lớn bão tố đã qua, lão gia đã tìm được mới vui vẻ điểm. Tống Thư Hàng hơi kinh ngạc ngắm nhìn tam nhãn thiếu niên tiền bối. Nguyên bản hắn cảm giác tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ muốn tại bên cạnh giữ yên lặng, cũng đã là đối với hắn ủng hộ lớn nhất. Không nghĩ tới, tam nhãn tiền bối lại còn sẽ chủ động phối hợp hắn, dụ hoặc béo cầu đại lão. Nếu mà muốn, liền to gan tiến đến, cùng ta đánh cược một trận đi, ta luôn luôn vui với cho hậu bối sáng tạo cơ hội. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tiếp tục nói. Tống Thư Hàng nghe nói như thế lúc, cơ thể hơi dừng lại. Hắn có loại dự cảm kịch bản chỉ sợ lại phải thoát cảo. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm mặc chốc lát nói, các ngươi đang đào hầm, muốn lừa ta. Mỗi lần bạch u u âm thầm đào hố yếu hại hắn lúc, đều là loại này không khí quỷ quái. Không, nói đúng ra, hẳn là bá tống muốn hố ngươi, ta nghĩ hố bá tống, mà béo cầu đạo hữu ngươi lại muốn từ trong tay của ta lấy được vật mình muốn, ba người chúng ta đã tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn liên. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hai tay giơ cao tựa như là cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh, ra sức diễn thuyết. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta không gọi béo cầu. Đây không phải trọng điểm,
mà lại liên quan tới người đạo hiệu hoặc danh tự, ta cũng không có hứng thú biết. Trọng yếu là, người nếu là muốn thu hồi vật mình muốn, liền tiến đến cùng ta đánh cược một thanh. Tam nhãn thiếu niên nhẹ nhàng vung tay lên, một cái đổ ước nghi thức triển khai, hiển hiện tại béo cầu đại lão tiểu hào trước mắt. Nghi thức trong trận nhãn ẩn giấu đi một cái sáng tỏ thần nhãn. Cái này đổ ước nghi thức, là tam nhãn thiếu niên đổ ước hạch tâm. Mượn nhờ cái này đổ ước nghi thức, tam nhãn thiếu niên có thể đem các loại khái niệm đồ vật rút ra đi ra, trở thành tiền đánh bạc. Tỷ như đao ý, kiếm ý còn có chủ tâm. Lấy béo cầu đạo hữu nhãn lực của ngươi, chỉ muốn quét mắt một vòng cái này đổ ước nghi thức, liền có thể biết nó chỗ đặc thù đi. Đổ ước quy tắc, đổ ước triển khai quá trình, toàn bộ đều bày ở ngoài sáng, không có lửa gạt. Trên thực tế, ta cùng tiểu bá tống quan hệ giữa, cũng chỉ là cược qua hai lần đổ hữu. Tam nhãn thiếu niên tiếp tục nói. Chỉ muốn đem đổ ước nghi thức bày ở ngoài sáng, lấy cửu u cầu chúa tể ánh mắt tự nhiên có thể nhìn thấu cái này nghi thức bên trong ẩn chứa đại lượng quy tắc. Minh bạch quy tắc về sau, hắn thì có một nửa tỷ lệ sẽ lựa chọn tiến vào tiểu thế giới. Béo cầu đại lão tiểu hào bắt đầu trầm mặc, hắn tại phản phục tính được mất. Cơ hội, ta đã cho ngươi, ngươi có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi. Tam nhãn thiếu niên bổ đao nói đón lấy đến có được hay không, liền nhìn bá tống tiểu hữu nói cái kia bị cắn xuống tới tồn tại đối béo cầu đạo hữu lực hấp dẫn, đạt đến trình độ gì. Hừ, béo cầu đại lão hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hắn dùng sức nhảy lên, nhảy hướng cửa gỗ thế giới. Ở chỗ này, dù sao chỉ là nó một tôn phân thân. Phân thân coi như thật sự bị hủy, tổn thất cũng trong phạm vi chịu được. Còn nếu là có thể thu hồi bị nho ra thánh nhân cắn rơi thiên đạo cầu cái kia một khối tồn tại, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới cũng không đáng kể. Lại một lần nữa hoan nghênh quang lâm, béo cầu tiên sinh. Cửa gỗ biên giới, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, phục vụ chu đáo. Lúc này, béo cầu đại lão độc nhãn bên trong, có một sợi quang mang lấp lóe. Oanh! Béo cầu đại lão cầu thân trực tiếp ép đến Tống Thư Hàng trên người, hắn biết ở cái này tiểu thế giới bên trong. Bản thân chỉ sợ giết không được bá tống, nhưng ít ra trước lấy điểm lợi tức. Phía dưới Tống Thư Hàng không có tránh né, cũng vô pháp tránh né vừa rồi, béo cầu đại lão độc nhãn cái kia sợi quang mang là cùng loại định thân thuật pháp thuật. Béo cầu đại lão thân thể, trực tiếp ép trên người Tống Thư Hàng, đem hắn đè nát. Tại một trận trong ngọn lửa, một cái Tống Thư Hàng bị bạo thành hỏa hoa. Đây là Tống Thư Hàng học được về sau, lại cơ bản không có cơ hội sử dụng hỏa diễm thế thân thuật. Bị bạo thành hỏa hoa chính là còn không có thành hình đại thập lục, còn chưa kịp tới hóa hình, liền bị béo cầu đại lão ép thành hỏa hoa. Đồng thời, tại tam nhãn thiếu niên bên cạnh thân, có một cái khác Tống Thư Hàng ngưng tụ thành hình, lòng còn sợ hãi, tam nhãn tiền bối, ta mới vừa rồi là không phải kém chút liền chết. Hừm, không sai, tam nhãn tiền bối khẽ gật đầu nói. Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi không ngăn cản một chút. Ta và ngươi hứa hẹn là tại béo cầu đạo hữu tiến vào ta cửa gỗ thế giới về sau. Mà hắn mà mới cái kia nghiền một cái, lên nhảy điểm là tại cửa gỗ bên ngoài, không ở ta và ngươi hứa hẹn phạm vi bên trong. Sở dĩ, nếu như vừa rồi ngươi bị nghiền chết lời nói, ta cũng chỉ phải thay cái đổ ước đối tượng. Tam nhãn tiền bối đối Tống Thư Hàng lộ ra anh Tuấn Tiếu Dung, đây chính là nhân tâm hiểm ác, tiểu bá Tống ngươi còn nhiều hơn học một ít. Tống Thư Hàng trầm mặc hồi lâu, nói, rốn đen. Cùng lúc đó, béo cầu đại lão tiểu hào phát hiện mình không thể động đậy hắn bị một mực trói buộc ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện. Quả nhiên vẫn là muốn lừa ta, ta vậy mà lại tin tưởng một vị khác cửu u chúa tể hứa hẹn. Béo cầu đại lão tiểu hào truyền âm giễu cợt nói. Ngươi đã là ta tiền đánh bạc, béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng đối béo cầu lộ ra nụ cười hiền hòa, ta cùng tam nhãn tiền bối ước định, chỉ muốn đem ngươi dẫn vào tiểu thế giới này, vậy ngươi chính là ta tiền đánh bạc. Béo cầu đại lão. Đúng là như thế, như vậy thời gian cấp bách, bá tống tiểu hữu, để cho chúng ta đánh cược đi. Người tiền đánh cược là nhảy nhót tưng bừng cửu u chúa tể cỡ nhỏ phân thân một cái, ở trong chứa đệ tam thiên đạo chân quý pháp khí một cái. Như vậy ta bên này tiền đặt cược, cũng không thể kém đến cái nào đi. Ta vì ngươi chuẩn bị là một chi vô cùng chân quý dược dịch thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Tam nhãn thiếu niên chậm rãi nói. Tam nhãn thiếu niên không chút nào nói nhảm. Nhanh chóng tiến vào đánh cược khâu, hắn rõ ràng đang đuổi thời gian. Trận đầu sau khi kết thúc, hắn còn muốn lập tức bắt đầu trận thứ hai, có thể bận bịu đấy. Tống Thư Hàng. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Thiên đạo không phải bất hủ bất diệt sao?
Muốn cái gì thuốc nhỏ mắt? Tam nhãn thiếu niên nhìn thấy Tống Thư Hàng biểu lộ về sau, liền biết trong lòng của hắn đang nghi ngờ cái gì nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng nhỏ bá Tống giao lưu, không có chút nào mệt mỏi, nhìn đồ nói chuyện phiếm rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất mệt mỏi, tâm sẽ mệt mỏi. Thiên đạo vì sao lại cần thuốc nhỏ mắt? Đại khái là bởi vì quen thuộc đi. Làm người quen thuộc bảo dưỡng ánh mắt của mình về sau, coi như chứng đạo thành tựu thiên đạo chi vị, vẫn là sẽ theo thói quen đi mở mang kiểu mới thuốc nhỏ mắt, đi bảo dưỡng ánh mắt của mình. Dù sao, con mắt là trên thế giới đẹp nhất chân bảo, làm sao bảo dưỡng đều không quá đáng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cảm thán nói. Tống Thư Hàng. Cho nên nói, đây là tam nhãn thiếu niên tiền bối đối ứng vị kia thiên đạo khai phát ra sản phẩm. Quả nhiên lại là một vị rất có tính cách thiên đạo. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tiếp tục nói, ta đến đơn giản vì ngươi giới thiệu thiên đạo thuốc nhỏ mắt công năng, trừ dùng để thoải mái thiên đạo con mắt bên ngoài, nó lớn nhất công năng là khải trí cùng điểm hóa dù sao, cái này thiên đạo thuốc nhỏ mắt có thể nói là thiên đạo con mắt ngưng thị chỗ, thoải mái hiệu quả phi thường kinh người. Cho nên, vô luận là thực vật khai linh trí, hoặc là điểm hóa pháp khí để nó sinh ra yếu ớt ý thức, đều 10 phần hữu hiệu. Sau khi nói đến đây, hắn lại nhìn mắt Tống Thư Hàng nho ra thánh nhân chi nhãn, nói bổ sung, mà đối với nhỏ bá Tống người đến nói, nếu như ngươi nho ra thánh nhân chi nhãn quá tải, phát nhiệt lúc, nhỏ lên một giọt thiên đạo thuốc nhỏ mắt cũng sẽ có không tưởng tượng được diệu dụng. Thế nào, ta tiền đánh bạc ngươi nhưng hài lòng. Cái kia, ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng có thể dùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt điểm hóa. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nếu như có thể được lời nói. Cái kia trước dùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt điểm hóa mình bản mệnh pháp khí, để bản mệnh pháp khí sinh ra yếu ớt linh trí, như là bạch tiền bối lưu tinh kiếm. Sau đó, chờ cùng Hoàng Sơn tiền bối đi soát cái phó bản, liền có thể để tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nâng cao một bước, vận khí tốt, nói không chừng có thể sinh ra mấy cái khí linh. Mặt khác, tam nhãn tiền bối nói cho nho ra thánh nhân chi nhãn nói xấu thao tác, cũng làm cho Tống Thư Hàng rất là tâm động. Ngươi là tại xem thường thiên đạo thuốc nhỏ mắt công năng sao? Tam nhãn tiền bối hỏi ngược lại. Chỉ cần cùng thiên đạo chịu bên trên đồ vật, liền tuyệt đối đều là cực phẩm. Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí mặc dù đặc thù, nhưng điểm lên thiên đạo thuốc nhỏ mắt về sau, đồng dạng có thể tạo được điểm hóa công hiệu. Thành giao, Tống Thư Hàng không chút do dự nói. Đây chính là trước mắt hắn cần nhất bảo vật. Tam nhãn tiền bối quả nhiên là cá thể thiếp tiền bối, mỗi lần đổ ước lúc. Đều sẽ lựa chọn thích hợp nhất đối phương bảo vật làm tiền đánh bạc. Như vậy tiền bối, lần này chúng ta đánh cược gì? Tống Thư Hàng lại dò hỏi. Lần này ta đã sớm chuẩn bị, kể từ khi biết nhỏ bá Tống ngươi tấn cấp về sau, ta một mực tại chủ bị mới đổ ước phương thức, chuẩn bị mấy loại, cam đoan công bằng. Tam nhãn thiếu niên mỉm cười, gảy cái búng tay. Bên người trong mắt quản gia quay người lấy ra một cái hộp lớn, đưa nó mở ra. Trong hộp là một cái phức tạp thi đấu chuồng ngựa, mô hình. Tại hàng bắt đầu vị trí, còn có 10 thất đồ chơi con ngựa, trên đó từng cái dây cót chìa khóa, chờ lấy chủ nhân vì chúng nó lên dây cót. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía tam nhãn thiếu niên. Đừng nói cho ta, lần này dựa vào chơi thi đấu ngựa đồ chơi trò chơi này, đến định đánh cược thắng bại. Như đúng như này, cao đại thượng đánh cược nghi thức, bức cách lập tức liền sẽ xách đến trong vực sâu đi. Người cái này một mặt táo bón biểu lộ là mấy cái ý tứ. Xem thường ta tỉ mỉ chế tác pháp khí. Tam nhãn thiếu niên ngồi tại trên ghế xích đu, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Không có không có, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, không nghĩ tới tiền bối người thích loại vật này, lần sau ta từ hiện thế cho thêm ngài mang mấy bộ đồ chơi tới. Tướng tùy tâm sinh, tam nhãn tiền bối là thiếu niên bộ dáng, trong tính cách quả nhiên cũng như hài đồng yêu như nhau chơi. Tam nhãn thiếu niên. Tâm hắn mệt nhìn về phía bên trên tròng mắt quản gia, ra hiệu tròng mắt quản gia cho Tống Thư Hàng giải thích một chút mình tỉ mỉ chế pháp khí công hiệu. Khục, bá Tống Huyền Thánh ngươi hiểu lầm, quản gia nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, lần sau bá Tống Huyền Thánh ngươi qua đây thời điểm, xin mang hạm mô hình đồ chơi tới, ta chủ hẳn là sẽ tương đối thích. Tròng mắt quản gia vừa dứt lời, lòng đất đột nhiên có một cây đồ đằng trụ phóng lên tận trời, đem tròng mắt quản gia treo ở trụ trên ngọn. Đồng thời trụ trên ngọn có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt mà lên, đốt tròng mắt quản ra tiếng kêu rên liên hồi. Tống Thư Hàng hơi sững sờ về sau, hai tay vỗ tay đối đồ đằng trụ bắt đầu cầu nguyện, nguyện ta có thể bình an sống đến ngày mai. Tam nhãn thiếu niên tiền bối từ trên ghế xích đu ngồi dậy, xòe bàn tay ra.
trụ trên ngọn tròng mắt quản gia trong tay hộp vừa vặn rơi xuống, rơi vào trong tay hắn. Sau đó, tam nhãn thiếu niên đành phải tự mình ra trận, vì Tống Thư Hàng giải thích cái này pháp khí diệu dụng, kiện pháp khí này, tên là thần mã đấu trường. Sử dụng kiện pháp khí này, có thể triệu hồi ra 108 loại khác biệt đường đua thi đấu chuồng ngựa. Mà xuất phát chạy tuyến bên trên 10 thất ngựa hình thức ban đầu, tại thuộc tính bên trên đều có khác biệt, có lệch sức chịu đựng hình, có lệch kiểu bạo phát, có thích hợp khoảng cách ngắn bắn vọt, có am hiểu nhảy vọt chướng ngại. Sau đó, chúng ta lựa chọn một thớt, vặn lên dây cót, tiến hành tranh tài. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vặn lên dây cót chỉ là cái cuối cùng trình tự, ta tự tay chế tác pháp khí cũng không có đơn giản như vậy. Đã được xưng là thần mã đấu trường, nó lớn nhất công năng chính là thông qua những này thi đấu ngựa hình thức ban đầu triệu hồi ra thần mã tới. Chư thiên vạn giới từ xưa đến nay, chân thực tồn tại qua thần mã, đều có thể được triệu hoán ra, xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Cân nhắc đến tính công bình của trận đấu, những này triệu hoán đi ra thần mã lại nhận thi đấu ngựa hình thức ban đầu thuộc tính hạn chế. Tăng cường rất nhiều có thể chơi tính. Tam nhãn thiếu niên nhếch miệng lên. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, quả nhiên tam nhãn thiếu niên là cái thích chơi tính cách. Triệu hoán thần mã phương thức có hai loại. Lúc này, treo ở trên cây cột bị đốt trong mắt quản gia kêu lên. Loại thứ nhất là sử dụng triệu hoán môi giới, tiến hành cố định thần mã triệu hoán, có thể triệu hồi ra ngươi muốn chư thiên vạn giới thần mã. Nếu như không có môi giới làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng hỏi. Vậy liền sử dụng loại thứ hai, ngẫu nhiên triệu hoán. Không cần bất luận cái gì triệu hoán môi giới, đưa tay đặt tại dây cót bên trên, liền có thể tiến hành triệu hoán. Liền có thể triệu hồi ra cực mạnh thần mã, cũng có thể là triệu hồi ra yếu gà thần mã. Trong mắt quản gia tiếp tục một bên kêu thảm một bên trả lời. Tức công bằng, lại không tuyệt đối công bằng, thật đúng là tam nhãn tiền bối phong cách của ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn không có bất kỳ cái gì môi giới, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai phương án. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đưa tay từ trong hộp lấy ra một thớt am hiểu bộc phát thần mã hình thức ban đầu. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng loại phương án thứ hai tiến hành triệu hoán. Tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến chiến mã thời điểm. Trò chơi bắt đầu. Tống Thư Hàng ý thức, bị kéo vào đến một cái cự đại thi đấu chuồng ngựa bên trong. Đồng thời, tam nhãn tiền bối thân hình đồng dạng bị kéo vào đến thần mã đấu trường không gian. Tống Thư Hàng sững sờ, trò chơi bây giờ liền bắt đầu rồi. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng sự tình, ta chỉ có thể cung cấp tương đối công bằng. Tam nhãn tiền bối mỉm cười, tâm tình vui vẻ nói, xem ra tiểu bá tống ngươi cũng vội vã muốn bắt đầu đổ ước, chính hợp ý ta. Như vậy, đổ ước bắt đầu. Thần mã đấu trường bên trong, ngươi cùng ta triệu hoán đi ra thần mã, cái nào trước đến điểm cuối, người đó là đánh cược người thắng. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đổ ước nghi thức triển khai, đổ ước thành lập. Song phương tiền đánh bạc vì cửu u chúa tể cầu phân thân một con cùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt một bình lớn. Ván đầu tiên kết quả trận đấu, vô luận thắng hay thua, đối tam nhãn thiếu niên đến nói đều là cái vui vẻ kết cục. Cho nên, hắn hiện tại tâm tình 10 phần không tệ. Theo đổ ước chính thức thành lập, tam nhãn thiếu niên đồng dạng đưa tay lựa chọn một thất ngựa đua hình thức ban đầu, theo hắn lựa chọn hoàn tất về sau, còn sót lại 8 thất ngựa đua đồng thời tiến vào ngẫu nhiên hình thức, tại bọn chúng đỉnh đầu có vô số từ xưa đến nay chư thiên vạn giới thần mã hư ảnh hiển hiện. Cuối cùng, có 8 thất đều có thần thú huyết mạch thần mã, xuất hiện tại đấu trường hàng bắt đầu bên trên. Có thân khoác vảy rồng chiến mã, có chân đạp hỏa diễm toàn thân thiêu đốt thần mã, có toàn thân đều từ thiểm điện tạo thành nguyên tố chiến mã, có sinh trưởng 9 cái đuôi yêu mã, có dứt khoát chỉ lớn cái đầu ngựa, thân thể lại là kỳ lân thú thân thể quái mã, đến đằng sau lúc không ngớt ngựa cùng độc giác thú đều lần lượt đăng tràng. 8 con đủ loại ngựa đua, bị ngẫu nhiên triệu hoán đi ra, tại đường đua điểm xuất phát không ngừng tê minh, khí thế phi phàm. Đồng thời, trên khán đài xuất hiện vô số vị trong mắt quản gia phục chế bản. Cao giọng hò hét, xào nhiệt khí bầu không khí. Mơ hồ có thể nghe thấy phần lớn người xem đều đang kêu bá tống huyền thánh cố lên loại hình khẩu hiệu. Ngẫu nhiên triệu hoán, nhưng ngàn vạn muốn triệu hồi ra thất ngựa tốt đến A. Tống Thư Hàng đưa tay dùng sức vận động dây cót. Nếu như triệu hoán đi ra chính là phàm mã, liền xong đời. Cho nên bạch tiền bối phù hộ, để ta ra cực phẩm đi. Trên đỉnh đầu, một sóng lớn thánh viên hiển hiện. Hát vang may mắn 666 chi ca, vì bá tống huyền thánh tăng cường khí vận. Yên tâm đi, triệu hoán đi ra kém cỏi nhất cũng là thần mã cái này cấp bậc. Ta nói qua, chỉ ít sẽ bảo đảm tương đối công bằng,
dạng này mới có nhưng chơi tính cùng tính khiêu chiến. Tam nhãn thiếu niên chậm rãi nói. Tống Thư Hàng hít sâu, đang vận động dây cót thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được mình cùng trong tay dây cót ngựa đua ở giữa, sinh ra một loại liên hệ. Trên người hắn liên quan tới ngựa tin tức, tựa hồ bị lấy ra, rơi vào cái này dây cót ngựa đua bên trên cho dù là ngẫu nhiên triệu hoán, cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên triệu hoán thời điểm, tựa hồ cũng sẽ tận lực triệu hồi ra cùng người triệu hoán có liên quan thần mã. Trừ phi người triệu hoán cả đời này chưa từng có tiếp xúc qua ngựa. Tại Tống Thư Hàng trong đầu, có thật nhiều con ngựa hình tượng từ trong trí nhớ xẹt qua. Cuối cùng, một thớt đen nhánh chiến mã hình tượng dừng lại. Tống Thư Hàng. Là nó, đại ngựa giống. Đến từ toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà tổ chức kỳ hoa ngựa giống tinh, tựa hồ là ngũ phẩm cảnh giới. Ngũ phẩm cảnh giới tại tu sĩ giới cũng coi là đại yêu. Nhưng ở tam nhãn thiếu niên cái này thần mã đấu trường bên trong, tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Nếu quả như thật đem cái này ngựa giống tinh triệu hoán đi ra, còn không bằng chính ta tự thân lên trận đi chạy đâu. Không thể nhận nó. Thay cái, đổi một cái. Tống Thư Hàng nội tâm yên lặng niệm tụng. Ông! Nhưng lúc này, triệu hoán nghi thức hoàn thành. Một thất tuấn mã hư ảnh, tại Tống Thư Hàng trước mặt thành hình. Tống Thư Hàng! Hắn yên lặng ngẩng đầu vọng thiên, một mặt tuyệt vọng. Quay đầu muốn hay không đem con kia ngựa giống tinh ngoan quất một trận. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, việc này cũng không phải ngựa giống tinh sai. Muốn quất nó cũng không thể dùng lý do này. Xem người biểu lộ, tựa hồ không thể triệu hồi ra như ý con ngựa. Tam nhãn tiền bối nhếch miệng lên tiếng nói, kỳ thật, ta vừa rồi muốn nhắc nhở ngươi, ta muốn nói nếu như ngươi không muốn ngẫu nhiên rút ra, ta có thể vì ngươi cung cấp hai loại triệu hoán môi giới, ngươi có thể từ đó lựa chọn một loại. Chỉ là ta còn chưa mở miệng, ngươi liền bắt đầu triệu hoán. Lần sau tiền bối ngươi có thể hay không sớm một chút mở miệng. Tống Thư Hàng thở dài. Không thể, bởi vì dạng này ta rất vui vẻ. Tam nhãn tiền bối vui vẻ nói. Dứt lời, hắn lấy ra một đầu roi ngựa. Hắn đem roi ngựa phóng tới một cái trận pháp bên trong, sau đó vặn bên trên ngựa đua hình thức ban đầu dây cót, đưa nó phóng tới trận pháp hạch tâm, ra đi, sáng mù bá Tống Hào con mắt đi, chư thiên vạn giới ngựa bên trong vương giả ngựa đế. Sau một khắc, một thớt soái khí tuấn mã từ trong trận pháp nhảy ra. Không có khoa trương vảy rồng, không có hỏa diễm, gió lốc hoặc lôi điện làm bạn, không có độc giác hoặc cánh, nhìn qua liền cùng bình thường con ngựa đồng dạng, không có biến dị. Nhưng nó vừa xuất hiện, liền lập tức khiến người ta cảm thấy ra nó không giống bình thường. Nó ngửa đầu một tiếng tê minh, trên sàn thi đấu cái khác tám thất ngựa tựa hồ liền có chút túng. Tê minh thanh đây là cái này con tuấn mã đăng tràng BGM. Mà nó tại nhấc vó hành tẩu thời điểm, trên thảo nguyên hạt cỏ bên trong vậy mà không ngừng có hoa tươi nở rộ, tựa hồ là để hoan nghênh nó đến. Trừ tự mang đăng tràng BGM bên ngoài, lại còn tự mang bối cảnh đặc hiệu. Hoàn toàn là nhân vật chính đãi ngộ. Cái này còn thế nào chơi? Tống Thư Hàng nhìn về phía mình chiến mã, đen thui bộ dáng. Là cái kia thất ngựa giống tinh dáng vẻ. Song song. Đang lúc hắn trong lúc suy tư. Ngựa giống tinh khi nhìn đến cái kia thất ngựa đế về sau, liền vui vẻ. Nó thật nhanh chạy về phía cái kia thất ngựa đế, không sợ chút nào. Đừng nói cho ta ngươi tại bắt đầu thời điểm còn phát tình a. Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng, nói, tam nhãn tiền bối, ta có thể hay không thay thế trên chiến mã trận. Ngươi là con ngựa sao? Nếu như ngươi là con ngựa, ta liền tán thành để ngươi ra sân. Tam nhãn tiền bối vui vẻ nói. Mà lúc này... Ngựa giống tinh sau này vui vẻ nhảy đến ngựa đế bên cạnh, tựa hồ muốn lấy lòng cái kia thất ngựa đế. Ngựa đế có chút ngang đầu, nó thân là ngựa bên trong vương giả, một tiếng tê minh, ngay cả tám thất ngẫu nhiên ra thần mã đều không chịu nổi, tự nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng màu đen lớn ngựa đột nhiên đứng thẳng người lên, một móng nện ở ngựa đế trên mặt. 3. Ngựa đế bị đập ngã trên mặt đất, không ngừng mà giãy giụa, phát ra tiếng kêu thống khổ. Tống Thư Hàng, tam nhãn thiếu niên, trên khán đài tất cả tròng mắt quản gia, cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả cố lên âm thanh đều dừng lại. Tất cả mọi người cùng con ngựa đều trầm mặc, nhưng tuấn mã màu đen nhưng không có đình chỉ nó hung ác. Tại một móng đập bay ngựa đế hậu, nó móng trước tiếp tục tại ngựa đế trên thân hung hăng đạp mấy cái. Ngừng, dừng lại, chúng ta muốn ngựa đua, không phải muốn đấu ngựa, Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng. Đồng thời... Trong lòng của hắn phun lên một cái dự cảm.
ngựa giống tinh tuyệt đối không có to gan như vậy. Thí ruột ruột màu đen lớn mã nhân lập mà lên, hai chi chân trước hướng về hai bên phải trái mở rộng ra đến, bày ra bạch hạc lưỡng xí tư thế, đồng thời nó một đôi chân sau trái với khớp nối cấu tạo, bày ra kim kê độc lập tư thế. Tống Thư Hàng che cái trán. Quả nhiên là thiên đạo bạch nhà con kia hí tinh ngựa. Tống Thư Hàng cũng không nghĩ tới, hí tinh ngựa lần này sẽ nhuộm màu đăng tràng, đem mình nhuộm thành đen đóng vai thành ngựa giống tinh bộ dáng, ngay cả hắn đều bị lừa đi qua. Nếu như là hí tinh ngựa, cái này sóng có lẽ có thể thắng. Người đây là cái gì ngựa? Quá tàn bạo đi, tam nhãn thiếu niên trợn mắt hốc mồm, già nửa ngày mới từ cái này bạo lực tràng diện bên trong lấy lại tinh thần. Hắn sử dụng cái chán con mắt thứ ba đảo qua tiểu bá tống cái này màu đen ngựa lớn nhưng đạt được tin tức rất mơ hồ. Tin tức biểu hiện, đây là một thớt đến từ toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà yêu quái liên minh ngựa tinh, đặc thù thiên phú là, ngựa giống. Nhưng tình báo này, tam nhãn thiếu niên nửa chữ đều không tin. Bởi vì nếu như tình báo thật không sai, như vậy chỉ là một con phổ thông ngựa giống tinh, tại đối mặt ngựa đế thời điểm, ngay lập tức liền sẽ túng thành một đoàn. Làm sao có thể sẽ còn can đảm lên đi đánh ngựa đế mặt? Tống Thư Hàng xoay người lại, hai tay che mặt mình, bắt đầu vò động hắn muốn vò ra một cái mặt không biểu tình thần sắc đến, miễn cho tam nhãn tiền bối từ trên mặt của hắn đọc đến đáp án. Thật vất vả đem mình nội tâm ý cười từ trên mặt vò về phía sau, Tống Thư Hàng bày ra mặt đơ bộ dáng, đối tam nhãn tiền bối nói, trên thực tế, ta vừa rồi tại triệu hoán thời điểm, còn tưởng rằng mình triệu hoán đi ra chính là toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà một con ngựa yêu. Nhưng hiện tại xem ra, triệu hoán quá trình bên trong hẳn là xuất hiện biến hóa. Như vậy, con ngựa này mà thân phận là, tam nhãn tiền bối hỏi. Tam nhãn tiền bối, đánh cực đã bắt đầu, tiếp xuống tin tức là cơ mật. Ta cũng không thể để ngươi từ trong tình báo của ta đạt được khắc chế chi pháp. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Tam nhãn thiếu niên nhẹ gật đầu, có đạo lý. Ai vào chỗ nấy, mời đến nhập xuất phát chạy chỗ, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lại có một con tròng mắt quản gia mặc vào trọng tài chế phục, lớn tiếng kêu lên. Mã tiền bối, là thắng hay thua, liền đều xem ngươi á. Tống Thư Hàng đối hí tinh ngựa hét lớn. Nếu như có thể từ tam nhãn tiền bối trong tay thắng đến thiên đạo thuốc nhỏ mắt, hắn liền phải tán tài một đợt. Thuốc nhỏ mắt phân lượng rất đủ, có thể làm được cửu châu nhất hào quần thành viên nhân thủ một nhỏ phần, còn thật to có thừa. Đến lúc đó, hắn có thể tại tán tài khâu lại lấy cái xảo trước dùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt cùng cửu châu nhất hào quần các tiền bối đổi một chút bảo vật. Sau đó lại dùng những bảo vật này cho tán tài vương tọa bổ hàng. Hai lần trước tán tài, hắn đều lấy xảo. Lần này, hắn được nghiêm túc theo ước định xử lý một lần tán tài vương tọa đại hội. Dù sao đây cũng là cùng tam nhãn tiền bối ước định trọng yếu bộ phận, không thể tổng mưu lợi tránh đi. Mặt khác, Tống Thư Hàng trong lòng có một cái thích hợp tán tài địa điểm Thiên Hà Tô Thị Niên Hội. Thân là thiên niên đệ nhất thánh, hắn tại tham gia Thiên Hà Tô Thị Niên Hội thời điểm. Tự nhiên không thể tay không tới cửa. Đến lúc đó, tán tài vương tọa vừa mở, tức có mặt mũi, lại có thể hoàn thành cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối ước định. Hí tinh mã tiền bối đi vào Tống Thư Hàng bên người, nó đứng thẳng người lên, một con móng trước dựng lấy Tống Thư Hàng bả vai, bộ dáng đặc biệt lưu manh. Vỗ vỗ Tống Thư Hàng về sau, hí tinh mã tiền bối tiến lên, tiến vào xuất phát chạy vị trí. Tiểu bá Tống, trước đó nhắc nhở, ngựa đua có ngựa đua quy tắc. Tại tranh tài bắt đầu về sau, tuyệt đối không cho phép lẹt xẹt cái khác con ngựa. Nếu không, liền phải mất đi tư cách tranh tài, trực tiếp thất bại. Tam nhãn tiền bối nhắc nhở. Hắn liền sợ Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra màu đen ngựa lớn, tại thi chạy thời điểm đột nhiên đối cái khác con ngựa ra vó đen. Cảm giác cái này màu đen ngựa lớn, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Yên tâm đi, tam nhãn tiền bối. Quy tắc tranh tài ta vẫn là hiểu. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đồng thời lại âm thầm dặn dò hí tinh mã tiền bối một phen. Vậy là tốt rồi, tam nhãn tiền bối gật đầu nói chỉ cần trong trận đấu màu đen ngựa lớn không ra vó đen tử, đơn thuần tranh tài, hắn triệu hoán đi ra ngựa đế còn có rất lớn hy vọng chiến thắng. Triệu hoán đi ra thần mã lập vị trí, ngựa đế đứng tại số 5 vị trí, mà hí tinh ngựa đứng tại số 8 vị bên trên. Đường băng chi cửa mở ra. Số 5 ngựa đế một ngựa đi đầu, một kỵ tuyệt trần. Sau lưng cái khác tám thất ngẫu nhiên triệu hoán đi ra thần mã, đồng dạng thi triển thần thông, theo sát phía sau. Chỉ có màu đen hí tinh ngựa tựa hồ thất thần, không thể ngay lập tức cất bước. Rơi vào cuối cùng vị.
Tống Thư Hàng. Rất nhanh, phía trước ngựa đế chạy một nửa đường đua. Mà hí tinh ngựa vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng tại tất cả con ngựa sau lưng. Nó rất bình thường đang chạy, không có da vó đen, không có sử dụng cái gì năng lực đặc thù, nghiêm ngặt nghiêm túc tuân thủ quy tắc. Thì ra là thế, am hiểu đánh nhau con ngựa, không nhất định am hiểu chạy a. Tam nhãn tiền bối an tâm không ít. Bá Tống Huyền Thánh cố lên a. Đừng thua cho ba con mắt. Chạy, đem ngựa đế vượt qua đi. Trên khán đài tất cả trong mắt quản gia phục chế thể, phát ra khàn cả giọng tiếng kêu. Quay lại liền đem nó đỡ trên đống lửa nướng. Tam nhãn tiền bối cắn răng nói. Tống Thư Hàng thở dài, là tiền bối ngươi quá sủng hắn. Ngươi phải thua, tam nhãn tiền bối tâm tình thật tốt. Không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn đừng nói thắng thua. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, hí tinh ngựa bắt đầu từng cái siêu việt bắt đầu, nguyên bản tại hắn phía trước thần mã, từng cái bị nó vượt qua đi qua. Hí tinh ngựa tốc độ cũng không có tăng lên, chỉ là cái khác thần mã tốc độ. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang yếu bớt. Từng thất thần mã, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Tam nhãn tiền bối nhíu mày, lông mày kẹp lấy mi tâm con mắt thứ ba. Những này thần mã trạng thái không thích hợp. Thân là chư thiên vạn giới nổi danh thần mã, cho dù là bị ngựa đua hình thức ban đầu hạn chế thuộc tính, sức chịu đựng phương diện cũng không có khả năng kém như vậy. Bọn chúng tựa hồ đang chịu đựng áp lực cực lớn. Tam nhãn tiền bối đoán không sai. Lúc này trên sàn thi đấu tất cả thần mã đều đang chịu đựng áp lực cực lớn, thân thể cùng trên tâm lý đồng bộ áp lực thật lớn. Thiên địa đều tại hạn chế bọn chúng tiến lên, không gian tại ngưng kết, thần mã nhóm chạy vọt về phía trước chạy lúc liền như là tại thể rắn vách tường bên trong va chạm. Đồng thời, tại bọn chúng trong lòng, càng có loại hơn không cách nào ngôn ngữ áp bách. Con kia màu đen ngựa lớn, liền như là ma vương đồng dạng, biến to lớn vô cùng. Mà bọn chúng đều biến thành màu đen ngựa lớn móng hạ tiểu côn trùng, muốn bị tùy tiện nghiền chết. Hai hơi về sau, tám thất ngẫu nhiên triệu hoán thần mã sau này bị hí tinh ngựa bỏ lại đằng sau, nó không nhanh không chậm chạy tới ngựa đế sau lưng, chênh lệch nó nửa cái thân vị khoảng cách. Ngựa đế không khỏi ngắm nhìn màu đen ngựa lớn, trong mắt hiển hiện khủng hoảng chi sắc. Hí ruột ruột màu đen ngựa lớn đột nhiên đứng thẳng người lên. Ngựa đế hoảng sợ kêu to, liều mạng hướng điểm cuối cùng phóng đi. Màu đen ngựa lớn trên mặt lộ ra nhân tính hóa tiếu dung. Sau một khắc, nó bắt đầu ra sức cất bước nó hai con chân sau dẫm đạp ra một bộ huyền ảo bộ pháp, duy trì người lập tư thế, phi tốc lao về phía trước. Quân tử vạn lý hành tấn giai thân pháp thiên hành kiệt. Tống Thư Hàng kêu, màu đen ngựa lớn chân đạp thiên hành kiệt, trong nháy mắt siêu việt ngựa đế, dẫn đầu một cái thân vị, bước vào điểm cuối cùng. Nó cao cao giơ hai vó câu, hướng khán giả ôm quyền hành lễ. Đánh cược kết thúc. Người thắng, Tống Thư Hàng. Lại thua a, tam nhãn tiền bối tâm tắc nói. Bất quá, thua cũng tốt thắng lợi sau Tống Thư Hàng, không chỉ cần phải mang đi thiên đạo thuốc nhỏ mắt, càng cần hơn mang đi hắn tiền đánh bạc cửu u cầu chúa tể. Cho nên nói, vô luận thắng hay thua, đều là chuyện tốt. Thắng, Tống Thư Hàng tiền đánh bạc hắn liền nhận. Thua, liền có thể ngồi xem vị này cửu u chúa tể cầu truy sát tiểu bá Tống trò hay. Tâm tình đột nhiên vui vẻ không được. Đổ ước nghi thức kết thúc. To lớn trường đua ngựa bắt đầu khôi phục. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong tay xuất hiện một cái lọ thủy tinh, ước chừng có bình trang đồ uống lớn nhỏ, bên trong đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt. Đây cũng là thiên đạo thuốc nhỏ mắt, vô cùng chân quý bảo vật. Nếu là ném tới tu chân giới, tuyệt đối sẽ để tu sĩ nhóm đoạt bể đầu có khí linh pháp khí cùng không khí linh pháp khí, là hai khái niệm. Bất kể là thứ gì, chỉ muốn rót vào linh hồn, liền sẽ biến không giống với. Tống Thư Hàng nâng lên lọ thủy tinh, chằm chằm vào trong đó thuốc nhỏ mắt, không biết có phải hay không ảo giác, hắn phảng phất từ những thứ này thuốc nhỏ mắt bên trong cảm ứng được yếu ớt pháp tắc. Pháp tắc thứ này, là bát phẩm huyền thánh tha thiết ước mơ đồ vật. Bát phẩm huyền thánh muốn tấn thăng đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, liền cần kinh lịch tiếp xúc pháp tắc, thích ứng pháp tắc, dung nhập pháp tắc ba cái không cách nào tránh đi giai đoạn. Quá trình này dài đằng đẵng, muốn hoàn thành cái này ba cái giai đoạn, tiêu hao thời gian đều là lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Đặc biệt là tiếp xúc pháp tắc giai đoạn này, bát phẩm huyền thánh cần tự mình lĩnh ngộ pháp tắc. Bắt đầu từ số 0, từ không sinh có sự, gian nan nhất. Nhưng nếu như tại bát phẩm huyền thánh giai đoạn, có thể sớm thể nghiệm pháp tắc lời nói, cho dù là thoáng tiếp xúc một chút, đều có thể giảm bớt huyền thánh mấy ngàn năm,
trên vạn năm thời gian khổ tu. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong Tân Tấn Huyền Thánh liền tương đối may mắn, bọn hắn đã từng dùng mắt thường gặp qua pháp tắc, kém chút liền mù. Nếu như ở trong đó thật sự ẩn chứa yếu ớt pháp tắc, cái kia giá trị đơn giản không thể tính ra. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Hí Tinh ngựa một đường chạy chậm đến Tống Thư Hàng bên người. Hắn duỗi ra phải móng trước, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua hắn. Hí Tinh ngựa đối Tống Thư Hàng liên tục phứt mị nhãn, ánh mắt nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay thiên đạo thuốc nhỏ mắt, giờ bản thân phải móng trước. Há, mã tiền bối ngươi muốn tích thuốc nhỏ mắt, Tống Thư Hàng suy đoán hỏi. Hí Tinh ngựa liên tục gật đầu, Thư Hàng tiểu tử này vẫn có chút năng lực phân tích. Không có vấn đề, dù sao trận đấu này may mắn mà có mã tiền bối phúc, mới thắng được tới. Tống Thư Hàng hào sảng nói. Sau đó, hắn đưa tay trái ra, chống ra Hí Tinh ngựa manh manh mắt to, tại hắn một chút nghi hoặc bên trong, hướng hắn trong mắt nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt. Hí Tinh ngựa nháy nháy mắt. Sau một khắc, Hí Tinh ngựa phát ra một đợt kêu thảm. Hắn giơ cao móng, một vó đem Tống Thư Hàng quét bay. Cái này một vó chi uy phi thường khủng bố, Tống Thư Hàng bị quét bay về sau, trên không trung liên tiếp lật ra 10 cái bổ nhào, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố. Túi bên trong thông nương lộ ra ngọn, nhỏ giọng nói, Thư Hàng, ta đến thay ngươi phiên dịch một chút. Vị này mã tiền bối đang nói, Thư Hàng ngươi thằng ngu này, ta muốn ngươi tích một điểm dược thủy đến ta móng bên trên, không để ngươi tích con mắt ta bên trong. Ta biết, nhưng ta chính là không nhịn được nghĩ tích ánh mắt nó bên trong. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn bình tĩnh từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ thân thể. Hí Tinh ngựa dùng móng xoa xoa ánh mắt của mình, đem giọt kia thiên đạo thuốc nhỏ mắt một lần nữa ép ra ngoài, sau đó hắn chằm chằm vào thuốc nhỏ mắt, bắt đầu ngẩn người nghiên cứu. Tam nhãn thiếu niên. Lúc này, thần mã đấu trường đã thu hồi, đấu trường cùng cái khác chín thất thần mã đều đã trải qua trở về hình dáng ban đầu, trở lại cái kia trong hộp nhỏ. Duy chỉ có tiểu bá Tống Triệu Hoán đi ra cái này thất vô lại ngựa, lại còn không có khôi phục, duy trì hắc mã bộ dáng, xuất hiện tại hắn cửa gỗ tiểu thế giới. Có thể khẳng định, cái này đại hắc mã bản tôn, thực lực phi thường khủng bố. Chí ít không kém gì hắn, mới có thể tại hắn tiểu thế giới duy trì con ngựa hình thái. Nhưng là, lịch đại thiên đạo bên trong, có lấy thân ngựa chứng đạo sao? Tam nhãn thiếu niên rơi vào trầm tư. Lúc này, tiểu thế giới bên trong đồ đằng trụ bên trên, trong mắt quản gia cuối cùng từ cây cột bên trên tránh thoát xuống tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ thân thể, run đi một thân đen xám. Sau đó, hắn nhiệt tình đi vào Tống Thư Hàng bên người, hướng hắn chúc mừng ngươi, bá Tống Huyền Thánh. Tạ ơn, thông nương thay thế Tống Thư Hàng hồi phục. Bá Tống Huyền Thánh ngươi có thể thắng được lần này ngựa đua thắng lợi, quả thật chúng vọng sở quy. Từ tranh tài bắt đầu, ta liền biết may mắn tiên tử một mực liền đứng ở bên cạnh ngươi. Cùng cái nào đó thua liền hơn 30 lần thằng xui xẻo hoàn toàn khác biệt. Trong mắt quản gia tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, tam nhãn thiếu niên. Thông nương hơi suy nghĩ một chút sau nói, quá khen quá khen. Đúng rồi, bá Tống Huyền Thánh ngươi bây giờ còn chiêu quản gia không? Muốn nhận người lời nói. Muốn hay không cân nhắc ta? Trong mắt quản gia cười ha hả nói, ta đã sớm muốn đi ăn máng khác. Hắn vừa dứt lời, Tống Thư Hàng liền nghe được một tiếng lợi khí tiếng xé gió. Sau đó, một cây trường mâu đem trong mắt quản gia đâm cái lạnh thấu tâm. Tam nhãn thiếu niên bình tĩnh tới, đem đâm thành chuỗi trong mắt quản gia nâng lên, đỡ đến bên trên đống lửa nướng. Nhìn hắn cái này động tác thuần thục, Tống Thư Hàng không khỏi vì tam nhãn tiền bối đau lòng mấy giây. Cái này cần bị tròng mắt quản gia đâm tâm bao nhiêu lần, nướng bao nhiêu lần, mới có thể luyện được như thế động tác nước chảy mây trôi. Tam nhãn thiếu niên cái chán con mắt nhẹ nhàng ngắm Tống Thư Hàng một chút, nói, ngươi có không thương hại ta, còn không bằng thương hại một chút chính ngươi. Đừng quên, đổ ước nghi thức đã kết thúc, tiền đánh bạc cũng không còn đông kết, đã thuận lợi trả về cho ngươi. Tiền đánh bạc không còn đông kết. Tống Thư Hàng không chút do dự, điên cuồng vận chuyển quân tử vạn lý hành thân pháp. Liều mạng hướng tam nhãn tiền bối vị trí phóng đi, tam nhãn tiền bối, tiền đánh bạc liền không thể tại ta rời đi ngươi tiểu thế giới về sau, lại làm tan sao. Thật có lỗi, ta chỗ này không cái này phục vụ. Tam nhãn tiền bối vui a nói. Hậu phương, béo cầu đại lão tiểu hào đã khôi phục năng lực hành động. Cười giận giữ tiền đánh bạc, ba Tống, ngươi là người thứ nhất đem ta xem như tiền đánh bạc người.
liền Bạch U đều không có đối với ta như vậy. Béo cầu đại lão tiểu hào đã giận đến cực hạn. Béo cầu đại lão tiểu hào thân thể, hóa thành một khối cắt chém kim cương bộ dáng, đỉnh kim cương nhắm ngay Tống Thư Hàng, cái này một pháo đem xuyên qua thân thể của ngươi, cho ta ngoan ngoãn đứng vững chịu chết đi. Đáng sợ, một kích này bên trong bổ sung lấy vạn vật xuyên qua pháp tắc, chuyên phá các loại phòng ngự, hộ thể, thối thể công pháp. Tam nhãn thiếu niên một bên nướng trong mắt quản gia, một bên vì Tống Thư Hàng giải thích. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đã vọt tới tam nhãn tiền bối bên người. Sau một khắc, hắn khởi động sương mù bất hủ thân, hóa thành nắm đấm lớn sương mù, trốn đến tam nhãn tiền bối phía sau. Ngươi muốn dùng ta làm tấm thuẫn lời nói, liền sai rồi. Tam nhãn tiền bối bình tĩnh nói, trong cái thế giới này, ta vừa là ở khắp mọi nơi, lại không ở bất luận cái gì một chỗ. Ngươi thấy ta ở chỗ này, nhưng kỳ thật ta cũng không ở chỗ này. Cái này một pháo oanh tới được lời nói, tựa như dạng này. Oanh! Bào béo đại lão tiểu hào vạn vật xuyên qua một pháo, trực tiếp xuyên thấu qua tam nhãn tiền bối thân thể, oanh trên người Tống Thư Hàng. 3. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Tống Thư Hàng thân thể, nổ thành một đám lửa. Lại là thế thân. Hỏa diễm thế thân pháp bên trong đại thập lục còn không ngưng tụ thành hình, lại một lần bị tạc thành hỏa hoa. A, lại là cái kia thế thân pháp, tam nhãn tiền bối hơi sững sờ. Tiểu bá Tống cái này đợt thao tác có thể tao, thậm chí ngay cả hắn đều không có phát giác, thậm chí ngay cả cửu u chúa tể cầu đều bị giấu giếm được. Không đúng, tiểu bá Tống có thể làm không đến loại trình độ này, là có người trong bóng tối hiệp trợ hắn. Tam nhãn tiền bối không khỏi lặng lẽ ngắm nhìn cái kia giơ móng ngẩn người đại hắc mã, chỉ sợ là cái này đại hắc mã trong bóng tối giúp Tống Thư Hàng che giấu thiên cơ, lừa gạt được hắn cùng đối diện cửu u chúa tể cầu. Đồng thời, tam nhãn tiền bối phát hiện Tống Thư Hàng chân thân, đã xuất hiện tại cửa gỗ bên cạnh lúc này, Tống Thư Hàng nửa người đều đã trải qua bước ra. Béo cầu đại lão tiểu hào một kích chỉ phát nổ cái thế thân, đồng dạng kịp phản ứng. Nó hỏng pháo nhất chuyển, cấp tốc khóa chặt cửa gỗ. Ha ha ha, béo cầu đại lão bái bai rồi ngươi cũng đừng truy ta, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi. Lúc này Tống Thư Hàng cười ha ha lấy, dùng sức nhảy lên. Béo cầu đại lão tiểu hào khí đến bành trướng, nhưng nó chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Mặc dù lúc này hắn hận không thể xông đi lên đem Tống Thư Hàng chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ, không phải truy bá Tống thời điểm. Hắn muốn từ nơi này vị trước cửu u chúa tể trong tay, đem bản thân bản thể bị cắn rơi tồn tại cược thắng trở về. Bản thể bị cắn rơi cái kia bộ phận tồn tại, so bá Tống muốn quan trọng hơn. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tình huống bên dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn hoàng thần ngư. Béo cầu đại lão hận hận quay người lại, ánh mắt khóa chặt tam nhãn thiếu niên. Tam nhãn tiền bối. Vì nướng lên trong mắt quản gia run rẩy nói, ta chủ, ngươi lại bị hố. Bá Tống huyền thánh cái này rốn đen ra hỏa, đào hố thời điểm cứ nhiên đào liên hoàn hố, một hố liên tiếp một hố phủ lấy một hố. Ti tiện, tại ta ẩn cư mấy năm này, nhân tính cứ nhiên ti tiện đến loại trình độ này, thật là làm ta đau lòng. Tam nhãn tiền bối cắn răng nói, tốt tại ta cũng đã sớm chuẩn bị. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng. Một cái đã sớm mở ra, lại ở vào ẩn hình trạng thái cánh cửa không gian phù hiện ở hắn bên cạnh thân. Cùng một thời gian, vui vẻ bá Tống huyền thánh đã một đường nhảy tới tán tài vương tọa cửa ra vào. Phía trước, chính là tự do. Hắn khẽ hát tử, trên mặt sán lạn tiếu dung, nhảy lên thật cao, vươn ra hai tay, nghênh đón không có béo cầu đại lão tiểu hào truy tung vũ trụ. Xoát! Tại hắn dùng sức nhảy ra tán tài vương tọa trong nháy mắt, trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này, là không gian truyền tống cảm giác. Sau đó, Tống Thư Hàng trên mặt sán lạn tiếu dung, giơ cao lên hai tay, duy trì lớn cất bước tư thế, rơi vào tiểu thế giới bị xuyên đốt trong mắt quản gia bên cạnh. Tống Thư Hàng nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Sự thật chứng minh, hai điểm ở giữa, không gian truyền tống cự ly gần nhất từ thiên đường đến địa ngục, chỉ cần một cái truyền tống môn. Hoan nghênh trở về, bá Tống tiên sinh, dù cho bị xuyên tại vỉ nướng bên trên, trong mắt quản gia vẫn như cũ duy trì quản gia lễ nghi, lễ phép ân cần thăm hỏi. Tống Thư Hàng cứng đờ quay đầu, nhìn về phía tam nhãn thiếu niên tiền bối. Lại gặp mặt, tiểu bá Tống, tam nhãn tiền bối ôn nhu cười nói, thật là có duyên đây. Tam nhãn tiền bối, ngài hà tất phải như vậy đâu, Tống Thư Hàng đau lòng nói.
Bởi vì ta thoải mái a, Tam Nhãn tiền bối ba con mắt đều cười đáp nheo lại, trên bầu trời mặt trời chói chang, trời trong gió nhẹ. Mấy năm qua này, Tam Nhãn tiền bối lần thứ nhất như thế vui vẻ. Bá Tống đối diện, béo cầu đại lão tiểu hào đồng dạng lại vui vẻ lại phẫn nộ. Hắn lần nữa đem họng pháo khóa chặt Tống Thư Hàng. Lần này, xem ai có thể giúp ngươi. Không có biện pháp, đành phải vận dụng tuyệt chiêu. Tống Thư Hàng giống to, thiên phạt dẫn tới. Tam Nhãn thiếu niên sững sờ, thiên phạt như thế nào nói dẫn liền có thể dẫn tới đồ vật. Nhưng đối với diện béo cầu đại lão lại bỗng nhiên dừng lại bởi vì hắn tin tưởng, Tống Thư Hàng có được dẫn hạ thiên phạt thủ đoạn. Không nói những cái khác, Bạch U U tên kia chỉ cần cho Tống Thư Hàng một giọt máu tươi, lúc này đem máu tươi tế ra, liền có thể dẫn hạ thiên phạt. Mà liền tại béo cầu đại lão tiểu hào sững sờ thời khắc, một đầu màu đen móng ngựa hung hăng rơi xuống người nó, đưa nó đá bay. Béo cầu đại lão tiểu hào quay cuồng một hồi, nguyên bản kim cương hình dạng thân thể lăn một vòng về sau lại khôi phục hình cầu. Bạch U U, lăn lộn bên trong béo cầu đại lão phẫn nộ gào thét. Cái này một móng cảm giác, có Bạch U U hương vị, tuyệt đối không sai. Hắn đột nhiên nhảy trở đi, khóa chặt màu đen ngựa lớn, tràn đầy cảnh giác. Hí tinh ngựa đối béo cầu tiểu hào lộ ra một cái sinh động như sống trêu tức tiếu dung. Tam Nhãn thiếu niên thở dài. Có cái này quỷ dị đại hắc mã tại, hắn muốn nhìn béo cầu đem Bá Tống truy sát thành cầu trò hay, đã diễn không thành. Nếu quả thật bị béo cầu cùng đại hắc mã náo xuống dưới, hắn tiểu thế giới này cũng không chịu nổi dày vò. Dừng ở đây đi, các vị. Tam Nhãn thiếu niên dùng sức phủi tay, trầm giọng nói, ta có một cái đề nghị. Đại gia ân oán, không bằng phóng tới trên chiếu bạc kết thúc đi. Cùng Bá Tống huyền thánh ở giữa đánh cược, là món ăn khai vị. Sau đó mới thật sự là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đánh cược. Tống Thư Hàng, béo cầu đại lão tiểu hào, màu đen ngựa lớn, đồng thời nhìn về phía Tam Nhãn thiếu niên. Chúng ta tới một ván bốn người đánh cược đi, Tam Nhãn thiếu niên lên tiếng nói. Ta chỉ cần ta mất đi tồn tại, cần gì đẳng cấp đối ứng tiền đánh bạc. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm giọng nói. Tam Nhãn thiếu niên nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thật có lỗi, Tam Nhãn tiền bối. Ta hiện tại đã vô dục vô cầu, vừa cược thắng một ván ta, hiện tại ở vào hiền giả hình thức. Tống Thư Hàng mỉm cười. Không quan hệ, tiểu bá Tống đã ở vào hiền giả hình thức, vậy ta đành phải đem cửu u chúa tể cầu muốn đồ vật cũng không tại ta thân nơi này, mà tại tiểu bá Tống trên người ngươi sự thật nói cho nó biết. Tam Nhãn thiếu niên mặt mỉm cười, truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, truyền âm trả lời, nhưng là, vật kia cũng không trên người ta. Không có quan hệ, tiểu bá Tống, hiện tại trọng yếu không phải cái kia đồ vật tại ai trên người. Mà là béo cầu đạo hữu tin tưởng vật kia tại ai trên người. Mà lại, Thư Hàng tiểu hữu người biết cái kia đồ vật ở đâu đúng không? Sở dĩ, người tiền đánh bạc có thể là vật kia ở đâu tình báo? Tam Nhãn thiếu niên trả lời. Tống Thư Hàng khe khẽ lắc đầu. Vật kia ở đâu tình báo, hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho béo cầu đại lão. Dù là bị béo cầu đại lão đầy vũ trụ truy sát cũng không quan trọng. Coi như ngày này sang năm chính là hắn ngày rỗ. Cũng đoạn không thể lộ ra nửa phần. Có ít người, có một số việc, là có một cái tuyệt đối không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Đang lúc Tống Thư Hàng nội tâm sục sôi thời điểm, tạo hóa tiên tử thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Cùng hắn cược, Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử không còn giả ngây thơ, lên tiếng là nàng một nhân cách khác, ngữ khí cùng bình thường khác biệt. Tống Thư Hàng. Vừa rồi đến tình báo nội bộ, mấy vị sư huynh trong bóng tối bố trí. Muốn đem vật kia chuyển rời đến Kim Liên thế giới một cái khu vực đặc biệt. Chờ chuyển di sau khi thành công, chư thiên vạn giới liền không có người sẽ nhớ kỹ vật kia. Sở dĩ thừa dịp hiện tại, ngươi đi lên đánh cược một lần. Nếu như vạn nhất ngươi thua, nho ra bên kia lập tức tiến hành khẩn cấp chuyển di. Không ai sẽ nhớ kỹ vật kia, thiên đạo phòng tối. Nho ra Kim Liên thế giới khai phát ra phòng tối công năng. Diệu A. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau. Ngẩng đầu lên nói, Tam Nhãn tiền bối, ta nghĩ minh bạch, cái này chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đánh cược bên trong, sao có thể thiếu đi ta? Đã như vậy, ngươi muốn cửu u chúa tể cầu nỗ lực dạng gì tiền đánh bạc? Tam Nhãn tiền bối dò hỏi. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, Tam Nhãn tiền bối, đánh cược nghi thức có thể tước đoạt khái niệm lên đồ vật, cái kia có thể đem béo cầu đại lão phân thân không gian lực lượng tháo rời ra sao? Nếu như béo cầu đại lão không có không gian năng lực, Bạch tiền bối tiên toa vài phút để nó hít bụi.
cỡ nào bẩn thỉu ý nghĩ, bất quá ta thích, Tam Nhãn tiền bối trả lời. Thật có thể bóc ra. Tống Thư Hàng nghe vậy, hai mắt đều sáng lên, chỉ cần vừa nghĩ tới béo cầu đại lão đã mất đi không gian năng lực hình tượng, nội tâm của hắn liền không nhịn được vui vẻ. Có đôi khi, vui vẻ thứ này chính là như thế dễ như trở bàn tay. Một cái đột nhiên lóe lên suy nghĩ, liền có thể để người ngây ngô vui vẻ hơn nửa ngày. Có thể bóc ra một bộ phận, sẽ có không ít hạn chế. Chủ yếu đối phương là cửu u chúa tể, nghĩ hoàn toàn bóc ra nó không gian lực lượng căn bản không thực tế, ta đổ ước nghi thức không có cường đại như vậy uy lực. Tam Nhãn tiền bối truyền âm nhập mật trả lời. Mà lại, đoán chừng đổ ước nghi thức chỉ có thể bóc ra nó tại hiện thế không gian năng lực quyền hành, sau đó ngưng tụ một viên không gian quyền hành hạt giống làm tiền đánh bạc. Nhưng khẳng định không cách nào ảnh hưởng nó tại cửu u thế giới bản thể, tại cửu u thế giới, nó mới là chúa tể. Trừ cái đó ra, bóc ra không gian năng lực còn sẽ có thời gian hạn chế, tối đa một tháng, ít khả năng chỉ cần 7-8 ngày, nó không gian quyền hành liền sẽ khôi phục. Tam Nhãn tiền bối lại bổ sung. Dạng này liền không có lợi a. Tống Thư Hàng xoa cằm đạo, nếu như chỉ là tước đoạt 7-8 ngày đến một tháng không gian quyền hành, bên ngoài tiền đánh bạc liền không lại ngang nhau. Trên thực tế, một viên không gian quyền hành hạt giống ngươi sau này không lỗ. Tam Nhãn tiền bối nói, ngươi có thể tăng giá, tước đoạt một tháng không gian quyền hành thêm ngươi muốn những bảo vật khác, tận lực để tiền đánh bạc ngang nhau là được. Mặc dù đánh cược thắng bại chưa định, nhưng ở đánh cược trước, tiền đánh bạc muốn ngang nhau, đây là công bằng nguyên tắc. Thỏa cứ làm như thế, Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý nói. Bên cạnh, béo cầu đại lão Tiểu Hào cùng Hí Tinh Ngựa yên lặng nhìn qua Tống Thư Hàng cùng Tam Nhãn thiếu niên mắt đi mày lại. Hai gia hỏa này truyền âm nhập mật thời gian quá dài, béo cầu đại lão Tiểu Hào cảm giác trong đó tất có gian tình. Cầu chúa tể mời không cần lo lắng, ta chủ chỉ là tại cùng bá Tống Huyền Thánh xác định tiền đánh bạc. Quản gia không biết lúc nào từ trên vỉ nướng bò lên xuống tới, đổi bộ quần áo mới, bắt đầu vì béo cầu đại lão Tiểu Hào cùng Hí Tinh Ngựa đưa trà, công bằng một mực là ta chủ đổ ước nghi thức bán điểm. Béo cầu đại lão Tiểu Hào. Lúc này, Tam Nhãn tiền bối nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ta cùng Tiểu Bá Tống ở giữa thỏa đàm, hắn nguyện ý nỗ lực liên quan tới cửu u cầu chúa tể ngươi muốn bảo vật chỗ kỹ càng vị trí tình báo, làm tiền đánh bạc. Ngươi cảm giác như gì? Béo cầu đại lão Tiểu Hào con kia độc nhãn trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tam Nhãn thiếu niên, ngươi hống ta. Bảo vật không trên tay ngươi. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua bảo vật trên tay ta. Tam Nhãn thiếu niên khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là cùng ngươi đã nói, muốn có được thứ ngươi muốn, liền tiến đến cùng ta đánh cược một ván hiện tại, ngươi cùng ta cược một ván, chẳng phải có cơ hội từ bá Tống trong tay thu hoạch được bảo vật chỗ tình báo sao. Béo cầu đại lão Tiểu Hào lại đảo mắt tiếp cận Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta từ đầu tới đuôi cũng chưa hề nói bảo vật tại Tam Nhãn tiền bối trong tay, ta chỉ nói qua ta biết bảo vật chỗ địa điểm. Sau đó, ta lại đưa ra mình cùng Tam Nhãn tiền bối cực hai lần, nhưng ta chưa nói qua ta thua cuộc a. Không sai, béo cầu đại lão, ta tại lừa dối ngươi. Béo cầu đại lão yên lặng ở trong lòng đem thù này cho ghi lại, hôm nay bá Tống hào chọc nó nhiều lần, hôm nay chỉ cần từ trong tiểu thế giới này ra ngoài, nó liền nhất định phải nghiền chết bá Tống. Trong mắt quản gia tức thời vì Tống Thư Hàng đưa lên một chén trà thơm, nói bổ sung, cho nên bá Tống Huyền Thánh ngươi thu quản gia không? Ta càng ngày càng nhìn chúng ngươi, cảm giác ngươi cùng ta rất có tiếng nói chung. Tống Thư Hàng trên lưng treo bia đá đạo hữu nghe nói như thế, đột nhiên một trận trầm mặc trước đây không lâu, nó cũng cảm giác mình cùng Tống Thư Hàng rất hợp duyên tới, còn hẹn xong từ thú tu giới Gô Thánh Sơn cấm địa sau khi ra ngoài cùng một chỗ đỗi đại lão tới. Nhưng bây giờ, tại đỗi đại lão đề tài này bên trên, nó không muốn nói chuyện. Ha 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 ha, Hí Tinh Ngựa trong miệng phát ra một trận phối âm tiếng cười, chính là loại kia phát thanh bên trong giảng trò cười lúc, sẽ tự động phối hợp ha 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 người xem tiếng cười phối âm. Như vậy cửu u cầu chúa tể, người đồng ý cái này tiền đánh bạc sao? Tam Nhãn thiếu niên hỏi. Ta làm sao cam đoan tình báo tính chính xác? Béo cầu đại lão Tiểu Hào nói. Nếu không phải vì thiên đạo cầu bị nho gia thánh nhân cắn rơi cái kia bộ phận, nó đã sớm bạo phát. Nhưng việc quan hệ tương lai của mình, quan hệ đến mình có thể hay không tiếp tục sống sót xuống dưới, cho nên cho dù là lớn hơn nữa ủy khuất, nó tạm thời cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu có chút thù, tương lai lại báo cũng không muộn. Ta đổ ước nghi thức cầu chúa tể ngươi cũng nhìn qua, cho nên ở phương diện này ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta.
đổ ước nghi thức mở ra về sau, hết thảy tiền đánh bạc đều sẽ bị tách ra ngoài, cuối cùng sẽ không giữ lại chút nào giao cho người thắng. Tam nhãn thiếu niên tự tin nói. Béo cầu đại lão trầm mặc một lát sau, cuối cùng điểm một cái cầu. Thiện đã cầu chúa tể ngươi đồng ý bá tống tiền đánh bạc, như vậy tương đối, bá tống đối đạo hữu tiền đánh bạc cũng có một chút yêu cầu. Mặc kệ cuối cùng là ai thắng ai thua, tiền đánh bạc muốn làm đến công bằng. Tam nhãn thiếu niên chậm rãi nói. Béo cầu đại lão kim loại con mắt lạnh lùng nhìn qua Tống Thư Hàng, ngươi muốn cái gì? Ta muốn béo cầu đại lão một tháng không gian quyền hành, cộng thêm. Ân, hình rồng binh phù, Tống Thư Hàng đạo công phu sư tử ngoạm, tiếp xuống mới tốt cỏ kè mặc cả. Binh phù không có khả năng, đừng có ý đồ với nó. Tương ứng, ta có thể dùng một kiện pháp khí tình báo làm tiền đánh bạc. Béo cầu đại lão tiểu hào chậm rãi nói, nho ra thánh nhân pháp khí nho điển vị trí. Tống Thư Hàng thở dài, béo cầu đại lão người bóp đến ta uy hiếp, thành. Ta đồng ý cái này tiền đánh bạc. Vừa rồi, tại béo cầu đại lão tiểu hào nhấc lên nho điển thời điểm, Tống Thư Hàng rõ ràng cảm ứng được thể nội tạo hóa tiên tử có dị động, đây là nàng cảm xúc không cách nào tự điều khiển đưa đến. Tam nhãn thiếu niên thỏa mãn gật đầu, lại nhìn phía hí tinh đường cái này thất mã đạo hữu, người muốn chuẩn bị như thế nào tiền đặt cược. Hí tinh ngựa mở cái miệng rộng, lộ ra tiếu dung. Sau một khắc, nó há mồm phun ra một viên phù văn. Cái phù văn này mới ra, béo cầu, tam nhãn thiếu niên sắc mặt đại biến, hai người đầu tiên là nhanh chóng lui lại. Nhưng ngay sau đó, cả hai lại nhanh chóng tới gần nơi này mai phù văn, tinh tế quan sát. Bản năng nói cho bọn hắn, cái này mai phù văn rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại cảm thấy ra cái phù văn này không thể coi thường, bên trong ẩn chứa đối cửu u chúa tể đến nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Hết lần này tới lần khác lấy nhãn lực của bọn hắn, lại hoàn toàn nhìn không thấu cái này mai phù văn nội tại. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tam nhãn thiếu niên cùng béo cầu liếc nhau ba con mắt đối một con mắt, béo cầu đại lão bại hoàn toàn. Ta đồng ý cái này tiền đánh bạc, béo cầu đại lão trước tiên mở miệng, nó hoài nghi cái phù văn này cùng bạch u huyền bí có quan hệ. Nếu như có thể thu được cái này mai phù văn, có lẽ coi như không đi tìm thiên đạo cầu mất đi tồn tại. Nó cũng có thể giống bạch u như thế tiếp tục tại cửu u thế giới làm cái hộ không chịu di rời. Ta cũng không có ý kiến, tam nhãn thiếu niên gật đầu nói. Sau đó, tam nhãn tiền bối cùng béo cầu đại lão tiểu hào đồng thời nhìn về phía Tống Thư Hàng. Ta đương nhiên cũng là đồng ý, Tống Thư Hàng trả lời. Hai vị cửu u chúa tể phân biệt dùng một con mắt cùng ba bốn con mắt nhìn chằm chằm ngươi, áp lực rất lớn. Còn nữa cái này mai phù văn là hí tinh ngựa làm ra tiền đánh bạc. Đừng nói là phù văn, dù là hí tinh ngựa dùng sắt móng ngựa sung làm tiền đánh bạc, Tống Thư Hàng cũng sẽ gật đầu đồng ý, dù sao cũng là ngựa mình. Cái kia cuối cùng liền đến ta, tam nhãn thiếu niên đạo, nói hắn lấy ra ba cái hạt giống, trước mắt trong tay của ta không có đơn kiện ngang nhau bảo vật, chất lượng không đủ liền dùng số lượng đến góp đi. Cái này ba cái hạt giống bên trong, phân biệt ẩn chứa ba loại đặc thù pháp khí bản thiết kế. Một loại là hành tinh cấp chiến lược pháp khí. Một loại là tiêu hao hình vô cùng lớn uy lực pháp khí khai thiên nhãn, một loại là có thể bao trùm hành tinh tuyệt đối lực trường hộ thuẫn. Ta cái này ba kiện bản thiết kế, đủ để sung làm lần này tiền đánh bạc. Nghe được tam nhãn tiền bối giới thiệu, Tống Thư Hàng trong đầu lập tức nhớ tới vị kia mấy lần đỗi đến hắn lá gan đau mọc ra mắt tinh cầu đại lão kia là Tống Thư Hàng không muốn nhất gặp gỡ trong địch nhân, xếp hạng trước ba tồn tại, cũng là trước mắt một cái duy nhất đem công kích đâm vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đại địch. Hành tinh cấp dáng người, uy lực kinh khủng pháp khí công kích, bao trùm toàn bộ thân thể tuyệt đối lực trường hộ thuẫn. Tam nhãn tiền bối ba tấm bản thiết kế tổ hợp bắt đầu, rõ ràng chính là mọc ra mắt tinh cầu đại lão hình thức ban đầu. Tam nhãn tiền bối vậy mà đem thứ này đều lấy ra làm tiền đánh bạc. Bất quá, luôn cảm giác cái này ba hợp một bản thiết kế tựa hồ thiếu khuyết cái gì. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư. Một lát sau, tiền bối, có tâm tạng lò động lực bản thiết kế sao? Hắn nghĩ tới chỗ mấu chốt, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng vấn đề này vừa ra khỏi miệng, tam nhãn tiền bối lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn cái này cơ mật hạch tâm vấn đề, vì cái gì Tống Thư Hàng ra hỏa này sẽ biết. Đây chính là ta chủ ti tiện chỗ, vô luận là chiến lược hành tinh pháp khí, vũ khí, hộ thuẫn bản thiết kế, hắn đều lấy ra. Nhưng hạch tâm động lực tâm tạng bản thiết kế hắn lại lặng lẽ ẩn tàng, đây chính là tâm tạng, đặc biệt bẩn. Trong mắt quản gia một bên vì mọi người chén trà thêm nước, một bên dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thì thào. Tam nhãn thiếu niên.
Lúc này, béo cầu đại lão Tiểu Hào đột nhiên lên tiếng nói, mặc dù không có hạch tâm, nhưng ba tấm bản thiết kế giá trị đã đầy đủ. Nó không cần hạch tâm bản thiết kế, bản thân nó liền có được xuất sắc lò động lực hạch tâm kỹ thuật, đủ để chống lên cái này chiến lược pháp khí. Cho nên, cái này tiền đặt cược nó có thể tiếp nhận. Hí Tinh ngựa phì mũi ra một hơi, biểu thị đồng ý. Sau đó, Tam Nhãn tiền bối ba con mắt, Hí Tinh ngựa hai con mắt, béo cầu đại lão Tiểu Hào động nhãn, cùng nhau nhìn về phía. 1, 2, 3, áp lực như núi. Ta cũng đồng ý, Tống Thư Hàng gật đầu nói không khác, bởi vì bạch tiền bối nắm giữ lấy hạch tâm kỹ thuật. Bạch tiền bối sau này từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong tay lừa gạt đến một trái tim lò động lực, chứa vào đến mặt trời nhỏ T233 hào thể nội. Tiện thể, còn đối nó tiến hành nghiên cứu, lấy bạch tiền bối kỹ thuật, phục chế một viên tâm tạng hạch tâm lò động lực cũng không phải là việc khó. Còn nữa, lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ cảnh giới, tài lực, nhân lực, cũng không đủ kiến hành một viên loại này đẳng cấp pháp khí. Vận khí không tốt, nói không chừng cả một đời đều không có cơ hội kiến tạo, tài lực thực sự là vấn đề lớn nhất. Cho nên, coi như hắn đánh cược thắng, bản thiết kế cũng chỉ có thể lấy tới áp đáy hòm, hoặc là cùng bạch tiền bối cùng hưởng. Các ngươi mấy vị thực sự quá chất phác, nếu đổi lại là ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ta chủ loại này tâm tạng ra hỏa. Trong mắt quản gia vừa dứt lời, lại lần nữa bị treo ở đồ đằng trụ bên trên. Lần này đồ đằng trụ tạo hình xinh đẹp, tựa như là ngọn đuốc. Trong mắt quản gia rơi vào ngọn đuốc trung tâm, hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm. May mắn! Tống Thư Hàng âm thầm xoa xoa trán mình không biết có phải hay không là ảo giác, ban sơ cùng Tam Nhãn tiền bối gặp nhau lúc, trong mắt quản gia còn không có như thế bì. Nhưng theo mình nhiều lần cùng Tam Nhãn tiền bối tiếp xúc về sau, cảm giác trong mắt quản gia càng ngày càng thả bản thân. Đặc biệt là càng nhiều người thời điểm, trong mắt quản gia hành động hình thức liền càng phóng đãng. Đến cùng là bởi vì quen về sau, bắt đầu không còn ngụy trang, lộ ra lúc đầu chân diện mục. Vẫn là, bị truyền nhiễm rồi. Dù sao khẳng định không phải ta truyền nhiễm, Tống Thư Hàng nói với mình. Tam Nhãn thiếu niên ngắm nhìn thiêu đốt thành ngọn đuốc trong mắt quản gia, yên lặng sờ lên mình ngực trái cơ. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được trong mắt quản gia hôm nay đặc biệt sinh động, tựa như là khai bình khổng tước, nóng lòng biểu hiện mình. Sẽ không thật muốn đi ăn máng khác à? Đã tiền đánh bạc xác định, như vậy đánh cược nghi thức triển khai. Tam Nhãn thiếu niên lên tiếng nói, tiếp theo bước, tiếp xuống chúng ta chuẩn bị đánh cược gì tiết mục. Tảng đá cái kéo vải. Tống Thư Hàng đề nghị dù sao vừa cùng Tam Nhãn tiền bối cược xong một ván, hắn nghĩ đừng đùa phức tạp như vậy, đơn giản điểm, sinh hoạt phương thức đơn giản điểm. Vừa dứt lời, vừa bên trên liền có một con móng ngựa đưa tới trước mặt hắn. Hí Tinh ngựa gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Hôm nay Thư Hàng nếu là không thể dùng cái này móng ngựa biến hóa cái tảng đá cái kéo bày tạo hình ra, nó liền cân nhắc mời Tống Thư Hàng ăn vó ngựa, dùng mặt ăn. Cược sinh tử quyết đấu đi. Béo cầu đại lão lạnh lùng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Nếu như béo cầu đại lão cảnh giới của ngươi hạn chết tại thất phẩm tôn giả cấp bậc, ta liền không có vấn đề. Lúc này Tống Thư Hàng không có chút nào túng. Tam Nhãn tiền bối cùng hắn cược ai trước khóc lên lúc, còn đem thực lực, cảnh giới, thuộc tính đều áp chế đến giống như hắn cấp bậc. Công bằng mới là Tam Nhãn tiền bối đổ ước nghi thức hạch tâm bán điểm. Chỉ cần đem béo cầu đại lão cảnh giới áp chế ở thất phẩm cấp, Tống Thư Hàng liền có lòng tin túng thành một đoàn, tuyệt đối sẽ không bị béo cầu đại lão tùy tiện xử lý. Hí ruột ruột Hí Tinh ngựa phát ra hét dài một tiếng. Minh bạch, như vậy ta chỗ này có một cái cách chơi, hẳn là rất thích hợp mọi người. Tam Nhãn tiền bối đưa tay sờ mó, lần nữa lấy ra một cái hộp. Bất quá lần này trong hộp, là tối đen như mực hỗn độn, không còn là đồ chơi mô hình. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, sống đến người cuối cùng là bên thắng, nửa đường có thể bỏ quyền. Cái trò chơi này tên là Nguyện vọng thế giới, khi tiến vào trò chơi trước, mọi người trong lòng nguyện vọng lớn nhất, sẽ bị cụ hiện hóa, trở thành người tiến vào trò chơi sau thiên phú. Tam Nhãn tiền bối giải thích nói. Nguyện vọng, tỷ như hòa bình thế giới. Tống Thư Hàng hỏi. Chỉ là đem nguyện vọng cụ hiện hóa thành thiên phú. Nếu như nguyện vọng của ngươi là hòa bình thế giới, cỗ kia hiện hóa thiên phú, có thể là một cái cường đại lại không thể công kích năng lực phòng ngự. Tam Nhãn tiền bối giải thích nói. Dứt lời, hắn đem hộp toàn bộ mở ra, chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng, béo cầu đại lão Tiểu Hào, Hí Tinh ngựa tương hỗ đối mặt. Nguyện vọng,
ta muốn đem béo cầu đại lão đánh nổ, để nó cũng thể nghiệm một chút ta bị nó truy sát lá gan đau nhức. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm béo cầu đại lão, trong lòng không ngừng phun lên như thế cái suy nghĩ. Béo cầu đại lão đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Thư Hàng, không biết nó trong lòng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, trò chơi bắt đầu. Bốn người thân ảnh biến mất, tiến vào thế giới trò chơi. Hỗn độn thế giới bên trong. Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, mình biến thành một cái cầu. Tròn trịa thân thể, không có tay, chân, rốn các loại bất luận cái gì khí quan. Nhưng không có mắt lại có thể nhìn, không tai lại có thể nghe, không miệng lại có thể nói. Chỉ cần lực chú ý thoáng tập trung một điểm, còn có thể đạt tới 360 độ không góc chết thị giác. Thậm chí suy nghĩ khẽ động, còn có thể đem mình thị giác kéo cao, từ chỗ cao nhìn xuống mình cùng phương xa, phi thường tiện lợi. Biến thành cầu sau Tống Thư Hàng, không có vẻ kinh hoàng. Dù sao hắn có được nhiều lần nhập mộng kinh nghiệm, cho nên tại thay đổi cái bộ dáng về sau, hắn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến để chính hắn đều đau lòng chính mình. Mặt khác, tại thí nghiệm loại thứ hai thị giác thời điểm, Tống Thư Hàng nhìn thanh mình bây giờ bộ dáng. Rất độc đáo tạo hình, một cái thể lỏng quả cầu kim loại, tròn vo, mập mạp. Quả nhiên, đây chính là béo cầu đại lão tạo hình. Tống Thư Hàng thân thể tại không trung lăn lộn, cũng không phải là đang diễn kịch mua vui, mà là mượn nhờ lăn lộn thời điểm, thật nhanh thuần thục cái này thân thể mới đây là hắn nhiều lần nhập mộng góp nhặt kinh nghiệm quý báu. Bất quá, vì cái gì ta lại biến thành u cầu đại lão bộ dáng? Chẳng lẽ, là bởi vì ta tiến vào thế giới này lúc trong lòng hiển hiện nguyện vọng kia? Tống Thư Hàng nhớ kỹ mình tiến vào thế giới lúc ưng thuận nguyện vọng, muốn đem béo cầu đại lão đánh nổ, để nó cũng thể nghiệm một chút ta bị nó truy sát lá gan đau nhức. Sau đó nó liền biến thành béo cầu đại lão. Như vậy, trước đó nguyện vọng sẽ lấy loại phương thức nào hiện ra? Mình biến thành béo cầu đại lão sau. Là phải bị người khác đánh nổ, bị đuổi giết, để hiện tại tống béo cầu thể nghiệm bỗng chốc bị đánh nổ, hoặc là bị đuổi giết lá gan đau nhức. Lại hoặc là, hiện tại mình biến thành béo cầu đại lão, mà béo cầu đại lão hiện tại biến thành Tống Thư Hàng. Sau đó, mình liền có thể thể nghiệm một đợt truy sát Tống Thư Hàng, đem béo cầu hàng đánh nổ, để nó thể nghiệm một chút loại này lá gan đau nhức. Theo ta nguyện vọng đến xem, hẳn là cái thứ hai khả năng tương đối chuẩn xác. Tống Thư Hàng suy tư, phán đoán. Nhưng là, tam nhãn tiền bối tại mở ra cái này thế giới trò chơi thời điểm liền nhắc nhở qua, nguyện vọng chỉ là sẽ bị cụ hiện hóa vì cái nào đó thiên phú hoặc năng lực, cho nên sẽ có rất nhiều biến số. Nói không chừng béo cầu đại lão cũng không hề biến thành Tống Thư Hàng, vẫn như cũ duy trì béo cầu bộ dáng. Nói không chừng béo cầu đại lão biến thành cầu Thư Hàng nhưng như cũ có thể bạo đánh hắn cái này tống béo cầu. Cho nên, mặc kệ là cái nào đáp án. Mấu chốt ngay tại ở có thể hay không tìm tới một cái khác Tống Thư Hàng, nếu quả như thật tồn tại một cái khác Tống Thư Hàng, như vậy liền có thể thử nghiệm đem hắn đánh nổ, hoặc là bị hắn đánh nổ. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thị giác từ nhìn xuống hình thức đổi về 360 độ thị giác. Tóm lại, đầu tiên muốn đem trong thế giới này khả năng tồn tại Tống Thư Hàng tìm cho ra. Nếu như đối phương là béo cầu đại lão, vậy bây giờ nhất định đồng dạng ở vào mộng bức trạng thái. Thừa dịp đối phương mộng bức thời điểm, đối nó một đợt chuẩn không sai. Vừa nghĩ tới mình có lẽ có thể lấy béo cầu chi thân truy sát cầu Thư Hàng, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác có chút kích thích. Mình làm nhục mình, nhìn thấy mình bị truy sát, phát ra tiếng kêu thảm, có lẽ rất thú vị. Tống Thư Hàng lại tại trong hư không lộn mấy vòng về sau, ổn định thân hình. Hắn sau này cơ bản quen thuộc béo cầu đại lão thân thể điều khiển phương thức. Biến hình, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Thể lòng thân thể theo ý chí của hắn, biến thành một chiếc phi thuyền vũ trụ bộ dáng. Sau đó, hắn cấp tốc tại hỗn độn thế giới tinh không bên trong xuyên qua bắt đầu. Phi hành thuật lúc, thần thức bốn phía càn quét. Cái này hỗn độn thế giới là đồ ước dùng thế giới, cái kia địa đồ chắc chắn sẽ không vô cùng lớn, sẽ luôn để cho bốn cái dự thi tuyển thủ có gặp nhau cơ hội. Thế giới này một cái khác ta, người ở đâu? Bay mấy phút sau? Tại cách đó không xa một viên trơ trọi vệ tinh bên trên, Tống Thư Hàng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là một vị diện mục hiền lành nam tử trẻ tuổi, tóc ngắn, thân mang phổ thông trang phục, ngay cả kiện phụ trợ tự thân đẳng cấp pháp bào đều không có, nhìn xem liền khiến người cảm giác lòng chua xót. Thư Hàng, tìm tới ngươi. Đã Tống Thư Hàng cái này cá thể tồn tại, vậy liền đại biểu cho nguyện vọng của mình cụ hiện hóa thành công, hắn biến thành béo cầu đại lão. Mà béo cầu đại lão sau này biến thành Tống Thư Hàng.
Sau đó, liền nhìn thực lực cảnh giới phương diện, lớn bao nhiêu biến hóa. Vì cam đoan độ ước tính công bình, vào cuộc bốn vị tuyển thủ thực lực cảnh giới rất có thể sẽ bị áp chế đến cùng một trình độ. Cùng một trình độ cảnh giới, dù cho đối bất quá béo cầu đại lão, nhưng tự vệ khẳng định không có vấn đề. Tống Thư Hàng đã nhận ra đối diện keo kiệt nam tử trẻ tuổi, đối diện nam tử trẻ tuổi đồng dạng đã nhận ra hắn. Vị này nam tử trẻ tuổi trong mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, nam tử trẻ tuổi nhanh chóng quay người, cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Tống Thư Hàng cũng còn chưa đi đến đi công kích, nó liền bắt đầu chạy trốn. Phản ứng này, không sai được, hiện tại cái này ta chính là béo cầu đại lão. Nó biến thành ta bộ dáng. Thấy được hiện tại thể lỏng quả cầu kim loại hướng nó đánh tới, liền suy đoán ra thể lỏng quả cầu kim loại là ta Tống Thư Hàng. Cho nên, nó mới có thể trực tiếp bỏ chạy. Tống Thư Hàng trong lòng vui lên. Béo cầu đại lão, ngươi cũng có hôm nay à? Hôm nay, liền để ngươi thể nghiệm một chút đáng thương bất lực Tống Thư Hàng, là như thế nào bị cửu u chúa tể cầu ức hiếp, truy sát, đánh nổ. Ta lá gan đau nhức, nổi thống khổ của ta, hôm nay liền để ngươi cảm đồng thân thụ một lần. Cầu Thư Hàng chạy đâu, ăn ta một pháo. Vui vẻ bá Tống Huyền Thánh khống chế thể lỏng kim loại thân thể, tại phi thuyền vũ trụ bên trên ngưng tụ ra thô to hỏng pháo, khóa chặt phía trước cầu Thư Hàng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, oanh một đạo uy lực to lớn trùm sáng, hướng phía bỏ chạy cầu Thư Hàng vọt tới. Béo cầu đại lão phương thức công kích, tức đơn giản, uy lực lại lớn, vào tay dễ dàng, còn tự mang khóa chặt công năng, chiến đấu quả thực không nên quá thoải mái. Phía trước cầu Thư Hàng, ra rắn tẩu vị, hiểm hiểm né qua một kích này. Tống Thư Hàng đó có thể thấy được đối phương cũng không thích ứng cỗ này bá tống thân thể, bỏ chạy bắt đầu lúc, thân thể có loại không nói ra được không cân đối cảm giác. Ngươi trốn không thoát, cầu bá tống. Tống Thư Hàng trên thân thể lần nữa hiển hiện 9 cái họng pháo, 10 pháo đồng thời khóa chặt cầu bá tống. Rầm rầm rầm. Pháo laser, tự động truy tung đạn đạo, tán đạn pháo, pháo điện tử. Đủ loại hỏa lực cùng nhau oanh minh, nguyên bản trơ trọi vệ tinh bên trên, bị tạc ra cái này đến cái khác hố bom. Trước mặt cầu bá tống chỉ có thể chật vật tránh né, thậm chí nhiều lần đều bị hỏa lực uy lực nổ tung tung bay. Sướng rồi! Tống Thư Hàng cảm giác trong lòng mình biệt khuất, quét sạch sành xanh. Nhân loại cuối cùng đều sẽ sống thành mình ghét nhất bộ dáng, có lẽ nói chính là Tống Thư Hàng loại tình huống này a. Nhất cổ tác khí, đưa cầu bá tống cầm xuống. Tống Thư Hàng phần bụng lại duỗi ra 5 cái họng pháo, tăng lớn hỏa lực đối cầu bá tống tiến hành bắn phá. Cầu bá tống chật vật 4 vọt, bất quá tại chật vật quá trình bên trong, nó dần dần nắm giữ, quen thuộc Tống Thư Hàng thân thể. Động tác của nó càng ngày càng linh hoạt, chạy trốn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. 15 ổ pháo khẩu tề phát, vậy mà đều không thể cầm xuống nó. Cấn tay cầu bá tống. Cầu bá tống biến càng ngày càng linh hoạt về sau. Bỏ chạy tốc độ cũng phi tốc tăng lên. Nó bắt đầu nhanh chóng quen thuộc hiện tại cỗ này Tống Thư Hàng thân thể, bị tạc mấy đợt sau. Nó thậm chí sau này có thể thông qua cỗ thân thể này thi triển một chút phòng ngự chi pháp, dùng để chống cự sau lưng hỏa lực. Song phương ngươi truy ta đuổi, giữa lẫn nhau thủ đoạn tề xuất, không bao lâu, liền dọc theo trơ trọi vệ tinh chạy một vòng. Tống Thư Hàng 15 ổ hỏa pháo, cũng tại vệ tinh bên trên đánh ra một đầu chỉnh tề cái hố mang. Phía trước cầu bá tống mặc dù chật vật, nhưng vẫn như cũng nhảy nhót tưng bừng. Không được, còn tiếp tục như vậy chờ béo cầu càng ngày càng thuần thục về sau, ưu thế của ta liền sẽ dần dần biến mất. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù biến thành béo cầu đại lão bộ dáng, nhưng chung quy không phải béo cầu đại lão. Một chút bí pháp, thần thông, hắn căn bản sẽ không thi triển. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào đem cầu bá tống cầm xuống, một hồi sẽ qua. Cục diện liền muốn nghịch chuyển tới. Đến lúc đó, chính là cầu bá tống đuổi giết hắn cái này tống béo cầu. Hoán đổi hình thái, hoán đổi thành béo cầu đại lão trước đó trên địa cầu lúc sử dụng qua chiến tranh thành lũy hình thức. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động. Tại một trận huyễn khốc đặc hiệu bên trong, Tống Thư Hàng thân thể lần nữa biến hình, chuyển hóa thành chiến tranh thành lũy, vô số họng pháo từ trên thân thể hiển hiện. Đối diện cầu bá tống cảm ứng được năng lượng cường đại ba động. Nó tạm dừng bỏ chạy bước chân, hai tay khoanh sau đó, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí được triệu hoán ra, hình thành vĩnh bất hãm lạc thánh thành, ngăn tại trước mặt nó. Là ngăn tại trước mặt, mà không phải ngăn ở phía sau. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là bản mệnh pháp khí,
thừa nhận làm là tu sĩ thân thể một bộ phận liền cùng Tống Thư Hàng biến thành béo cầu đại lão sau có thể sử dụng biến thân năng lực là đồng dạng đạo lý, đối diện cầu bá Tống biến thành Tống Thư Hàng về sau, cũng có thể sử dụng bộ phận này công năng. Thấy cảnh này lúc, Tống Thư Hàng cảm giác mình thận ẩn ẩn đau nhức. Full screen công kích, thế là, hắn cắn răng lại đạt chỉ lệnh. Oanh! Vô số hỏa lực, thắp sáng tinh không. Ước vạn ụ súng, ước vạn vinh quang. Nhiều chính là tốt, lớn chính là đẹp. Đầy bình phong mưa đạn công kích, phàm là con mắt có khả năng nhìn thấy phạm vi toàn bộ tại Tống Thư Hàng cái này sóng hỏa lực bên trong phạm vi công kích. Trừ ngạnh kháng bên ngoài, không thể nào tránh né. Đổ vào mình đắc ý nhất công kích đến đi, cầu bá Tống. Hỏa lực như mưa nặng hạt, lại mãnh lại liệt. Cầu bá Tống tránh né tại Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành phòng ngự về sau, co lại thành một đoàn. Nhưng Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành tại như thế mãnh liệt hỏa lực tẩy lễ bên dưới, cũng không thể trèo chống quá lâu, chỉ cần hỏng pháo đủ thô, chỉ cần hỏa lực số lượng đủ nhiều, liền xem như thần cũng phải bị từ trên bầu trời nổ xuống. Đáng thương nhất thuộc về trơ trọi nhỏ vệ tinh, tại cực lớn uy lực hỏa lực tẩy lễ bên dưới, nó vỏ quả đất không ngừng suy yếu, bị ép buộc mặt gầy. Bốn hơi thở thời gian sau. Ken két. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ. Nó phân tán ra đến hóa thành tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trở về đến cầu bá Tống thể nội. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng bắt lấy ra cái này chớp mắt là qua thời cơ, tại ức vạn hỏa lực yểm hộ bên dưới, hắn bỗng nhiên nhào tới cầu bá Tống đỉnh đầu. Hoa! Thể lòng thân thể một phân thành hai. Một bộ phận duy trì lấy hỏa lực, một bộ phận khác thân thể căng phồng lên đến, hóa thành một tấm võng lớn, chụp vào cầu bá Tống. Tống Thư Hàng muốn nếm thử đem cầu bá Tống thôn vệ, đây là khó được cùng béo cầu đại lão mạnh kết nhân quả cơ hội, nếu có thể kết lên nhân quả, ban đêm lúc ngủ nhập mộng một phát béo cầu đại lão, liền kiếm bộn rồi. Coi như thất bại cũng không quan hệ, hắn đem thân thể một phân thành hai, chính là vì phòng bị điểm này. Thất bại, hắn có thể mang theo một nửa khác thân thể cấp tốc bỏ chạy. Đối phương là cửu u béo cầu chúa tể, cho nên coi như nhất thời ở vào thượng phong. Mỗi một bước vẫn như cũ muốn cân nhắc thất bại khả năng. Đang lúc Tống Thư Hàng kết lưới bao lại cầu bá Tống, lập tức liền có thể đưa nó thôn phệ thời điểm. Trong hư không, vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Lúc này, một thất toàn thân đen nhánh, không có đinh sắt móng ngựa, không có bộ yên ngựa ngựa lớn, lấy duệ duệ tư thế từ bên cạnh đi ngang qua. Cái này thất màu đen ngựa lớn đi ngang qua đồng thời, thuận tay một móng nện ở thể lỏng quả cầu kim loại cũng chính là hiện tại Tống Thư Hàng trên thân. 3. Tống Thư Hàng duy trì lấy chiến tranh thành lũy cái kia bộ phận thân thể, bị một móng đập bay ra ngoài. Nguyên bản chụp vào cầu bá Tống lưới lớn, cũng đã mất đi khống chế. Cầu bá Tống vung tay lên một cái, trở tay kéo lên tấm kia Tống Thư Hàng nửa người biến thành lưới lớn, cực nhanh thối lui đến một bên. Quanh Tống Thư Hàng khác nửa cái thân thể bị móng ngựa đập bay, tại trơ trọi vệ tinh trên thân thể lại ném ra một cái hố to. Tống Thư Hàng. Hắn thống khổ nhìn về phía trên bầu trời hí tinh ngựa, nội tâm có một vạn con mã tiền bối phi nước đại mà qua. Cộc 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 đen nhánh ngựa lớn trong hư không dậm chân, ánh mắt khóa chặt béo cầu bộ dáng Tống Thư Hàng. Chờ đã, chờ một chút, Tống Thư Hàng biến thành chiến tranh thành lũy vội vàng lên tiếng kêu lên, mã tiền bối ngươi nhanh dừng móng, ta là Thư Hàng A. Trong hư không đen nhánh ngựa lớn phì mũi ra một hơi, trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ khinh thường. Sau đó, nó bày ra công kích tư thế, khóa chặt Tống Thư Hàng, phát khởi điên cuồng công kích. Hí tinh ngựa công kích tràng diện đốt bạo. Mặc dù chỉ là một con ngựa, nhưng nó công kích thời điểm, lại mang ra thiên quân vạn mã phi nước đại khí thế. Đặc biệt là nó hai con móng trước, tại công kích thời điểm còn bổ sung lấy thất thải thần khí bảo quang. Cái này nếu như bị đánh lên hai móng, trên cơ bản lần này đánh cực liền di di. Mà lúc này Tống Thư Hàng, vừa mới từ cái hố bên trong leo ra. Mắt thấy hí tinh ngựa liền muốn đụng vào trên người hắn. Văn bản tránh cũng không thể tránh. Tống Thư Hàng trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn ưng thuận nguyện vọng, muốn đồng thời đi hai đầu chi nhánh. Tức muốn đem biến thành Tống Thư Hàng béo cầu đại lão ngược bạo, truy sát lại muốn bị hí tinh mã tiền bối đá bể. Không thể nào tránh né Tống Thư Hàng, đành phải đem thân thể của mình một lần nữa hóa thành một đoàn thể lỏng hình cầu, lúc này hắn chỉ có thể đánh cược một keo lấy nhu thắng cương. Dùng mình mềm mại nhất hình thức đi nghênh đón sắp đến móng ngựa xung kích. Hoa! Ngay tại hí tinh ngựa muốn đụng vào Tống Thư Hàng thời điểm, một cái lưới lớn đột nhiên từ không trung giáng xuống, đem hí tinh ngựa bao lại.
Ngay sau đó, cầu bá tống thân hình khởi động dây lát lách mình pháp, lấp lóe đến hí tinh ngựa bên người. A à, cộc, cầu bá tống hét lớn một tiếng, nó quơ nắm đấm, đối hí tinh ngựa chính là một đợt mưa to gió lớn công kích. Quyền như lưu tinh, lại chìm lại nặng. Mỗi một quyền nện xuống, liền như là thiên thạch đánh xuống mặt đất, chấn dưới chân trơ trọi vệ tinh trận trận run rẩy. Hí tinh ngựa một tiếng hét thảm, nó công kích bị đánh gãy. Nhưng nó thân thể còn là bởi vì quán tính đụng vào tống thư hàng trên thân. Cầu bá tống không buông tha tiếp tục lấn người tiến lên, quả đấm của nó như bóng với hình, không ngừng nện ở hí tinh thân ngựa bên trên. Rầm rầm rầm, cầu bá tống đặt ở hí tinh thân ngựa bên trên, huy quyền cuồng đánh, hí tinh ngựa đặt ở tống thư hàng trên thân, thống khổ gào rít, tống thư hàng lúc này mềm mại thể lỏng quả cầu kim loại hình thái, thừa nhận một đợt lại một đợt trọng kích. Cho nên, đây rốt cuộc là cái gì thần phát triển? Tống thư hàng sọ não đau. Tỉnh táo lại, tống thư hàng bắt đầu suy đoán, hắn hoài nghi trước mắt cầu thư hàng cùng hí tinh ngựa đều không phải là bản tôn. Không chỉ có là hắn cùng béo cầu đại lão tiểu hào đổi thân thể, tiến vào tiểu thế giới này bốn vị tuyển thủ dự thi, khả năng toàn bộ đều đổi thân phận. Nhưng vấn đề là, trừ hắn biến thành béo cầu đại lão tiểu hào bên ngoài, cái khác ba vị đại lão là thế nào biến hóa, hiện tại lại biến thành cái gì bộ dáng, căn bản không thể nào suy đoán.